Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 23. Tiêu Phàm một ngày cứu chữa 50 tu sĩ, thanh danh Tiêu Phàm trong nháy mắt lan truyền nhanh chóng, hơn nữa đám người trả lại Tiêu Phàm một cái xưng hào, Tiêu Nhất Châm. 50 người, Tiêu Phàm đều là một châm chữa tốt. Làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, dù là Hề lão cũng cười, Tiêu Phàm xứng đáng xưng hào Tiêu Nhất Châm. Hề lão cất nhắc, vãn bối còn rất nhiều chỗ muốn học tập. Tiêu Phàm khom người hơi thi lễ. Tại trước mặt người khác, hắn dám không coi ai ra gì, nhưng trước mặt Hề lão làm bát phẩm luyện dược sư, Tiêu Phàm lại không có bất kỳ ngạo khí gì. Hề lão hài lòng gật đầu, Tiêu Phàm mặc dù bình thường ngông nghênh, nhưng là chỉ là đối với địch nhân, điểm này giống một thiếu niên có thể làm. Đúng rồi tiểu hữu, lão hủ mạo muội hỏi một cái, trước đó nghe Tần đại sư nói đủ loại huyệt vị, cái gì là huyệt vị? Nếu như không thể nói, coi như lão hủ mạo phạm. Hề lão lại mở miệng nói. Một bên Lê Ngự cũng lộ ra vẻ tò mò, Tiêu Phàm mỗi một châm đều châm đối huyệt vị ra tay, châm đến hết bệnh, quả thực là cực kỳ thần kỳ, nếu như mình có thể nắm giữ loại thủ đoạn này, có phải hay không cũng có thể làm đến bước này. Huyệt vị, Tiêu Phàm nhìn Tần Mặc không khỏi rút rút cổ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Hai người Hề lão cùng Lê Ngự lộ ra vẻ thất vọng, bọn hắn hiển nhiên nghĩ lầm Tiêu Phàm là trách cứ Tần Mặc. Cũng không phải là đồ vật gì đặc thù, chính là sư tôn vãn bối căn cứ kinh mạch Đường Vân Nhân thể nghiên cứu ra, cũng bởi vậy sáng tạo ra châm cứu chi thuật. Tiêu Phàm tiếp tục nói. Nói đến đây, trong tay đột nhiên thêm ra hai trường bản vẽ, đưa cho Hề lão cùng Lê Ngự, tiếp tục nói, trường này là huyệt vị đồ, đại khái ghi lại hơn 400 huyệt vị, mỗi một cái huyệt vị đều có tác dụng đặc thù. Chủ quản thân thể người bình thường vận hành, đương nhiên. Trên huyệt vị thân người không chỉ có như vậy, chỉ là còn rất nhiều chỗ chưa có phát hiện ra mà thôi. Tiêu Phàm không giấu giếm, cho tới nay hắn cũng ở đây tìm kiếm liên hệ huyệt vị nhân thể cùng hệ thống tu luyện chiến hồn đại lục, nhưng cũng không có phát hiện đặc biệt gì. Ngược lại là kinh mạch nhân thể, Tiêu Phàm lại là có chút thu hoạch, bởi vì hồn lực vận chuyển theo lộ tuyến bên trong kinh mạch. A, Hề lão lập tức tiếp nhận bản vẽ, tâm thần trong nháy mắt chìm vào bên trong bản vẽ. Tựa như phải lập tức đem bức đồ này nghiên cứu triệt để. Mấy tức về sau, ánh mắt Hề lão sáng rực, tựa như phát hiện sự tình đặc biệt gì, kích động nhìn Tiêu Phàm, nói tiểu hữu, huyệt vị đồ này quá thần kỳ, lão hủ chưa bao giờ nghĩ tới huyệt vị vậy mà cũng có thể trị bệnh, vừa mới thử mấy cái huyệt vị, đúng thực sự là kỳ lạ. Đây tuyệt đối là một đại phát minh vô thượng của luyện dược giới. Lê Ngự cũng kích động không thôi. Hắn mặc dù trong lúc nhất thời nhìn không ra chỗ thần kỳ huyệt đạo, nhưng là vừa mới dùng hồn lực kích thích huyệt đạo vậy mà phát hiện, một số phương diện thân thể có phản ứng đặc biệt. Không sai, nếu như huyệt vị đồ có thể mở rộng ra, công lao không thua bồi dưỡng được một vị cửu phẩm luyện dược sư. Hề lão cũng khẳng định giá trị huyệt vị đồ. Cửu phẩm luyện dược sư, con người đám người chung quanh co rụt lại, trên mặt đều là thần sắc kích động. Tần Mặc một mặt đắc ý. Hắn thập phần may mắn về quyết định năm đó, nếu như không phải bái Tiêu Phàm làm sư, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không thay sư thu đồ. Sư tôn, huyệt vị đồ thực thần kỳ như vậy sao? Lý Đạo Hiên bên cạnh Lê Ngự cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đâu chỉ thần kỳ, phía trên có chút huyệt vị không những có thể cứu người, hơn nữa còn có thể giết người. Lê Ngự hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, hai chân mềm nhũn. Hướng mặt đất quỳ sát xuống dưới. Một cử động kia khiến đám người dọa kêu to một tiếng, Lê Ngự là thất phẩm luyện dược sư uy tín lâu năm đó, vậy mà hướng Tiêu Phàm quỳ xuống. Lê Đại Sư, ngươi làm gì vậy? Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy Lê Ngự, không để hắn quỳ xuống. Việc này nếu như bị người khác biết, khẳng định sẽ có rất nhiều người tức chết. Càng chủ yếu là khẳng định cũng không ít người đến tìm hắn gây sự, dù sao. Hắn mặc dù là thất phẩm luyện dược sư nhưng vẫn chỉ có 17 tuổi. Tiêu đại sư, mời thu ta làm đồ đệ, ta muốn học tập huyệt vị chi thuật, còn có châm cứu chi thuật. Lê Ngự trịnh trọng nói, mặc dù bị Tiêu Phàm ngăn chặn, nhưng căn bản chưa có ý đứng dậy. Tựa như lại nói, ngươi không đáp ứng, Lê Ngự ta liền không đứng dậy. Sư tôn, Lý Đạo Hiên kinh ngạc nhìn Lê Ngự, ngốc trệ tại chỗ, bản thân sư tôn là thất phẩm luyện dược sư. Vậy mà hướng Tiêu Phàm quỳ xuống.
nếu như Tiêu Phàm thực thu sư tôn làm đồ đệ, bản thân há không phải gọi Tiêu Phàm là sư công. Ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Lê Ngự hung hăng chừng Lý Đạo Hiên liếc mắt. Lý Đạo Hiên ngược lại cũng không có chút gì do dự, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất không biết làm sao. Mặc dù hắn trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn vẫn rất tôn trọng sư tôn. Tiêu đại sư, nếu như ngươi không thu ta làm đồ đệ, ta chết cũng không đứng dậy. Lê Ngự cắn răng nói, nếu là bình thường người khác nghe nói như thế, đoán chừng cũng không thể bình tĩnh. Lê Ngự dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, vậy mà mặt dày mày dạn cầu một thiếu niên 17 tuổi thu làm đồ đệ. Tiêu Phàm một trận bất đắc dĩ, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Tần Mặc. Tần Mặc cười khổ một hồi, hắn có thể hiểu được tâm tình Lê Ngự giờ phút này, cuối cùng vẫn mở miệng nói, lão Lê A, ta xem vẫn là. Lão Tần, người cầm miệng cho ta bái sư liên quan gì đến ngươi? Lê Ngự đột nhiên phẫn nộ quát, hiển nhiên là mắt toét. Tần Mặc nhún nhún vai, một mặt bất đắc dĩ lui sang một bên, một bộ dáng lực bất tòng tâm. Hề lão lại thật sâu nhìn Tiêu Phàm, trầm mặc không nói. Hắn không hề cảm thấy Lê Ngự đáng xấu hổ, nếu như không phải bởi vì thân phận bản thân, hắn cũng hận không thể quỳ xuống. Dù sao tại luyện dược giới có một đầu quy củ bất thành văn, học tập người khác nhất định phải danh chính ngôn thuận. Châm cứu chi thuật cùng huyệt vị đồ thần kỳ, bọn hắn hai người đều tận mắt chứng kiến qua, loại thủ pháp này tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn tiến thêm một tầng. Dù sao, luyện dược sư không chỉ có luyện dược, còn có trị bệnh cứu người. Lúc đầu luyện dược sư cũng là vì giải quyết một chút ốm đau cùng vấn đề mới luyện chế dược dịch cùng hồn đan, chỉ là về sau chậm rãi hình thành một loại nghề nghiệp mà thôi. Lê lão, ngươi trước lên. Tiêu Phàm cười khổ nói. Lê Ngự đầu như là trống lúc lắc đung đưa, Tiêu Phàm cũng không thể không bội phục ra mặt Lê Ngự. Ngươi dù sao cũng là thất phẩm luyện dược sư, hướng một người trẻ tuổi quỳ xuống, nói ra thì không hề dễ nghe. Tiểu Hữu, ngươi liền thu hắn đi. Hề lão cũng có chút nhìn không được, mở miệng nói. Lê lão, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu Phàm kiên định lắc đầu, Lê lão lập tức mặt xám như cho, Lý Đạo Hiên thiếu chút nữa thì chửi ầm lên. Bất quá! Thanh âm Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, ta có thể thay sư tôn thu ngươi làm ký danh đệ tử, đồng dạng có thể truyền thụ cho ngươi châm cứu chi thuật. Thực, ánh mắt Lê Ngự tỏa sáng, ôm lấy đùi Tiêu Phàm một mặt kỳ vọng nói. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Tiêu Phàm lắc đầu cười nói. Ta có thể gặp sư tôn không? Lê Ngự ngữ khí có chút phát run, Hề lão cùng Tần Mặc cũng lộ ra vẻ chờ mong. Bọn hắn xem ra, người có thể sáng tạo ra châm cứu chi thuật tuyệt đối là người đoạt thiên tạo hóa, nếu như chính mình có thể hữu duyên gặp mặt, được cao nhân tiền bối chỉ điểm, nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Nếu như một ngày kia ngươi có thể trở thành cửu phẩm luyện dược sư, ta nghĩ sư tôn sẽ nguyện ý gặp ngươi. Tiêu Phàm lo lắng nói, trong lòng một trận nói thầm, căn bản không có sư tôn nào, bất đắc dĩ hắn đành phải đem yêu cầu này đề cao vô hạn. Ta một nhất định phải trở thành cửu phẩm luyện dược sư. Vượt qua ngoài ý muốn Tiêu Phàm là Lê Ngự cùng Tần Mặc hai người con ngươi thập phần kiên quyết. Gạch nối, trở thành cửu phẩm luyện dược sư dễ dàng như vậy sao? Tiêu Phàm một trận phiền muộn nhìn Lê Ngự cùng Tần Mặc, hắn không nghĩ tới hai người vậy mà đỏ mắt như thế, nếu có một ngày bọn hắn biết, bản thân căn bản không có sư tôn, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Tiểu Hữu, huyệt vị đồ này ta có thể nghiên cứu một chút hay không? Hề lão mặc dù không xuống mặt mũi bái Tiêu Phàm làm sư, nhưng vẫn không muốn buông tha cơ hội này. Đương nhiên có thể. Tiêu Phàm không chút do dự nói ra, hề lão là bát phẩm luyện dược sư. Có lẽ hắn có thể phát hiện huyền bí giữa huyệt vị cùng hồn lực. Đa tạ. Hề lão hơi hơi thi lễ, cười không ngậm miệng được. Mọi người đi thôi, hôm nay không say không về, hỏa hoàng bọn hắn đã đợi rất lâu. Tiêu Phàm cười cười, dẫn đầu hướng về Vân Lai khách sạn đi đến. Trong bữa tiệc, đám người vui vẻ hòa thuận, dù là hề lão cũng không có bày ra bộ dáng làm giá nào, cùng đám người hòa mình. Vẫn không quên hướng Tiêu Phàm thỉnh giáo mấy vấn đề. Nếu là y thuật, Tiêu Phàm đều hỏi gì đáp nấy, điều này khiến hề lão càng thêm chấn kinh thực lực Tiêu Phàm. Vân lão, ta có hai huynh đệ, muốn cho bọn hắn đi vô kiếm nhai lĩnh hội kiếm thế, không biết có thể hay không. Uống rượu đến một nửa, Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói.
đương nhiên có thể, ngày mai ta an bài một cái. Hướng Vinh không chút do dự nói, thân làm linh điện đại trưởng lão điểm ấy đặc quyền thì vẫn có. Tiểu lang, còn không tạ ơn hướng lão. Tiêu Phàm nhìn Phong Lang cười nói. Đa tạ hướng lão. Phong Lang cảm kích nhìn Tiêu Phàm, hướng về phía Hướng Vinh hơi hơi thi lễ. Hắn cùng Thiên Tàn hai người cách tứ trọng kiếm thế chỉ có một bước, một mực nghe Vô Kiếm Nhai hết sức kỳ lạ, hai người tự nhiên sẽ không bỏ qua dạng cơ hội này. Mặc dù mặt ngoài cảm tạ hướng lão, nhưng nội tâm cảm kích lại là Tiêu Phàm. Có thể không quên bọn hắn, người như vậy mới xứng để huynh đệ hai người bọn họ đi theo. Tiêu Phàm, hồ lô rượu cho ngươi. Hỏa Hoàng uống say bí tỉ, tiện tay ném cho Tiêu Phàm một cái hồ lô rượu. Đa tạ Hỏa Hoàng tiền bối. Tiêu Phàm liếc mắt quét hồ lô rượu, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, trong này vậy mà đổ đầy lục phẩm dược tử, cũng coi là đạt tới yêu cầu túy ông. Hơn nữa, dược tử này giá trị không thể đo lường, đoán chừng lại để cho Hỏa Hoàng đại thổ huyết. Tiệc rượu tiến hành đến sáng ngày thứ hai, đám người lúc này mới tán đi. Thời khắc rời đi, Tiêu Phàm tiến đến bên tai Hỏa Hoàng, nói nhỏ, Hỏa Hoàng sư huynh, có phải đã đột phá chiến đế hay không? Hỏa Hoàng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, sau đó đạp không mà lên, biến mất ở cuối chân trời. Không nói thì thôi. Tiêu Phàm bĩu môi, nhún vai nói. Tiểu lang, ngươi mang theo đại ca cùng hướng lão đi đi. Tiêu Phàm lại cho Phong Lang một cái ánh mắt. Vâng, công tử. Phong Lang gật đầu, không bao lâu liền dẫn Thiên Tàn đi theo Hướng Vinh rời đi. Hướng Vinh nhìn thấy Thiên Tàn hơi hơi cau mày một cái, lại liếc mắt thật sâu nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm biết Hướng Vinh đoán chừng đã đoán được thân phận Thiên Tàn, chỉ là không có đánh phá mà thôi. Lê lão, ngươi thật muốn lưu tại Thần Châm Các? Tiêu Phàm nhìn về phía Lê Ngự nói. Chẳng lẽ sư huynh còn không có thừa nhận ta làm sư đệ sao? Lê Ngự có chút không vui nói. Lê sư đệ, về sau ta còn muốn ngươi giúp đỡ thêm. Tần Mặc cười khan một tiếng. Hắn trước bái sư tôn môn hạ Tiêu Phàm, tự nhiên trở thành sư huynh Lê Ngự, có thể ép Lê Ngự một đầu, trong lòng hắn vui trộm. Dù sao qua nhiều năm như vậy, đều là Lê Ngự vượt qua hắn, cảm giác xoay người làm chủ nhân chính là thoải mái. Hừ, đó là tự nhiên. Lê Ngự mặc dù trong lòng khó chịu người sư huynh Tần Mặc này, nhưng vẫn nhắm mắt nói, dù sao hắn coi trọng nhất chính là tôn sư trọng đạo. Khụ khụ, vậy liền phiền phức hai vị sư đệ. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, hai lão gia hỏa tràn ngập mùi thuốc súng, vạn nhất đánh nhau thì mệt rồi. Sư huynh khách khí. Hai người hơi hơi thi lễ nói, đối với sư huynh vẫn là cực kỳ tôn trọng. Ta muốn rời đi một hồi, Thần Châm Các liền phiền phức các ngươi. Tiêu Phàm nói ra, Tiểu Kim, chúng ta đi. Cũng không đợi đám người phản ứng, Tiêu Phàm xoay người ngồi ở trên lưng Tiểu Kim, hai người hóa thành một vệt sáng biến mất ở hướng cửa thành. Cổng thành phía nam, Tiêu Phàm trong một nhóm phòng rách nát tìm kiếm thân ảnh Túy Ông, khiến hắn thất vọng là cũng không phát hiện bóng dáng Túy Ông. Chẳng lẽ hôm qua trợ giúp hắn xong, Túy Ông đã thực rời đi? Chắc không phải, thời khắc Túy Ông rời đi còn bắt hắn chuẩn bị kỹ càng rượu. Gặp chỗ cũ. Đột nhiên, một đạo phiêu miểu âm thanh bên tai Tiêu Phàm vang lên. Màng nhĩ Tiêu Phàm khẽ run lên, đây chính là thanh âm Túy Ông sao? Tiểu Kim, theo ta đi. Tiêu Phàm đạp không mà lên, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện hai đạo thân ảnh, nhìn phương hướng Tiêu Phàm rời đi lộ ra quang mang băng lãnh, trong đó một người toàn thân cồng kềnh, sắc mặt vuông vức nghiêm nghị. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, tự nhiên sẽ nhận ra được tên này không phải là Úy Nguyệt Sinh sao. Về phần một người khác lại là một lão giả gầy gò, trên người phát ra khí tức không yếu hơn Úy Nguyệt Sinh bao nhiêu. Cũng dám đơn độc rời đế đô, đúng thực sự là tự tìm cái chết. Ninh vực trưởng lão, lần này chúng ta có chung mục tiêu, ta chỉ cần Tiêu Phàm chết, cái khác ta mặc kệ. Sắc mặt Úy Nguyệt Sinh âm trầm vô cùng. Hôm qua bị Túy Ông làm nhục khiến hắn mất hết mặt mũi, mặc dù không làm gì được Túy Ông, nhưng Tiêu Phàm hắn cũng không đặt ở trong lòng. Được. Lão giả gầy gò gật đầu, lão giả chính là người lần trước cản trở Hỏa Hoàng giết chết An Tâm, Ninh gia tam trưởng lão Ninh Vực. Hai người nhìn nhau, đạp không đuổi kịp bước chân Tiêu Phàm. Thời gian nửa nén hương,
Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim đi tới bên trong một cái sơn cốc, lại phát hiện Túy Ông nằm trên một tảng đá sưởi nắng. Tiền bối, ta tới rồi. Tiêu Phàm cung kính hướng về phía Túy Ông một xá nói. Làm sao, lão đầu ta làm không làm được sư tôn ngươi. Túy Ông lạnh lùng quét liếc mắt Tiêu Phàm, một cỗ khí thế ngút trời bao phủ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỗ nào biết Túy Ông nói giận thì giận, hắn chỉ cảm thấy hãm sâu bùn trạch, thân thể không thể động đậy, Tiểu Kim một bên dương nanh múa vuốt, thiếu chút nữa thì xông lên. Tiền bối, tiểu tử đã có lão sư, lần này là vì đưa rượu tới cho tiền bối. Tiêu Phàm cười khổ nói, không làm gì được Túy Ông đành phải xin khoan dung. Tiêu Phàm vừa mới lấy ra hồ lô rượu, sau một khắc, hồ lô rượu liền xuất hiện ở trong tay Túy Ông. Túy Ông uống mấy ngụm lớn, lúc này mới nói ra, rượu không sai. Ta biết người bái lão bất tử kia làm sư, bất quá, hắn cũng quản không được ngươi lại bái ta làm sư. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, Túy Ông này thực sự là bá đạo, bất quá nghĩ đến Túy Ông thực có thể là hảo hữu bác lão, hắn lại không thể làm gì. Tiêu Phàm gặp qua lão sư. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn cúi người. Túy Ông dạy hắn lĩnh ngộ sát ý. Cũng coi như là sớm có tên sư đồ. Ha ha, đồ nhi ngoan. Túy Ông lập tức cười không ngậm miệng được. Trong bàn tay, một vệt sáng bắn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm buông tay, trong tay có thêm một bản thư tịch rách nát. Cái này coi như là lễ gặp mặt của vi sư. Túy Ông thản nhiên nói, trong lòng lại bổ sung một câu, hy vọng tiểu tử ngươi có thể nhìn ra huyền bí của sách này. Đa tạ lão sư. Tiêu Phàm hơi thi lễ, sau một khắc. Hắn mở sách trong tay ra, ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Trong mắt hắn, kiểu chữ cùng bức họa trên thư tịch tựa như sống lại, gần như đồng thời, vô tận chiến điển bên trong hồn hải cũng hơi hơi rung rung, Tiêu Phàm tựa như nhìn thấy từng bức họa. Tiêu Phàm trong lòng kinh hãi vô cùng, run giọng nói, cái này, đây là tầng thứ 7 vô tận chiến điển. Vô tận chiến quyết đệ thất trọng, cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như vậy. Hắn bây giờ đột phá đến cảnh giới tuyệt thế chiến vương, hướng lên chính là chiến hoàng cảnh. Hắn mặc dù nắm giữ 6 tầng đầu của vô tận chiến quyết, nhưng 6 tầng đầu chỉ có thể tu luyện tới chiến vương cảnh đỉnh phong, tiếp tục đột phá mà nói, nhất định phải tu luyện tầng thứ 7 vô tận chiến quyết. Những ngày qua hắn một mực đang nghĩ vấn đề này, nào sẽ nghĩ đến Túy Ông lại đem tầng thứ 7 đưa tới cửa, đúng là muốn thời điểm ngủ gật có người đưa gối a. Sau khi kinh ngạc, Tiêu Phàm cũng đối với thân phận Túy Ông càng hiếu kỳ hơn. Vô tận chiến quyết là một bộ phận cực kỳ trọng yếu trong tu la truyền thừa, tại sao ở trong tay Túy Ông được? Rất nhanh, Tiêu Phàm liền khôi phục bình tĩnh. Một bên Túy Ông nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng cũng có chút kinh nghi, chẳng lẽ tiểu tử này biết rõ lai lịch công pháp này, bằng không hắn vì sao lại khiếp sợ như vậy? Tiêu Phàm, người biết công pháp này sao? Túy Ông thử thăm dò hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu. Nói công pháp này ta chưa thấy qua, bất quá, ta xem xét liền có loại cảm giác thập phần thân thiết. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn không có nói thật, dù sao sự tình tu la truyền thừa quá mức bí ẩn, chính là bí mật lớn thứ hai sau Bạch Thạch. Hơn nữa, việc này lại nói rất xảo diệu, hắn xác thực chưa thấy qua tầng thứ 7 vô tận chiến quyết, cũng không tính là nói dối. Thân thiết, Túy Ông một cái lý ngư đả đính, bỗng nhiên đứng dậy, một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Nói, ngươi thực cảm giác công pháp này rất thân thiết. Đúng vậy. Tiêu Phàm gật đầu, kích động trong lòng nói, sư tôn này cũng không bái sai, vậy mà để cho ta lấy được tầng thứ 7 vô tận chiến quyết, đột phá chiến hoàng cảnh hiện tại tạm thời không cần lo lắng. Ngươi có thể nói một chút, cụ thể có cái gì cảm thụ gì? Túy Ông hít sâu khẩu một hơi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Phàm ngẫm lại, cảm giác gì công pháp này thiên sinh chính là ta, đây là duyên phận. Tiêu Phàm kéo dài hơn nửa ngày, Túy Ông nửa tin nửa ngờ, cuối cùng đành phải từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Nguyên bản hắn còn nghĩ, nếu như Tiêu Phàm có thể tu luyện công pháp này có lẽ mình cũng có thể tu luyện. Có lẽ công pháp này xác thực thiên sinh cùng ngươi hữu duyên, ngươi ở đây hảo hảo tu luyện công pháp này, có những ý nghĩ gì khác lại nói cho ta. Mặt khác, ngươi lĩnh ngộ sát ý cũng chưa từng chân chính đạt tới cấp độ nhất trọng, phải mau chóng đột phá đệ nhất trọng. Túy Ông cuối cùng có chút bất đắc dĩ nói. Lão sư, bác lão bên kia, Tiêu Phàm một mặt thẹn thùng. Bác lão bảo hắn 3 ngày đi qua một lần, nếu là một mực ngốc ở chỗ này, bác lão bên kia không tiện bàn giao.
Yên tâm, hắn dám trách ngươi, ta rút lông hắn. Túy ông mặt coi thường nói. Ách, được. Tiêu Phàm một mặt bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải gật đầu. Bất quá, nơi đó còn có hai con ruồi, giải quyết một cái. Túy ông để lại một câu nói, đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã là bên ngoài sơn cốc. Nơi đó, hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về hai phương hướng phóng đi. Túy ông lạnh lùng cười một tiếng, thân hình lóe lên tựa như tia chớp đập ra, sau một lát, Túy ông trở về, trong tay dẫn theo hai bóng người, như ném chó chết trên mặt đất. Úy Nguyệt Sinh, Ninh, Ninh Vực, Tiêu Phàm lạnh như băng nhìn hai đạo thân ảnh trên mặt đất. Úy Nguyệt Sinh hắn tự nhiên quen thuộc, ngược lại là Ninh Vực, hắn nghĩ một hồi mới nhớ tới. Úy Nguyệt Sinh muốn giết ta, ta còn có thể lý giải. Ninh Vực, ta với ngươi không oán không cừu, ngươi cũng muốn giết ta. Tiêu Phàm lạnh giọng nói, một cước giẫm ở trên ngực Úy Nguyệt Sinh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ninh Vực. Điều này khiến Úy Nguyệt Sinh có loại xúc động muốn thổ huyết, người hỏi hắn thì giẫm hắn đi, giẫm ta làm gì? Người nhà họ Ninh, Túy ông cũng hơi hơi ngoài ý muốn. Tiêu Phàm, ta là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, vừa lúc đụng phải Úy Nguyệt Sinh mà thôi. Ninh Vực vội vàng giải thích, trong lòng biệt khuất tới cực điểm, hắn nào sẽ nghĩ đến, chỗ này vậy mà sẽ gặp gỡ sư tôn Tiêu Phàm. Sớm biết như thế, bản thân liền ra tay sớm một chút. Theo tới nơi này làm cái gì vậy nè? Ninh Vực, con mẹ nó ngươi hỗn trướng, ngươi là không muốn giết chết Tiêu Phàm, nhưng ngươi muốn từ trên người Tiêu Phàm có được chút đồ vật. Úy Nguyệt Sinh không nghĩ tới Ninh Vực vậy mà trực tiếp bán đứng hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vậy dứt khoát một không làm, hai không ngớt, muốn chết thì cả hai cùng chết, Hoàng Tuyền Lộ cũng tốt có người đi cùng. Ngươi nói bậy. Ta muốn đồ vật trên người Tiêu Phàm há lại sẽ đợi đến hiện tại. Ninh Vực nổi giận nói. Tiêu Phàm cổ quái nhìn hai người, đây là chiến hoàng cảnh đỉnh phong sao. Sao còn sợ chết hơn cả người bình thường vậy? Bất quá, hắn cũng đoán được Ninh Vực muốn từ trên người hắn sẽ được cái gì. Lần trước bởi vì sự tình quan tiểu thất, Ninh Vực đoán được trên người hắn khả năng có dị bảo, hoặc là truyền thừa cường đại luyện dược sư, hắn là vì cái này mà đến. Úy Nguyệt Sinh, ngươi có thể đi. Tiêu Phàm một cước đá vào trên người Úy Nguyệt Sinh, Úy Nguyệt Sinh bay ra mấy chục mét. Nếu là bình thường, một tu sĩ chiến vương cảnh dám đá bản thân, đoán chừng Úy Nguyệt Sinh đã sớm bão nổi, nhưng một cước này lại làm cho Úy Nguyệt Sinh hết sức thoải mái, như được đại xá. Úy Nguyệt Sinh nơi nào còn dám dừng lại, không chút do dự hướng nơi xa bỏ chạy. Ninh Vực một mặt mê mang cùng không hiểu, vì cái gì Tiêu Phàm thả Úy Nguyệt Sinh. Hắn không giết chết Úy Nguyệt Sinh sao? Dù là Túy ông cũng không hiểu, Úy Nguyệt Sinh đến nơi này khẳng định người không biết quỷ không hay, cho dù giết hắn, trừ Ninh Vực ra cũng không ai biết rõ. Nghĩ không ra đúng không? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, người thật sự cho rằng Úy Nguyệt Sinh muốn giết ta. Mình bị Úy Nguyệt Sinh mang đến nơi này chịu chết, còn không tự biết. Tiểu tử, người đừng nghĩ khích bác ly gián. Sự tình hôm qua sớm ai ai cũng biết. Úy Nguyệt Sinh hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Ninh Vực cười lạnh nói, Úy Nguyệt Sinh đi, nếu như bản thân chết ở trong tay Tiêu Phàm, Úy Nguyệt Sinh tuyệt đối sẽ nói cho Ninh gia, đến thời điểm đó, Tiêu Phàm hẳn phải chết. Nghĩ vậy, Ninh Vực cũng không sợ hãi như thế, nếu Tiêu Phàm đều lưu bọn hắn lại, hắn mới phải sợ. Tin hay không tùy ngươi, ta lại không nghĩ giết ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, nhiều nhất đem tứ chi ngươi chặt đứt. Phế tu vi mà thôi. Tiêu Phàm, ngươi không thể. Ninh Vực biến sắc, vội vàng kêu lên, Tiêu Phàm, ta dùng một bí mật đổi tứ chi cùng tu vi. A, à, hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái. Ta biết Nam Cung Thiên Giật muốn đối phó ngươi như thế nào. Vài ngày sau, người chiến hồn học viện Đại Long Đế Triều sẽ đến Đại Ly Đế Triều. Nửa tháng sau, Nam Cung Thiên Giật sẽ thừa cơ cử hành một quý tộc yến hội, đến lúc đó. Hắn sẽ mượn người Đại Long Đế Triều đối phó ngươi. Ninh Vực nói đều không nghĩ. Đại Long Đế Triều, Tiêu Phàm cau mày một cái, một cước giẫm ở trên lồng ngực Ninh Vực, Nam Cung Thiên Giật có vẻ như còn không quản được Đại Long Đế Triều đi. Không, ngươi không biết, nếu như không phải cửu đế tử ra mặt bảo vệ ngươi, đại đế tử sớm đã đối phó ngươi, cho nên đại đế tử đành phải mượn Đại Long Đế Triều ra tay. Hơn nữa,
đến thời điểm ngươi bị điểm mặt, thậm chí ngay cả cửu đế tử cũng có khả năng bị hủy ở trận ám đấu này. Ninh Vực vội vàng giải thích nói. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến là bàn tử ra mặt bảo vệ mình, trước đó hắn còn hiếu kỳ vì cái gì Nam Cung Thiên Giật nhịn được như thế. Không đúng, thực lực Nam Cung Tiêu Tiêu mặc dù không yếu, nhưng sớm đã xưa đâu bằng nay, nên bị Nam Cung gia tộc vứt bỏ mới đúng chứ. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Vậy ngươi nghĩ sai rồi, cửu đế tử bây giờ đã đột phá đến chiến hoàng cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ tứ trọng chiến thế, dù là đế chủ cũng không dám khinh thường cửu đế tử, lần nữa khiến cửu đế tử trở thành người thừa kế đế chủ thứ hai. Ninh Vực không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Chiến hoàng, con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, lần trước bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn chỉ là chiến vương cảnh, không đến thời gian nửa năm vậy mà đột phá chiến hoàng cảnh. Bất quá ngẫm lại Tiêu Phàm liền thoải mái, dù sao bàn tử cũng là chiến vương cường giả tối đỉnh, bây giờ mặc dù làm lại từ đầu, nhưng đối với một số phương diện lĩnh ngộ vẫn không mất đi. Không sai, cửu đế tử đột phá chiến hoàng cảnh, đại đế tử rất gấp, thế nhưng lại không thể tự tay giết chết cửu đế tử, chỉ có thể mượn tay người khác, mà ngươi chính là một đầu nối ở trong đó. Ninh Vực hít sâu một hơi nói. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Hắn đại khái đã đoán được cái gì? Nam Cung Thiên Giật không chính diện ra tay với bản tử, cho nên đành phải khó xử hắn. Đến lúc đó, một khi hắn lâm vào nguy cơ, bản tử tất nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát, có lẽ người Đại Long Đế Triều không dám giết chết bản tử, nhưng khẳng định cũng sẽ làm ra một vài thứ khiến Tiêu Phàm không biết được. Chỉ là, nơi này là địa bàn Đại Ly Đế Triều, người Đại Long Đế Triều dám giết bản tử sao? Ngươi hẳn còn điều gì đó chưa nói. Tiêu Phàm chân phải dùng sức, hung hăng dẫm ở trên ngực Ninh Vực, tận mấy cái xương cốt bị phá toái. Qua Ninh Vực phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch, nếu như không phải Túy Ông một bên lạnh lùng theo dõi hắn, hắn đã sớm xuất thủ. Ta nói. Ninh Vực sợ, vội vàng nói, Đại Long Đế Triều lần này đến đây là hợp tác cùng người Chiến Hồn Học Viện Đại Ly Đế Triều. Mở ra một chỗ cổ địa bí cảnh, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Đại đế tử cùng người Đại Long Đế Triều có thể sẽ ở bên trong xuất thủ đối phó các ngươi. Cổ địa bí cảnh, Túy Ông hơi ngoài ý muốn, Tiêu Phàm lại một mặt không hiểu, cái gì là cổ địa bí cảnh. Ta cũng không biết, nghe nói là một tòa cổ thành, có thể là một tòa cổ đế đô, bên trong chôn giấu rất nhiều thiên tài địa bảo, riêng một đại đế triều vẫn ăn không vô cho nên mới có thể hợp tác. Hơn nữa, hai đại đế triều đạt thành hiệp nghị, chỉ cho tu sĩ thế hệ trẻ Chiến Hồn Học Viện tiến vào bên trong. Ninh Vực khẽ cắn môi, đem tất cả nói ra. Tiêu Phàm tay phải xoa cằm, trầm tư một trận, nếu như thực sự là dạng này, mình và bàn tử thật là có chút nguy hiểm. Dù sao trong cổ thành, nếu có người gây bất lợi cho mình và bàn tử, ai cũng không quản được. Tiêu Phàm một cước đá vào trên người Ninh Vực bay ra 20-30 mét, cút đi. Ninh Vực khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm, cuối cùng cũng không quay đầu lại rời đi. Ngươi tại sao thả bọn hắn? Túy Ông có chút không hiểu nhìn Tiêu Phàm, lấy hiểu biết của hắn với Tiêu Phàm không thể nhân từ nương tay mới đúng. Quý gia phụ thuộc Nam Cung gia tộc, cùng Ninh gia cũng coi như đối đầu, mặc dù Ninh Vực không nhất định tin tưởng ta khích bác ly gián, nhưng chỉ cần trong lòng có một ý nghĩ là được. Dù sao hai người bọn hắn địa vị đều không thấp. Nếu như tương lai hảo hảo lợi dụng, có lẽ có thể cho Ninh gia cùng Nam Cung gia tộc đứng ở hai mặt đối lập. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói. Túy Ông cổ quái nhìn Tiêu Phàm, điểm này hắn xác thực không nghĩ tới, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc tâm tư Tiêu Phàm. Nam Cung gia tộc thân làm đế tộc, cường đại là điều không thể nghi ngờ, nhưng Ninh gia cũng không thể khinh thường. Nếu như hai đại gia tộc chó cắn chó, đó không thể tốt hơn, đương nhiên sự tình dạng này rất khó phát sinh. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào? Túy Ông thu hồi tâm thần, trịnh trọng nhìn Tiêu Phàm nói. Ta muốn đột phá chiến hoàng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Nguy cơ nửa tháng sau so với hắn tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, hắn cũng có thể không tham gia quý tộc yến hội, nhưng bàn tử thì sao? Tiêu Phàm đối với Nam Cung Thiên Giật mặc dù không phải biết rõ, nhưng hắn tin tưởng, Nam Cung Thiên Giật sẽ không bỏ qua cơ hội dạng này. Cho dù bản thân không được tham gia,
hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để bản thân nhúng tay. Nhìn thấy Túy Ông hơi nghi hoặc một chút, Tiêu Phàm trực tiếp phóng xuất ra khí tức, sát thế, kiếm thế, quyền thế, đao thế, phong thế, năm loại thế xen lẫn nhau, quỷ dị là năm loại thế tất cả đều đạt tới tứ trọng đỉnh phong. Năm loại thế, dù lấy tâm tính Túy Ông cũng cực kỳ không được bình tĩnh. Hắn tưởng Tiêu Phàm lĩnh ngộ tứ trọng phong thế cùng sát thế, lại không nghĩ rằng Tiêu Phàm vậy mà lĩnh ngộ năm loại thế, hơn nữa đều đạt tới đỉnh phong. Sau khi đột phá chiến hoàng cảnh, người muốn đi con đường như thế nào? Túy Ông lại hỏi. Cái dạng đường gì? Tiêu Phàm hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhanh chóng tại bên trong tu la truyền thừa tìm tòi. Túy Ông tiếp tục giải thích nói, đột phá chiến hoàng cảnh có thể lĩnh ngộ ý, điểm này ngươi nên biết. Biết rõ, lão sư là sợ ta đồng thời lĩnh ngộ năm loại ý, chậm trễ tu vi. Tiêu Phàm gật đầu, nghi hoặc nhìn Túy Ông nói. Hắn từ bên trong tu la truyền thừa tìm tới một chút ghi chép liên quan tới chiến hoàng cảnh, đột phá chiến hoàng cảnh, lĩnh ngộ chính là ý, kiếm có kiếm ý, đao có đao ý. Ý, không thể phỏng đoán, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, phối hợp chiến kỹ sử dụng, uy lực tuyệt luân. Đồng dạng, ý cũng chia làm tứ trọng, mặc dù không nhất định phải lĩnh ngộ một tầng ý mới có thể tiếp tục đột phá, nhưng mỗi lĩnh ngộ được một tầng ý, thực lực nhất định sẽ tăng rất nhiều. Điều này cũng là một trong nguyên nhân vì sao cùng là chiến hoàng sơ kỳ, có ít người có thể chém giết chiến hoàng trung kỳ mà có ít người ngay cả tuyệt thế chiến vương cũng không bằng. Không sai, người lĩnh ngộ năm loại thế cũng đã viên mãn, có cơ hội rất lớn có thể lĩnh ngộ năm loại ý, sát ý, kiếm ý, quyền ý, đao ý và phong ý, nhưng lĩnh ngộ mỗi một loại ý đều cần thời cơ và thời gian. Túy Ông gật đầu. Đột phá chiến hoàng cảnh có ít người chuyên môn lĩnh ngộ một loại ý. Có một số người lĩnh ngộ mấy loại ý. Lĩnh ngộ ý nhiều, mặc dù có thể mạnh hơn nhưng tu vi có khả năng một mực trì trệ không tiến, thậm chí thực lực tăng lên không nhiều. Người đột phá chiến hoàng cảnh có cơ hội lĩnh ngộ một loại ý, không biết ngươi là nghĩ lĩnh ngộ loại ý nào. Ngươi mặc dù lĩnh ngộ sát ý, nhưng còn chưa đạt tới nhất trọng viên mãn, ta đề nghị ngươi lĩnh ngộ sát ý, đương nhiên, quyết định cuối cùng là do ngươi. Túy Ông hít sâu một hơi nhìn Tiêu Phàm. Đường đi tương lai như thế nào, hắn chỉ có thể cho một đề nghị, mấu chốt vẫn là Tiêu Phàm lựa chọn như thế nào. Dù sao, cơ sở Tiêu Phàm vững chắc, vô luận lĩnh ngộ loại ý nào cũng đều có thể đột nhiên tăng mạnh. Tiêu Phàm nhất thời trầm mặc, trong lòng rầu rĩ vô cùng, bản thân đem 5 loại thế lĩnh ngộ đến đại viên mãn, mỗi một loại đều có chỗ thích hợp, lựa chọn một loại, bỏ qua 3 loại khác với hắn mà nói đều là tổn thất cực kỳ lớn. Với hắn mà nói, quyết định này thật đúng là có chút gian nan. Lão sư, có thể đồng thời lĩnh ngộ 5 loại hay không? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thử nhìn Túy Ông nói thăm dò. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, trên mặt Túy Ông lộ ra nụ cười sán lạn, cười ha ha một tiếng nói, không hổ là đồ nhi ngoan, ta biết ngươi sẽ lựa chọn thế này, nếu như ngươi chỉ chọn một loại, vi sư có thể sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Tiêu Phàm bĩu môi, không khỏi trợn mắt một cái. Lão gia hỏa này nguyên lai đang cố ý thăm dò hắn, còn hắn không có hiểu biết nhiều nên lúc này mới khiêm tốn thỉnh giáo. Sự thật chứng minh, khiêm tốn khiến người tiến bộ là chính xác. Muốn lĩnh ngộ sát ý, vi sư ngược lại có thể giúp ngươi, bất quá, muốn lĩnh ngộ loại ý khác, cuối cùng phải được dựa vào bản thân ngươi. Túy Ông cười tủm tỉm nói. Trong lòng Tiêu Phàm giận mắng một trận, lời này của Túy Ông giống như chưa nói vậy. Bất quá. Trong lòng Tiêu Phàm kiên định vô cùng, hắn tin lấy thiên phú của mình nhất định có thể lĩnh ngộ 4 loại ý. Còn nửa tháng, thời gian đã không nhiều, chỉ có tiến thêm một bước mới có thể nắm chắc sự tình. Hiện tại bắt đầu, hay là, Túy Ông thản nhiên nói, tựa như căn bản không quan tâm Tiêu Phàm có thể lĩnh ngộ 4 loại ý hay không. Hiện tại, Tiêu Phàm gật đầu, hắn không muốn lãng phí từng phút từng giây thời gian. Nói xong một câu liền xếp bằng ở bên bờ hồ nhỏ, thể nội bắt đầu vận chuyển tầng thứ 6 vô tận chiến quyết, tâm thần đắm chìm trong bên trong hồn hải, bắt đầu lĩnh ngộ tầng thứ 7 mà Túy Ông cho hắn. Ngay từ đầu Tiêu Phàm cảm thấy thập phần tối nghĩa, lấy năng lực hắn vậy mà có chút xem không hiểu, đủ để thấy vô tận chiến quyết bất phàm. Chẳng qua là khi Tiêu Phàm dẫn ra vô tận chiến điển, từng bức họa trong đầu hắn hiển hiện, rõ ràng trong suốt, ánh mắt Tiêu Phàm tỏa sáng. Trong lòng kinh ngạc nói, đây là lộ tuyến vận hành của tầng thứ 7 vô tận chiến quyết.
Lập tức, Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, một bên lĩnh ngộ vô tận chiến quyết, một bên dựa theo hình ảnh kia bắt đầu vận chuyển hồn lực. Hồn lực hóa thành thiên ti vạn lũ hướng về kinh mạch toàn thân. Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn phát hiện mỗi một tấc da thịt đều in vào trong đầu hắn. Hồn lực ta mạnh như vậy, Tiêu Phàm cũng bị chính mình dọa sợ nhảy một cái, những ngày qua hắn cũng không có việc gì, dùng hồn văn cầu tu luyện, hồn lực bất chi bất giác đạt tới một cấp độ mới. Nguyên bản Tiêu Phàm cho là có u linh chiến hồn, hồn lực đã đủ tinh thuần, cơ hồ không có bất kỳ tạp chất gì, lại trải qua vô tận chiến quyết rèn luyện, hồn lực đã cường đại đến một cấp độ đáng sợ. Nhưng hiện tại xem ra, hồn lực vẫn không phải cường đại nhất, chỉ ít hồn văn cầu có thể khiến hồn lực càng thêm ngưng tụ. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm đối với nghề nghiệp cổ xưa hồn điêu sư càng hiếu kỳ hơn cùng chấn kinh, trong lòng cũng đặt quyết tâm, đợi sau khi đột phá chiến hoàng cảnh, nhất định phải tìm bác lão thỉnh giáo về hồn văn. Theo vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển, hồn hải bên trong Tiêu Phàm, vô tận chiến hồn đốt cháy, cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm xông thẳng bốn phương, tràn ngập hồn hải, hướng bên ngoài thẩm thấu ra. Bên ngoài thân thể Tiêu Phàm có thể nhìn thấy một đoàn kim sắc khí diễm như hỏa diễm thiêu đốt. Thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn chảy vào, u linh chiến hồn lơ lửng trên đỉnh đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Thiên địa linh khí nguyên bản cực kỳ pha tạp, nhưng dưới sự tinh luyện của u linh chiến hồn, tất cả đều biến thành hồn lực thuần túy nhất. Sau đó lại qua vô tận chiến quyết rèn luyện, hồn lực càng thêm tinh thuần tới cực điểm. Vì đề phòng vạn nhất, bên người Tiêu Phàm chất đầy mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch, cũng may lần trước thắng trăm trận sinh tử đấu, bằng không nếu muốn đột phá chiến hoàng cảnh, hồn thạch tiêu hao cũng là một vấn đề. Ở nơi này hai bút cùng vẽ, hồn lực hùng hậu đang liên tục không ngừng tràn vào cơ thể Tiêu Phàm, không biết mỏi mệt lấp đầy chỗ trống kia, giống như hồn hải vĩnh viễn không đáy. Người thường muốn đột phá nào cần nhiều hồn thạch như vậy, cũng chỉ có Tiêu Phàm hồn lực thành hải biến thái. Cần hồn lực tự nhiên cực kỳ dọa người. Theo thời gian đưa đẩy, quanh thân Tiêu Phàm phát sinh một loại biến hóa huyền diệu. Bên ngò ai thân thể hiện lên từng tia sương mù màu máu ngưng tụ thành một tầng áo giáp. Sát lục chiến giáp, túy ông nơi xa thay Tiêu Phàm hộ pháp, con người hơi co rụt lại, sau đó lộ ra vẻ mặt hài lòng. Tiêu Phàm cuối cùng vẫn ưu tiên lựa chọn con đường sát ý. Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt túy ông trong nháy mắt cứng đờ, chỉ thấy ngoại thân Tiêu Phàm đột nhiên lại toát ra vô số kiếm khí màu vàng óng, trên không trung tung hoành. Từng mảnh lá rụng phiêu đãng rơi xuống, khoảng cách ở gần Tiêu Phàm ba thước đều bị xé thành bột phấn, hóa thành bụi bặm tràn ngập trên không trung. Mà đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau một lát, quanh thân Tiêu Phàm lại toát ra vô số hồn đao, cùng vô số hư ảnh hồn lực tại hư không diễn hóa. Tiểu tử này không phải là muốn cùng lúc lĩnh ngộ năm loại ý đấy chứ. Cho dù là túy ông giờ phút này cũng không nhịn được động dung. Nguyên bản hắn tưởng Tiêu Phàm muốn lĩnh ngộ năm loại ý là sau khi đột phá chiến hoàng cảnh, chậm rãi lĩnh ngộ, lại không nghĩ tới lúc Tiêu Phàm đột phá chiến hoàng cảnh liền muốn chạm đến năm loại ý cảnh. Chỉ là hắn không nhìn ra hỏa diễm quanh thân Tiêu Phàm là vô tận chiến hồn, nếu như biết, đoán chừng không chỉ là động dung. Tâm thần Tiêu Phàm hoàn toàn đắm chìm trong hồn hải, bên trong hồn hải có vô số hồn lực biến thành hư ảnh đang múa may, có chút hư ảnh quanh thân tản ra một cỗ sát ý ngập trời, có hư ảnh kiếm khí sắc bén giống như một chuôi thần kiếm. Còn có thân ảnh đao khí tàn phá bừa bãi, hung mãnh bá khí, còn có thân ảnh tại hư không biến hóa, căn bản không bắt kịp chân hình, quanh thân mang theo từng đạo phong thế. Kiếm thế, đao thế, quyền thế vốn là trăm sông đổ về một biển. Lĩnh ngộ một loại thế liền có thể lĩnh ngộ hai loại khác. Kiếm ý cũng hẳn là như thế, hơn nữa, muốn đồng thời lĩnh ngộ năm loại ý là không thể nào. Tạm thời, ta trước tiên lĩnh ngộ kiếm ý rồi hãng nói. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm. Đối với chiến kỹ, công pháp lĩnh ngộ, Tiêu Phàm thập phần tự tin. Những ngày qua đến nay, hắn mấy lần thử nghiệm đã chứng minh kiếm thế cùng đao thế, quyền thế bản chất là một dạng. Sát ý ta đã đụng đến biên giới, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ thiên địa tiêu sát, hẳn là cũng không phải vấn đề lớn. Về phần phong ý, tạm thời ta còn không có chút đầu mối nào. Tiêu Phàm trầm ngâm. Không đúng, phong thế là làm một người tăng tốc độ, kiếm cũng tương tự có nhanh chậm, đây có phải nói rõ kiếm ý cùng phong ý cũng có dị khúc đồng công chi diệu ý nói tuy khác nhau nhưng cốt lõi vẫn như nhau.
Trong lòng Tiêu Phàm bỗng trầm xuống, tựa như ở một cái ngã ba, không biết tiếp tục đi như thế nào. Hắn rất muốn mở miệng hỏi Túy Ông, nhưng trạng thái giờ phút này căn bản không dừng được. Mặc kệ, thử trước một chút. Tiêu Phàm hít sâu một, quyết định. Sau một khắc, quanh người hắn khí thế chậm rãi biến hóa, đao thế, quyền thế chậm rãi biến mất, chỉ có sát thế, kiếm thế cùng phong thế vẩn quanh, hơn nữa, phong thế cùng kiếm thế ẩn ẩn hòa làm một thể. Đây là, Túy Ông nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy, trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm, tại hư không vũ động, dưới chân hắn biến ảo một trận, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ kia nhìn như rất chậm nhưng lại nhanh đến cực hạn phong ý. Không đúng, đây đã siêu thoát phong ý, là khoái mạn chi ý. Túy Ông lên tiếng kinh hô. Cũng khó trách hắn không bình tĩnh, đột phá chiến hoàng cảnh có không ít người lĩnh ngộ phong ý. Nhưng người có thể lĩnh ngộ khoái mạn chi ý lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chủ yếu nhất là khoái mạn chi ý, không chỉ thích hợp thân pháp, đồng dạng thích hợp kiếm, đao, thậm chí quyền khi thi triển chiến kỹ, ý cảnh không thuộc tính. Hô hô, Tiêu Phàm một kiếm vung ra, hư không lưu lại vô số tàn ảnh, kiếm quang lấp lóe không ngừng, như là từng đạo kiếm khí cuộn sóng, hướng về bốn phía bập bềnh mà đi. Xa xa nhìn lại. Kiếm khí ba động kia tựa như vô số quang kiếm sâu chuỗi mà thành, từng dãy thoải mái chập trùng. Một đạo kiếm khí xông thẳng mặt hồ mà đến, sự tình quỷ dị phát sinh, chỉ thấy mặt hồ đột nhiên vỡ ra, một đạo khe rãnh to lớn xuất hiện ở bên trong mặt hồ, tốc độ nước hồ vậy mà thả chậm không ít. Quả nhiên là khoái mạn chi ý. Xem ra, lời đồn là thật, bất luận ý gì đều có chỗ dị khúc đồng công, có thể biến ảo lẫn nhau, dung hội quán thông. Túy Ông gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ chờ mong. Ý cảnh, vô tung vô ảnh, chỉ có thể dựa vào tự thân tu sĩ lĩnh ngộ, không thể nói bằng lời. Đồng dạng mà nói, nếu lúc tu sĩ từ chiến vương cảnh đột phá chiến hoàng cảnh không xảy ra ngoài ý muốn thì sẽ tiếp xúc đến cấp độ ý. Đã từng có người cố ý nghiên cứu qua, nói lúc tu sĩ đột phá chiến hoàng cảnh bởi vì nguyên nhân dẫn ra thiên địa linh khí mà có thể dễ dàng lĩnh ngộ được ý. Nhưng bình thường muốn lĩnh ngộ ý cảnh, lại là muôn vàn khó khăn. Bởi vậy, tu sĩ đột phá chiến hoàng cảnh sẽ nắm chặt lấy cơ hội lần này, lĩnh ngộ ý cảnh thích hợp với bản thân nhất. Đối với phong ý, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều lĩnh ngộ, có thể lĩnh ngộ khoái mạn chi ý, đây chỉ là một việc ngẫu nhiên, đương nhiên, việc này cũng cùng thiên phú không thể tách rời. Ông đột nhiên, quanh thân Tiêu Phàm kích xạ ra vô tận kiếm khí, giống như vạn tên cùng bắn. Hướng bốn phía khuấy động đến, bên trong sơn cốc bị vô tận kiếm khí tràn ngập. Bên trong kiếm khí tràn ngập một loại hủy diệt chi ý, những nơi đi qua đều hóa thành cho bụi, lộ ra khí thế vô cùng sắc bén. Hủy diệt kiếm ý, không đúng, là sát phạt chi ý, cũng không đúng, đây là sát ý dung hợp cùng kiếm ý. Túy Ông kinh dị nhìn Tiêu Phàm, thần sắc rung động, thật sự là Tiêu Phàm mang cho hắn kinh hỉ quá lớn. Có thể đem sát ý cùng kiếm ý hòa làm một thể, sinh ra một loại ý mới, thiên phú bậc này quá đáng sợ. Đây đã không chỉ là hủy diệt kiếm ý, mà là hủy diệt chi ý. Xem ra ta vẫn xem thường đồ nhi này của ta. Khoái mạn chi ý, hủy diệt chi ý, chỉ cần hai loại ý đã thích hợp dùng đủ loại hồn binh cùng chiến kỹ, siêu thoát kiếm ý và sát ý. Ánh mắt Túy Ông gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng hắn kích động dị thường. Tiêu Phàm đối với tất cả những thứ này hoàn toàn không biết gì cả, tâm thần hắn một mực đắm chìm trong việc lĩnh ngộ ý, tựa như tiến vào một loại trạng thái không linh, cẩn thận cảm thụ được ý biến hóa. Ý mặc dù không phải chiến kỹ nhưng lại có thể làm cho uy năng chiến kỹ tăng nhiều. Vô luận là hủy diệt chi ý hay là khoái mạn chi ý, một khi dung hợp vào bên trong tu la kiếm, thực lực bộc phát tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Ngay tại lúc đó, khí thế quanh thân Tiêu Phàm không ngừng tăng lên, đỉnh đầu u linh chiến hồn lơ lửng, thiên địa linh khí bốn phía cuồn cuộn mà vào. Bên ngoài thân thể còn thiêu đốt lên một loại kim sắc hỏa diễm, hiển nhiên chính là vô tận chiến hồn. Trong lòng Túy Ông kinh ngạc không thôi, nhưng hắn lại nhìn không ra kim sắc hỏa diễm kia là cái gì, chỉ là đại khái suy đoán Tiêu Phàm rất có thể nắm giữ song sinh chiến hồn. Trừ nắm giữ u linh chiến hồn ra, còn có một chiến hồn đặc thù, kim sắc hỏa diễm. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm đã có tấn thăng chiến hoàng cảnh.
nếu như chỉ dựa vào thiên địa linh khí, hắn sẽ không thể nào phóng ra một bước này. Thời điểm này, mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch đưa đến tác dụng rất lớn, bắt đầu nổ tung ra, hóa thành hồn lực cuồn cuộn dung nhập vào trong thân thể Tiêu Phàm. Hai vòng xoáy hồn lực điên cuồng thôn phệ, hồn hải bốc lên không thôi, giống như một đầu chân long ẩn núp đang gầm thét. Thời điểm đột phá, kiêng kỵ nhất chính là hồn lực cung ứng không đủ, Tiêu Phàm cũng thập phần may mắn, mình ở sinh tử đấu trường thắng liên tiếp trăm trận đạt được thượng phẩm hồn thạch, khiến mình có thể bước ra một bước này. Oanh, đột nhiên, thể nội Tiêu Phàm truyền ra một trận thanh âm ầm ầm, giống như vỡ đê giang hà sụp đổ, hồng thủy phát triển mạnh mẽ, khí thế kinh người vô cùng. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, một cỗ khí lãng bàng bạc hướng bốn phương tám hướng phóng đi, nhấc lên một trận năng lượng phong bạo đáng sợ. Cách đó không xa phòng cỏ tranh đột nhiên sụp đổ, bất quá túy ông lại bất động mảy may, vẫn lẳng lặng nhìn Tiêu Phàm, sợ bỏ lỡ cái gì. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được quanh thân Tiêu Phàm có hai cỗ năng lượng ba động huyền diệu đang vận chuyển, chính là hủy diệt chi ý và khoái mạn chi ý. Bảy ngày sau đó, mấy trăm vạn thượng phẩm hồn thạch trên mặt đất toàn bộ bị Tiêu Phàm hấp thu không còn một mảnh, một màn này túy ông nhìn khóe miệng giật một cái. Người bình thường đột phá chiến hoàng cảnh, hơn trăm vạn thượng phẩm hồn thạch cũng đã đủ, Tiêu Phàm lại có thể đem hồn hải no bạo như thế. Tiêu Phàm vậy mà hấp thu 700 vạn thượng phẩm hồn thạch, vẫn không thể đột phá chiến hoàng cảnh, đây cũng quá đáng sợ rồi. Túy ông hít sâu một hơi, trong bàn tay xuất hiện một xoàng sông hồn thạch, vô số hồn thạch gào thét xuất hiện, rơi vào bốn phía Tiêu Phàm. Tại thể nội Tiêu Phàm, hai cái vòng xoáy hồn lực một vàng một đen đột nhiên biến lớn, tốc độ lần thứ hai hấp thu hồn lực tăng lên mấy phần. Phía dưới, hồn hải sôi trào lên, hồn lực dâng lên giống như biển cả, thanh thế cuồn cuộn. Vô số hồn lực từ hai vòng xoáy hồn lực đổ xuống, sau đó lần nữa hướng về kinh mạch, tứ chi bách hải tràn ngập chảy vào. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ thống khổ, lông mày vặn thành chữ xuyên. Đột phá là một quá trình vừa khoái hoạt vừa thống khổ, bất luận kẻ nào đều phải trải qua. Dù sao kinh mạch mở rộng, đây là việc đau đến tê tâm liệt phế. Mấy ngày sau, túy ông lấy ra mấy trăm vạn hồn thạch tất cả đều bị Tiêu Phàm hấp thu hầu như không còn. Ông, một cỗ hồn lực cuối cùng rót vào, toàn thân Tiêu Phàm đột nhiên run rẩy, từng đạo hồn lực lặng yên truyền ra, đó là thanh âm kinh mạch mở rộng. Ầm ầm, thanh âm xương cốt răng rắc sai chỗ vang lên, tử tế nghe lấy, vậy mà giống như tim đập xen vào, cực kỳ huyền dị. Nhìn thấy một màn này, trên mặt túy ông rốt cục lộ ra tiếu dung vui mừng, bởi vì kinh mạch mở rộng chỉ có thành công đột phá mới có thể có loại thanh âm này vang lên. Cũng đúng lúc này, một cỗ gợn sóng hồn lực cực kỳ cường hoành từ thể nội Tiêu Phàm xông ra, khuấy động bốn phương tám hướng. Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo lợi mang giống như hai thanh thần kiếm thực chất hóa, hướng về phía trước kích xạ. Phốc! Hồ nước bị hai đạo chùm sáng kiếm khí chia ra làm ba, hai đầu khe rãnh to lớn xông thẳng đến bờ hồ đối diện, khe rãnh hai bên hồ nước thật lâu không thể chút vào như có một lực lượng cỗ vô hình ngăn trở. Nhìn kỹ, bên trong khe rãnh có từng đạo vô hình kiếm khí sâu xé, hình thành một mảnh không gian đặc biệt, phàm là tới gần hồ nước đều bị kiếm khí vô hình xé nát. Sau một lát, phía trên hồ nước bốc hơi lên từng đợt hơi nước, mông lung vô cùng. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm hét dài một tiếng, một cỗ lực lượng hùng hồn từ trong miệng hắn lan tràn ra, hồn lực mang theo tính chất bạo tạc, giống như kinh lôi, trong sơn cốc vang vọng thật lâu. Trong hơi nước rơi xuống, Tiêu Phàm lúc này mới thu liếm khí tức, cả người khôi phục bình tĩnh, cùng người lúc nãy hoàn toàn như là hai người khác nhau. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, đây cũng là quyền thế tốt nhất của Tiêu Phàm. Thành công, nơi xa túy ông vuốt sợi râu. Phía trên khuôn mặt già nua hiện đầy vẻ mừng như điên. Đa tạ lão sư. Tiêu Phàm hơi thi lễ, hắn cảm thụ trạng thái, phát hiện cùng tuyệt thế chiến vương so sánh phải cường đại hơn nhiều, thậm chí gấp 10 lần, gấp 20 lần. Mặc dù hắn không biết chiến hoàng cảnh trung kỳ sẽ cường đại như thế nào, nhưng hắn có thể đủ khẳng định, nếu như lại gặp Tần Đao, một chiêu liền có thể chém chết hắn. Cho dù thiên phủ thiên bảng quân lạc, Tiêu Phàm cũng tự tin trong vòng ba chiêu nhất định lấy tính mệnh của hắn. Không cần cảm ơn ta, vốn định chỉ điểm ngươi một chút tu luyện sát ý, nhưng cuối cùng phát hiện, ta ở chỗ này là dư thừa. Túy ông khoát khoát tay, trợn mắt một cái,
nhưng trong lòng thì kích động không thôi. Có thể thu Tiêu Phàm làm đồ đệ, có lẽ bản thân thật đúng là lời to. Tiêu Phàm không nói gì, túy ông thay bản thân hộ pháp, việc này với hắn mà nói đã là trợ giúp to lớn nhất. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới nói, lão sư, ta đột phá tốn bao lâu thời gian? 13 ngày. Túy ông ngưng tiếng nói, vẫn còn đắm chìm trong chấn kinh. 13 ngày, lâu như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, dù là đột phá chiến vương cảnh cũng chỉ tốn mất mấy ngày, đột phá chiến hoàng cảnh vậy mà mất hẳn 13 ngày. Xác thực xem như dài, bất quá đối với người thu hoạch mà nói, thời gian 13 ngày là không lâu lắm. Túy ông đắng chát lắc đầu. Người so với người làm người ta tức chết, những người khác đột phá chiến hoàng cảnh cũng chỉ lĩnh ngộ một loại ý mà thôi. Tiêu Phàm ngược lại quá tốt, mười mấy ngày lĩnh ngộ hai loại ý, hơn nữa còn là hai loại ý cực mạnh. Hắn lại còn ngại thời gian quá dài, túy ông thật muốn hung hăng đánh cho Tiêu Phàm một trận. Đúng rồi lão sư, ta phải nhanh về Ly Hỏa Đế Đô mới được. Tiêu Phàm đột nhiên sầm mặt lại, trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Bây giờ đi hơn 10 ngày, khoảng cách nửa tháng kỳ hạn chỉ có một ngày, nếu như hắn trở về trễ, Nam Cung Thiên Dật nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ứng phó với bản tử. Nếu như chỉ ứng phó hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi, không chừng rời Đại Ly Đế Triều là có thể an ổn. Nhưng bản tử là huynh đệ hắn, dù có chết Tiêu Phàm cũng không cho phép bản tử xảy ra bất kỳ việc gì ngoài ý muốn. Bỏ đi tình huynh đệ. Địa vị bàn tử trong lòng Tiêu Phàm không phải những người khác có thể so sánh, nếu như không có bàn tử, Tiêu Phàm tuyệt đối không có khả năng gia nhập Thần Phong Học Viện. Không cách nào gia nhập Thần Phong Học Viện, tự nhiên cũng không thể đến Vô Tận Chiến Hồn, càng thêm không có thành tựu hiện tại. Ngươi muốn trở về, túy ông cau mày một cái, hắn biết Tiêu Phàm hiện tại trở về tất nhiên sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy ngập trời, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu ta không quay về, Nam Cung Tiêu Tiêu nhất định sẽ gặp phiền phức, ta không thể để cho huynh đệ ta lâm vào nguy hiểm. Tiêu Phàm lắc đầu, con người vô cùng kiên định. Nếu tán thành người huynh đệ này, như vậy cho dù biết rõ đó là một con đường chết, Tiêu Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào. Loại người này, chúng ta không nên có cảm tình. Túy ông hít sâu khẩu khí, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần sắc thập phần mê mang. Những loại người này là người nào? Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn túy ông, lời này căn bản không giống như là từ trong miệng hắn nói ra. Túy ông thu liếm tâm thần, nhìn Tiêu Phàm tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu, hồi lâu mới nói, vì giết chóc mà sống, có quá nhiều ràng buộc, một đời cũng không thể đi quá xa được. Lão sư là nói bản thân ngươi sao? Tiêu Phàm không hiểu nhìn túy ông, hắn không cho rằng túy ông là một người vô tình, bằng không cũng không có khả năng cùng bác lão là bạn tốt. Càng không khả năng hiền lành đối hắn như thế. À, không có gì, đường đi tương lai như thế nào phải dựa vào bản thân ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi đề nghị mà thôi. Túy ông không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn phát hiện bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm, có lẽ tương lai Tiêu Phàm thành tựu sẽ siêu việt hắn. Tạ ơn lão sư. Tiêu Phàm hơi thi lễ, hít sâu một hơi nói, đồ nhi cho tới bây giờ không cho rằng bản thân vì giết chóc mà sống. Mặc dù ta giết vô số người, nhưng đồ nhi giết người đều có nguyên nhân phải giết, đồ nhi cho tới bây giờ cũng không hối hận. Nếu như không có tình cảm ràng buộc, đồ nhi đoán chừng đã sớm chết, phần ràng buộc này đồ nhi sẽ không buông tha cho, dù là có một ngày hóa thân tu la đẫm máu, đồ nhi cũng không hối hận. Một câu cuối cùng, Tiêu Phàm nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách, một cỗ khí thế ngút trời từ trên người hắn bộc phát ra. Trong lòng túy ông hung hăng rung động một cái, kinh dị nhìn Tiêu Phàm. Tràng diện một trận yên lặng, lúc này, túy ông đột nhiên đi đến bên người Tiêu Phàm, vỗ bả vai hắn nói, ngươi biết phi sư coi trọng ngươi nhất điểm nào không? Tiêu Phàm lắc đầu, điểm này hắn trong lòng cũng cực kỳ nghi hoặc. Túy ông là chiến đế cường giả đó, hắn lại chỉ là một chiến vương, hơn nữa chỉ có thất phẩm chiến hồn, theo lý không nên lọt mắt túy ông mới đúng. Ngươi có ý chí, tâm tính. Lão đầu tử không nhìn lầm người. Túy ông trên mặt đột nhiên hiện lên nụ cười, người trở thành đồ đệ của ta, lão đầu tử tự nhiên sẽ không để cho ngươi chết tại Ly Hỏa Đế Đô, yên tâm đi thôi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, giết người đáng chết, không thẹn với lương tâm, cho dù trời sập xuống lão đầu cũng thay ngươi gánh vác. Vâng, lão sư.
Tiêu Phàm cung kính gật đầu, hít sâu một hơi gọi Tiểu Kim. Một người một thú hóa thành một vệt sáng hướng Ly Hỏa Đế Đô kích xạ mà đến. Lấy tốc độ Tiểu Kim vẻn vẹn chỉ tốn hơn nửa canh giờ đã trở về Thần Châm Các. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, những người khác lập tức vây quanh, ánh mắt một ít tu sĩ xem bệnh nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ cung kính. Sư huynh, người quá không tử tế, vậy mà phủi tay bỏ đi. Làm chúng ta mệt mỏi muốn chết. Tần Mặc tức giận nhìn Tiêu Phàm nói. Ngại quá, làm mọi người vất vả rồi. Tiêu Phàm cười cười, hắn cũng đành chịu, mở tiệm thuốc xem bệnh cũng không phải là bản ý hắn. Hắn vốn chỉ muốn nhìn nghi nan tạp chứng, dùng để đề cao châm cứu chi thuật mà thôi. Dù sao, mục tiêu hàng đầu của hắn là tăng tu vi, thuận tiện tu luyện dược mà thôi. Đúng rồi sư huynh, mấy ngày trước Nam Cung Thiên Giật phái người đưa tới một tấm thiếp mời để ngươi hôm nay tham gia quý tộc yến hội. Trong tay Tần Mặc đột nhiên xuất hiện một tấm thiếp mời màu vàng. Rốt cục cũng đến. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, từ trong tay Tần Mặc tiếp nhận thiếp mời, người đưa thiếp mời còn nói cái gì khác không? Hắn nói, tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi. Tần Mặc cau mày một cái, hắn biết Tiêu Phàm cùng Nam Cung Thiên Giật có ân oán, không, nói cho đúng là bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Nam Cung Thiên Giật có một chút sự tình. Lần này đến tham gia quý tộc yến hội tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Đúng vậy, ta khẳng định sẽ đi. Khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia cười lạnh nói. Tần Mặc còn muốn nói điều gì, lúc này hai đạo bóng người từ cửa tiến đến, chính là Phong Lang và Thiên Tàn, trên người hai người tản ra một cỗ khí tức hư vô phiêu miểu. Các ngươi đột phá, Tiêu Phàm giật mình, kinh ngạc nhìn hai người. Đa tạ công tử. Phong Lang và Thiên Tàn cung kính thi lễ. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, nói cũng tốt, hôm nay các ngươi cùng ta đến tham gia quý tộc yến hội. Đương nhiên, cái yến hội này khả năng tràn ngập đầy nguy hiểm, nếu như các ngươi không nguyện ý, có thể không cần đi. Hai người Phong Lang và Thiên Tàn đột phá chiến hoàng cảnh, với hắn mà nói thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, lấy thực lực Thiên Tàn cùng Phong Lang tuyệt đối có thể miểu sát chiến hoàng cảnh sơ kỳ bình thường. Dù sao, hai người đều đã lĩnh ngộ tứ trọng thế. Đột phá chiến hoàng cảnh không phải tu sĩ cùng giai bình thường có thể so sánh. Thề chết không hối hận. Hai người Phong Lang cùng Thiên Tàn không chút do dự nói. Mặc dù hai người đột phá đến chiến hoàng cảnh nhưng không có bất kỳ kiêu ngạo hay phóng túng. Bởi vì hai người phát hiện, bản thân vậy mà nhìn không thấu Tiêu Phàm, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng đột phá chiến hoàng cảnh. Thật sự là trên người Tiêu Phàm khí tức cực kỳ thu liếm. Căn bản không giống vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh mà thôi, bằng không mà nói, mấy người Tần Mặc và Lê Ngự đã sớm nhìn ra. Yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không ai cũng không được chết. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói, trong con ngươi lộ ra một loại quang mang băng lãnh. Gạch nối, đêm đó, Tiêu Phàm đợi bên trong Thần Châm Các, cẩn thận thể ngộ biến hóa sau khi đột phá, không ngừng diễn luyện chiến kỹ. Bên trong tiểu viện. Kiếm khí gào thét, đao mang chói mắt, Tiêu Phàm một lần lại một lần diễn luyện. Đột phá chiến hoàng cảnh, lục phẩm chiến kỹ với hắn mà nói cơ hồ không có bất kỳ độ khó gì. Ba loại thân pháp chiến kỹ hắn sớm đã tu luyện tới đỉnh phong, hơn nữa còn có lĩnh ngộ mới. Mặc dù chỉ là lục phẩm thân pháp chiến kỹ nhưng Tiêu Phàm thi triển ra lại ẩn ẩn đạt tới uy lực thất phẩm chiến kỹ, lại thêm khoái mạn chi ý, tốc độ Tiêu Phàm tuyệt đối là kinh khủng. Đột phá chiến hoàng cảnh, tu la truyền thừa cũng giải khai không ít phong ấn, đáng tiếc hiện tại thời gian quá ít, bằng không còn có thể tu luyện thêm một hai loại chiến kỹ. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, một ngày thời gian, muốn tu luyện thất phẩm chiến kỹ đối với người khác mà nói căn bản không có khả năng, nhưng Tiêu Phàm lại không tính là gì. Chỉ là một lần nữa tu luyện một loại chiến kỹ, còn không bằng rèn luyện một chiến kỹ hắn đã học được. Hồng Trần Sát, Hồng Trần Tiếu. Thiên địa tiêu sát, vô tình nhất kiếm, tứ đại chiêu thức tự sáng tạo, hắn sớm đã có lĩnh ngộ cực kỳ sâu sắc, nếu như lại dung hợp ý cảnh, uy năng tuyệt đối không thua thất phẩm chiến kỹ. Hơn nữa, tu la tam kiếm đệ nhất kiếm huyết sát cùng đệ nhị kiếm đồ lục cơ bản không ngừng thuế biến, bây giờ đột phá chiến hoàng cảnh, uy năng không phải trước đó có thể so sánh. Hô, một đạo bóng người màu đen như bôn lôi trong sân thiểm động, kiếm khí nhàn nhạt màu trắng tại hư không gào thét. Một cỗ khí thức cực kỳ lăng lệ tràn ngập ra. Quỷ dị là cỗ kiếm khí cường đại vẻn vẹn lượn lờ bên trong tiểu viện, cũng không tiêu tán ra bên ngoài,
có thể thấy Tiêu Phàm điều khiển hồn lực đã đạt tới cấp độ đáng sợ như thế nào. Thời điểm trời tối người yên, Tiêu Phàm rốt cục dừng động tác, cả người mồ hôi đầm đìa, một lần nữa rèn luyện chiến kỹ khiến hắn lại có thu hoạch mới. Nếu để cho người khác nhìn thấy, tuyệt đối không tin Tiêu Phàm chỉ là một kẻ mới đột phá chiến hoàng cảnh, ngược lại giống lão quái vật đình trệ tại chiến hoàng cảnh vài chục năm. Đột phá chiến hoàng cảnh. Đột nhiên, một đạo thanh âm già nua vang lên, bên trong tiểu viện đột nhiên xuất hiện một thân ảnh áo bào trắng. Toàn thân Tiêu Phàm run lên, bỗng nhiên quay người nhìn lại, trường kiếm rung động lao thẳng tới đạo thân ảnh áo bào trắng, chẳng qua khi hắn thấy rõ ràng đạo thân ảnh thân thể ngưng lại. Tại hư không lật nhào, vững vàng rơi trên mặt đất, trường kiếm thu liếm tự nhiên, một tay cầm kiếm, cung kính nói, Tiêu Phàm gặp qua lão sư. Không sai, người tới không phải ai khác mà chính là Bắc lão. Những ngày qua, người cùng lão tử quỷ cùng một chỗ. Bắc lão vuốt sợi râu trắng, cũng không tệ lắm, thực lực tử quỷ mặc dù kém chút, nhưng xem ra đồ đệ cũng không tệ. Lão sư tìm đồ nhi có chuyện gì không? Tiêu Phàm cười cười nói, vội vàng đổi chủ đề, hắn từ trong miệng Bắc lão nghe ra một cỗ đố kỵ. Túy ông thực lực còn thấp sao? Tiêu Phàm không cho rằng như vậy. Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Sắc mặt Bắc lão đột nhiên trầm xuống. Tiêu Phàm bị dọa vội và ngậm miệng không nói. Bắc lão tiếp tục nói, hừ. Còn chưa tới tìm ngươi, ngươi liền bị tử quỷ lừa chạy mất. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, vội vàng cười làm lành nói, làm sao lại thế? Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ngài vĩnh viễn là lão sư của Tiêu Phàm. Được rồi, ta tới nơi này không phải nghe ngươi vuốt mông ngựa, phóng xuất ra hồn lực để cho ta nhìn xem. Bắc lão khoát tay một cái nói. Tiêu Phàm gật đầu, hồn lực cuồn cuộn từ bên trong hồn hải bắn ra, hóa thành vô số hồn lực lượn lờ, răng đầy hư không, giống như vô số sợi tơ giao thoa, quỷ dị là lít nha lít nhít sợi tơ vậy mà lại không giao nhau. Không tồi, hồn lực đã đạt yêu cầu, có thể học hồn văn rồi. Bắc lão hài lòng gật đầu, mặt ngoài còn duy trì bình tĩnh nhưng trong lòng thì vô cùng kích động. Hồn văn, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hắn đối với hồn văn cũng vô cùng hiếu kỳ, chỉ là cho tới nay không biết mở miệng như thế nào mà thôi. Hiện tại Bắc lão nói ra, Tiêu Phàm nào còn có thể bình tĩnh, vội vàng nói, đa tạ lão sư. Thu ngươi làm đồ đệ vốn chính là muốn ngươi kế thừa y bát, huống chi ngươi tiến bộ vượt qua dự kiến của ta. Có lẽ ngươi trong tương lai có khả năng còn vượt qua ta. Bắc lão khoát tay một cái nói, ngươi có biết, hồn văn vì sao mà có? Sáng tạo ra, Tiêu Phàm thử thăm dò hỏi. Bắc lão cười lắc đầu, trầm mặc không nói. Không phải sáng tạo ra, chẳng lẽ là do thiên địa tự nhiên hình thành? Tiêu Phàm nhăn nhăn, kinh ngạc nhìn Bắc lão nói. Ngươi nói đúng, cũng không đúng. Bắc lão hài lòng gật đầu, nói, hồn văn xác thực chính là thiên địa tự nhiên hình thành một loại đường vân huyền diệu, chỉ là chút đường vân này người bình thường nhìn không thấy mà thôi, trừ phi hồn lực cực kỳ tinh thuần, cường đại mới có thể bắt được dấu vết đường vân để lại. Người có thể bắt đường vân cực kỳ thưa thớt, những người này cũng được xưng là hồn điêu sư. Hồn điêu sư trải qua vô số miêu tả của năm tháng rốt cục tại một chút vật, mô phỏng ra loại đường vân huyền diệu này, chậm rãi liền có nghề nghiệp hồn điêu sư. Chỉ là, thế giới vạn vật cường thịnh tất nhiên sẽ suy bại, hồn điêu sư cũng không ngoại lệ, chậm rãi xuống dốc tại dòng sông lịch sử, bây giờ hồn điêu sư đã cực kỳ thưa thớt, lại càng không cần phải nói có người có thể cảm ứng đường vân tự nhiên. Tiêu Phàm lẳng lặng nghe Bác lão kể, nghe say sưa ngon lành, hắn cho tới bây giờ không dám xem thường nghề nghiệp hồn điêu sư này, bởi vì bên trong tu la truyền thừa đều ghi lại cực ít sự tình liên quan tới hồn điêu sư. Nghĩ đến hồn điêu sư khả năng có lịch sử so với tu la điện còn lâu hơn, đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Thế nhân có lời, ban đầu tu luyện giả chính là hồn điêu sư, bởi vì hồn điêu sư sáng tạo hệ thống tu luyện. Trong khoảng thời gian này nghĩ đến ngươi cũng cảm nhận được diệu dụng của hồn văn cầu rồi. Bác lão ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm nói. Không sai, hồn văn cầu giúp hồn lực ta tăng lên một mảng lớn. Tiêu Phàm không giấu giếm. Ta biết trong khoảng thời gian này ngươi gặp không ít sự tình, ngươi cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý đắm chìm tu luyện hồn điêu sư. Bác lão gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện ba tấm bản vẽ đưa cho Tiêu Phàm nói. Ba tấm hồn văn cầu này ngươi hảo hảo lĩnh hội một phen, chờ hoàn toàn lĩnh ngộ thì tới tìm ta.
Nói đến đây bác lão trực tiếp đứng dậy, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ trầm xuống một cái. Bác lão để hắn hoàn toàn lĩnh ngộ mới được gặp, hơn nữa cũng biết rõ sự tình gần nhất của hắn, chẳng lẽ là không muốn quản sinh tử của hắn sao? Còn nữa, bác lão đối với thực lực hắn tự tin như vậy. Đang lúc Tiêu Phàm có chút thất vọng, thanh âm bác lão lại vang lên, ai, lão sư, người trẻ tuổi liền nên khoái ý ân cửu, so ra đã kém các ngươi, muốn ồn ào liền làm lớn chuyện một chút, có ít người chỉ có đánh đau mới có thể sợ hãi. Vừa dứt lời, bác lão đã biến mất trong sân, Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng khẽ run lên. Nguyên bản hắn coi là bác lão không muốn quản hắn, không nghĩ tới lại còn để hắn chủ động đi nháo, cái này rõ ràng là phong cách túy ông mà, làm sao lại từ trong miệng bác lão nói ra. Đa tạ lão sư, Tiêu Phàm hướng về phía phương hướng bác lão rời đi hơi thi lễ, sau đó nhìn ba bức hồn văn cầu trong tay, cẩn thận từng ly từng tí thu thập vào bên trong hồn giới. Quý tộc yến hội, a, còn ba canh giờ, Tiêu Phàm ta sẽ để cho các ngươi hài lòng. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xếp bằng ở trong sân, bắt đầu khôi phục hồn lực. Hôm nay, tất nhiên sẽ không bình tĩnh mà trôi qua, Tiêu Phàm nhất định phải đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Gạch nối, nội thành, đế cung. Bóng người đông đảo, khắp nơi răng đèn kết hoa. Thảm đỏ tươi được trải dài từ vị trí cửa cung kéo dài đến nơi sâu trong cung điện Đông Cung. Đông Cung 3 năm trước đây chính là nơi ở của cửu đế tử Nam Cung Tiêu Tiêu, nhưng hôm nay lại trở thành chỗ ở của đại đế tử Nam Cung Thiên Giật. Trong đó có gì mờ ám, có không ít người rõ ràng, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Bây giờ toàn bộ đế triều không người nào nguyện ý đắc tội Nam Cung Thiên Giật, một vị thừa kế đế tộc hợp pháp nhất. Tại vị trí Đông Cung, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm, nhưng đế cung hôm nay kiểm tra cực kỳ tùy ý. Chỉ cần có thiếp mời đều có thể thông hành, không ít người hầu đứng thành hai hàng, hình thành một cái thông đạo nối thẳng đến vị trí Đông Cung. Tại cửa ra vào đế cung từng chiếc xe ngựa hoa lệ dừng lại, từng đầu tỏa kỵ hồn thú cao lớn uy mãnh, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Người có thể tới đây chí ít thực lực cũng là chiến vương cảnh, đại bộ phận đều là tu sĩ trẻ tuổi, nhưng cũng có một ít tu sĩ thế hệ trước. Các ngươi nhìn kìa, kia không phải là Phong Minh Minh chủ Sử Vô Pháp sao? Hắn vậy mà cũng tới, xem ra cái gọi là quý tộc yến hội rất có thể biến thành thiên tài yến hội đây. Ai nói không phải sao? Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường đám người tất cả đều đi vào, Sử Vô Pháp làm sao có thể không nể mặt đại đế tử? Vậy cũng chưa chắc, 18 người bên trong thiên bảng thì có 2 người không về chướng đại đế tử. Ngươi nói là Sở Khinh Cuồng và Bắc Thần Phong đi. Sở Khinh Cuồng bị Sở gia gia chủ phế bỏ tu vi, đoán chừng đã chết, cho dù không chết thì cũng biến thành một người bình thường, tối đa cũng chỉ có Bắc Thần Phong mà thôi. Các ngươi thật đúng đừng nói, Bắc Thần Phong không tới, có lẽ hắn cũng khinh thường tham gia cái gọi là quý tộc yến hội này. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tất cả đều rơi vào một thanh niên cao lớn trên người mặc chiến bào màu trắng. Thanh niên cao lớn một mặt ngạo nghễ tựa như rất hưởng thụ loại ánh mắt kính sợ này. Nam tử Sử Vô Pháp chính là Phong Minh Minh chủ, cao thủ chiến hoàng cảnh xếp thứ 8 thiên bảng. Phóng nhãn khắp chiến hồn học viện cũng là cường giả số 1 số 2, cũng khó trách hắn ngạo nghễ như thế. Ở bên cạnh hắn có một thanh niên mặc kim bào đang đứng. Nếu như Tiêu Phàm ở đây tự nhiên sẽ nhận ra thanh niên mặc kim bào này chính là Lý Đạo Hiên, đồ đệ Lê Ngự. Hai người dưới sự hướng dẫn của người hầu đạp vào thảm đỏ, đi vào bên trong đế cung. Theo Sử Vô Pháp tiến vào, người đến càng ngày càng ít, địa vị càng cao, thực lực càng mạnh đến càng chậm, những người địa các đó đã sớm tiến vào Đông Cung. Về phần Huyền Cung và Linh Điện, người có thể được Nam Cung Thiên Giật mời cực kỳ thưa thớt, không quá 100. Cái gọi là quý tộc yến hội, từ trên ý nghĩa mà nói chính là thiên tài yến hội. Chỉ có đầy đủ thực lực và địa vị mới có thể tham gia. Quảng trường Đông Cung cực kỳ nhộn nhịp, đã có không ít thiếu niên cường giả, tu sĩ cùng nhau chào hỏi, trao đổi lẫn nhau. Tại phía trước trên bình đài quảng trường, đặt một cái bàn, đó là chủ vị. Hai bên chủ vị đặt hai dãy bàn, bên trái có 18 chỗ ngồi, bên phải cũng có 18 cái. Giờ phút này, ở đây không có một ai dám ngồi ở 36 chỗ ngồi kia. Phía dưới bình đài cũng đặt không ít bàn,
chẳng qua là so sánh cùng 36 chỗ ngồi trên bình đài lại là ngày đêm khác biệt. Coi như an bài chỗ ngồi không có phân chia địa vị cao thấp, nhưng giờ phút này mọi người đã thấy 36 chỗ ngồi kia phân định cao thấp. Càng gần chủ vị, địa vị tất nhiên càng cao, hoặc có lẽ là thực lực cũng càng mạnh. Mọi người biết rõ, trừ chủ vị là cho Nam Cung Thiên Dật ngồi ra, 36 chỗ ngồi khác tất nhiên sẽ đoạt vỡ đầu. 36 chỗ ngồi, Đại Ly Đế Triều phải có 18 cái, 18 cái khác hẳn là chuẩn bị cho cường giả Đại Long Đế Triều, nói cách khác, Đại Ly Đế Triều chúng ta nhất định phải tranh đoạt 18 chỗ ngồi này. Vậy cũng chưa chắc, nghe nói Đại Long Đế Triều đến hơn 100 người, bọn hắn cũng chưa chắc một lòng, đều muốn ngồi lên 36 ghế kia. Đại Đế Tử an bài như vậy, khẳng định chính là ý tứ này. Quần hùng tranh đoạt, tu sĩ chúng ta không thể khiến cho mình kém một bậc, xem ra quý tộc yến hội thật đúng là không phải đơn giản. Đám người đều rất muốn ngồi trên 36 chỗ ngồi kia, nhưng giờ phút này không có một ai dám động. Đi lên dễ dàng, đến thời điểm nếu như bị người đuổi xuống, vậy không phải sẽ rất mất mặt sao? Bang, đột nhiên, đại môn cung điện cách quảng trường không xa mở ra, thanh niên cả người khoác chiến bào màu trắng một mình ra khỏi cung điện. Hắn phong thần như ngọc, tuấn tú cứng cáp, trên người tản ra một cỗ khí thế uy nghiêm, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người trên quảng trường. Gặp qua đại đế tử. Đám người nhao nhao hành lễ, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Không sai, thanh niên chiến bào trắng kia chính là Nam Cung Thiên Dật, nhân vật ép phần lớn người cùng tuổi đời đều không thở nổi. Hôm nay thiết yến, đa tạ các vị nể mặt tới đây, Thiên Dật vô cùng cảm kích, quý khách xin mời ngồi. Nam Cung Thiên Dật khẽ khom người, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Đại đế tử khách khí. Đại đế tử nghiêm trọng, có thể được mời là phúc của chúng ta. Đám người không ít người tranh thủ vuốt mông ngựa, ngay lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh hướng về phía trước bình đài bay đi, nhao nhao rơi vào một loạt chỗ ngồi bên trái bình đài. Khiến cho người ta kinh ngạc là mười mấy người tựa như đã sớm thương lượng xong một nửa, cũng không có phát sinh bất luận tranh chấp gì. Vị trí thứ nhất bên trái trống không, ngồi thứ hai là một thanh niên áo bào trắng, người này sắc mặt tuấn tú, siêu phàm thoát tục, bên trong vô hình tản ra một cỗ uy nghiêm thượng vị giả. Thanh niên tên là Ninh Xuyên, chính là dòng chính Ninh gia, cao thủ bài danh thứ ba thiên bảng, xếp trước mặt hắn là Nam Cung Thiên Dật cùng Sở Khinh Cuồng, ngồi ở thủ tọa bên trên một người sinh tử chưa biết, bên trong Chiến Hồn Học Viện tự nhiên là hắn thực lực mạnh nhất. Lại thêm thân phận Ninh Xuyên không có người dám cùng hắn tranh vị trí thứ hai. Chỉ là khiến đám người rất ngạc nhiên, vì sao Ninh Xuyên không ngồi lên ghế thứ nhất. Ngồi ở bên tay trái Ninh Xuyên là một hắc bào thanh niên, người này tướng mạo cực kỳ bình thường nhưng không người nào dám khinh thường hắn, không chỉ bởi vì thân phận hắn, mà còn vì thực lực hắn. Hắc bào thanh niên tên là Y Phi Mạch, chính là cao thủ thứ tư thiên bảng, bên tay trái hắn là Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường. Ngay sau đó chính là đám người Sử Vô Pháp. Những người này đều là cao thủ thiên bảng, ngay cả Quân Lạc cũng trong đó. Bất quá, 18 chỗ ngồi cũng không ngồi đầy, còn thừa lại 3 chỗ, trừ Nam Cung Thiên Dật để chống một chỗ ngồi bên cạnh, còn có Sở Khinh Cuồng một cái. Về phần cái thứ 3, là một người tên Bắc Thần Phong, chỉ là hắn căn bản chưa từng đến. Bắc Thần Phong mọi người cũng đều biết, hắn không đem Nam Cung Thiên Dật để ở trong mắt. Nam Cung Thiên Dật liếc mắt quét 15 người, hơi gật đầu, chẳng qua là khi nhìn thấy vị trí thứ 7 trống không, chỗ sâu đáy mắt lóe qua một tia ác liệt. Vị trí thứ nhất vậy mà không ai ngồi, chẳng lẽ Sở Khinh Cuồng còn sống? Đám người có người kinh dị nói. Soạt, soạt, cũng đúng lúc này, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhìn thấy một tên bàn tử mặt kim bào chậm rãi đi tới. Nhìn thấy bàn tử, trong nháy mắt con người đám người bỗng nhiên co rụt lại, có người càng là kinh hô ra, là cửu đế tử. Cửu đế tử, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, không ít người càng sùng bái không thôi. 3 năm trước, vô số quang mang đều chỉ thuộc về một người, chính là cửu đế tử Nam Cung Tiêu Tiêu. Một người ép vô số tu sĩ không thở nổi, dù là tu sĩ thế hệ trước ở trước mặt hắn cũng xấu hổ không thôi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng cửu đế tử đột nhiên biến mất. Nam Cung Thiên Dật lúc này mới thượng vị, trở thành đệ nhất nhân thế hệ tuổi trẻ. Nếu như cửu đế tử vẫn sống, nơi nào còn chỗ cho đại đế tử Nam Cung Thiên Dật?
cũng khó trách đám người kinh ngạc như vậy, cửu đế tử Nam Cung Tiêu Tiêu không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ có số ít người đã sớm biết rõ sự tình Nam Cung Tiêu Tiêu còn sống, cũng không lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, ngược lại có một tia trêu tức, trên người chiến ý lặng lẽ sinh ra. Năm đó đệ nhất nhân cùng tuổi một đời, không biết bây giờ tu vi là gì. Nếu như có thể đem hắn dẫm ở dưới chân, không thể nghi ngờ là một loại vô thượng vinh diệu. Sắc mặt Bàn Tử thập phần bình tĩnh, cũng không quan tâm ánh mắt tu sĩ bốn phía, một mình một người hướng về chỗ ngồi bên trái đi đến. Đi đến chỗ ngồi bên trái, khí định thần nhàn nhắm hai mắt, không để ý đến bất luận một ai. Đám người rốt cục biết rõ vì sao Ninh Xuyên chỉ dám ngồi ở vị trí thứ hai, bởi vì chỗ ngồi thứ nhất là lưu lại cho cửu đế tử. Ninh Xuyên càng xấu hổ, sắc mặt có chút khó coi. Nếu là bình thường, ai nhìn thấy hắn cũng cùng bản thân chào hỏi, dù là Nam Cung Thiên Giật cũng không dám không nhìn bản thân như thế. Nam Cung Tiêu Tiêu năm đó rất mạnh, chỉ có thể để cho người ta ngưỡng vọng, nhưng hiện tại ngươi cho rằng ngươi chính là Nam Cung Tiêu Tiêu kia sao? Ninh Xuyên rất muốn mời chiến, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Ha ha, xem ra chúng ta không tới chậm. Đột nhiên, một trận cười điên cuồng từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó, vô số bóng người hiện ra trong mắt mọi người. Cầm đầu đám người, trên người tản ra khí thế cuồng bá, trong mắt tu sĩ trên quảng trường lóe lên một tia ngưng trọng. Thật mạnh, con người đám người hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn một đám người kia. Rất hiển nhiên, đám người này chính là người Đại Long Đế Triều, hơn nữa từ phục sức trên người bọn hắn có thể nhìn ra, những người này hẳn là người Chiến Hồn Học Viện Đại Long Đế Triều. Hô hô, đột nhiên, 18 đạo thân ảnh từ trong đám người bắn ra, nhao nhao rơi vào bên trên 18 chỗ ngồi bên phải, cầm đầu là một thanh niên mặc kim sắc long bào. Thanh niên song mi nhập tấn giống như hai thanh tuyệt thế cuồng đao, lộ ra một cỗ chi khí vô tận sắc bén, hai con người sán lạn như tinh hà, cả người lộ ra một cỗ khí chất ngạo mạn và cuồng bá. Cho dù là ngồi ở kia cũng cho người một loại cảm giác cường đại áp bách. Bên cạnh thanh niên mặc kim bào là một nữ tử váy đen, nếu như Tiêu Phàm ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Bởi vì hắn đối với váy đen nữ tử không được chỉ là quen thuộc bình thường, mà là đại thù ngập trời, nữ tử không phải ai khác chính là Tiêu U. Lúc ấy tại Đại Yến Vương Triều, Tiêu U tựa hư không tiêu thất, nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở nơi này, chủ yếu nhất là trên người Tiêu U phát ra khí tức cực kỳ âm lãnh, làm cho người ta cảm giác cực kỳ âm trầm. Long Tiêu Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam Cung Thiên Giật cười nhạt một tiếng, giơ chén rượu trong tay lên hướng về phía kim bào nam tử hơi ra hiệu. Nam Cung Thiên Giật, chỗ ngồi cũng quá ít, từ xa tới là khách, chẳng lẽ để cho các thiên tài Đại Long Đế Triều phải đứng sao? Kim bào nam tử Long Tiêu nghiền ngẫm nhìn Nam Cung Thiên Giật, mảy may không đem hắn đặt ở trong lòng. Sắc mặt Nam Cung Thiên Giật khẽ hơi trầm xuống một cái. Hắn không nghĩ tới Long Tiêu vậy mà vừa lên đã để hắn khó xử, chẳng lẽ không biết chủ muốn thế nào thì khách thế đó sao? Người Long Tiêu cũng biết rõ xa tới là khách, xem ra Đại Long cũng không phải là hoàn toàn không nói đạo lý. Đại Long Đế Triều người nếu có năng lực, bên trên 36 chỗ ngồi này đều cho các ngươi thì như thế nào? Nam Cung Thiên Giật lơ đễnh cười nói. Nghe nói như thế, đám người Đại Ly Đế Triều sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm người Đại Long Đế Triều đối diện. Đám người Đại Long Đế Triều thần sắc lạnh lùng, liếc nhìn 16 người đối diện, rất có một phen ý vị. Ta xem như vậy đi, đối diện đều là anh tài Đại Ly Đế Triều, bên cạnh ta cũng là thiên tài Đại Long Đế Triều, mọi người đọ sức một phen như thế nào. Ai thực lực mạnh, người đó liền có tư cách ngồi ở bên trên. Long Tiêu cười nhạt một tiếng, đánh vỡ bình tĩnh nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nam Cung Thiên Giật không có phản đối, nhìn về phía tu sĩ Đại Ly Đế Triều. Lần này tu sĩ Đại Long Đế Triều tới đây vốn là vì cổ địa bí cảnh. Trước đó, tu sĩ hai đại đế triều cũng không có quá nhiều kết giao. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, biết trước thực lực đối phương cũng không phải là chuyện xấu. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong đám người nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng rất muốn thử xem người Đại Long Đế Triều có bao nhiêu cân lượng. Ngại quá, tới chậm rồi. Đột nhiên, trong đám người phía dưới vang lên một đạo thanh âm, chỉ thấy một thanh niên mặc áo đen chậm rãi gạt mở đám người,
hướng phía trước đi đến. Nghe được thanh âm này, bàn tử ngồi hàng ghế thứ nhất bên trái bỗng nhiên mở hai mắt, ngẩng đầu hướng về phía dưới nhìn lại, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười sáng lạn. Ngay lúc đó, thanh niên mặc áo đen phía dưới cũng lộ ra một nụ cười. Người tới trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Nhìn thấy đối phương không có việc gì, giữa huynh đệ liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lo lắng. Huynh đệ gặp nhau, một nụ cười cũng đủ để kể rõ tất cả, không cần quá nhiều lời nói, tất cả đều không nói lời nào. Tiêu Phàm phóng ra bước chân bình tĩnh, chậm rãi hướng về phía trên bình đài đi đến, tu sĩ phía dưới nhao nhao lộ ra chi sắc chấn kinh. Người này là ai? Đại Long đang chuẩn bị cùng đại ly tu sĩ ta giao phong, hắn đi lên không phải là đang khiêu khích Đại Long đế triều sao? Tiêu Phàm ngươi đều không biết, đúng thực sự là cô lậu quả văn, là sát thần kia, khó trách hắn không kiêng nể gì như thế. Chỉ là bên trong đám người Đại Long đế triều không thiếu chiến hoàng cường giả, người mạnh mẽ hơn quân là có không ít, hắn như thế này đi lên, có thể còn sống sao? Ngươi không phải lo lắng, nếu như là người khác, ta cho rằng có thể sẽ chết, nhưng là Tiêu Phàm thì chúng ta chờ xem kịch vui là được. Ánh mắt đám người kinh ngạc rơi vào trên người Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm quá nổi danh, chiến vương cảnh liền chém giết chiến hoàng trung kỳ, hơn nữa còn là gia chủ Lam gia. Hơn nữa, còn có chiến đế cảnh là sư tôn, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho Tiêu Phàm trở thành nhân vật phong vân khắp Ly Hỏa đế đô. Huống chi, Tiêu Phàm một mực sáng tạo ra kỳ tích, đến mức rất nhiều người sớm đã không thấy kinh ngạc. Tiêu Phàm nào biết rõ nhiều như vậy, hắn khôi phục hồn lực, đem trạng thái tự thân điều tiết tới đỉnh phong, liền cầm thiếp mời chạy đến, không ngờ vẫn chậm một hồi. Khi hắn ở phía xa nhìn thấy bàn tử, liền không kịp chờ đợi lao nhanh tới, căn bản không quan tâm bầu không khí khẩn trương giữa Đại Ly cùng Đại Long. Nhìn thấy Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả hướng về hai vị trí ghế còn lại bên trái đi đến, thần tình người Đại Long đế triều biến băng lạnh. Nhất là Tiêu U, con người nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập tia máu, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi, thiên đao vạn quả. Thực sự là tự tìm cái chết, Quân Lạc lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nam Cung Thiên giật hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn phát hiện, bản thân có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm, nghĩ vậy, chỗ sâu con người cũng biến thành băng lạnh. Người có tư cách gì ngồi lên, lăn xuống dưới, một đạo thanh âm băng lãnh, bá đạo vang lên. Chỉ thấy một thanh niên mặc kim giáp chiến y từ trong tu sĩ Đại Long xông ra, một chưởng hướng Tiêu Phàm vỗ tới. Kim giáp thanh niên trên người thiêu đốt cuồn cuộn kim sắc khí diễm, hồn lực bá đạo như một vùng biển mênh mông phóng tới Tiêu Phàm. Chiến hoàng cảnh, con người đám người co rụt lại, kêu lên sợ hãi. Theo mọi người, một chưởng của hoàng cảnh, Tiêu Phàm làm sao có thể chịu được. Oanh, một cỗ hồn lực ba động ngập trời khuấy động bốn phía. Hư không đều mãnh liệt rung rung, Tiêu Phàm ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn thân ảnh trong không trung. Mắt thấy trưởng cương sắp tới gần, đám người tâm cũng nhắc đến cổ họng. Rất nhiều người bắt đầu cười lạnh, ai bảo ngươi ngang ngược càn rỡ không ai bì nổi, hiện tại rốt cục biết rõ mình cùng thiên tài chân chính chênh lệch ra sao rồi chứ. Ngươi chém giết qua chiến hoàng thì sao? Hắn bất quá chỉ là chiến hoàng bình thường mà thôi, cùng thiên tài chân chính so sánh, căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Một đám tu sĩ Đại Long cũng cười lạnh, tiểu tử này thực sự là muốn chết, đến đúng lúc không nên đến, muốn trách thì trách người tự tìm chết. Nếu như nói, còn có người sắc mặt không có bất kỳ gì hóa, vậy cũng chỉ có bàn tử. Đối với Tiêu Phàm, hắn có một loại tín nhiệm từ đáy lòng, chính mình cũng đã đột phá đến chiến hoàng cảnh, Tiêu Phàm còn có thể yếu hơn sao? Cút, quả nhiên, thời khắc trưởng cương tới gần Tiêu Phàm chỉ có ba thước, Tiêu Phàm gầm lên một tiếng. Âm như kinh lôi, cực kỳ đáng sợ. Theo thanh âm này vang lên, trong miệng thốt ra một đạo hồn kiếm, xông thẳng đến chân trời, đám người nhìn thấy một đạo bạch sắc lợi mang vạch phá hư không. Ngay sau đó, thân thể kim giáp thanh niên bay ngược ra, ngực bị bạch sắc lợi mang xuyên thủng, máu tươi chảy ròng ròng. Thân thể kim giáp thanh niên đập ầm ầm trên mặt đất, trượt mấy chục mét mới dừng lại, mặt đất lưu lại một đường vết máu thật dài. Ittt, thanh âm hít không khí vang lên, hiện trường một mảnh tĩnh mịch, ánh mắt rơi trên người Tiêu Phàm cùng kim giáp thanh niên. Khiến tất cả mọi người kinh hãi là kim giáp thanh niên lại không có đứng lên. Chết rồi,
có người kinh hô ra, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Đây chính là chiến hoàng đấy, lại bị Tiêu Phàm một câu đánh giết. Những tu sĩ coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không hề nghi ngờ, giờ phút này tất cả đều ngây ra như phỗng, miểu sát chiến hoàng sơ kỳ. Bậc này thực lực quá là đáng sợ. Chiến hoàng cảnh, tất cả mọi người đối với thực lực Tiêu Phàm có một cái nhận biết mới. Tu sĩ Đại Ly Đế Triều kinh ngạc vô cùng, hơn nửa tháng trước Tiêu Phàm vẫn chỉ là tuyệt thế chiến vương mà, làm sao đột nhiên trở thành chiến hoàng cảnh. Tất cả tu sĩ Đại Long Đế Triều sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bọn hắn đối với thực lực kim giáp thanh niên cực kỳ hiểu biết, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh nhưng hắn cũng là phong vương chiến vương, lại bị tu sĩ Đại Ly Đế Triều miểu sát. Còn người Tiêu U vô cùng băng lãnh, cũng không có bất kỳ thần sắc biến hóa gì, tựa như trong mắt nàng, Tiêu Phàm chỉ là một người chết mà thôi. Nam Cung Thiên giật mị mị hai mắt, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng sát ý nồng đậm, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm trưởng thành vượt qua hắn dự liệu, mấy tháng trước Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến vương sơ kỳ mà thôi, không đến nửa năm vậy mà đã đột phá đến chiến hoàng cảnh. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, phóng nhãn toàn bộ Đại Ly Đế Triều, nào có mấy người có thể làm gì được hắn. Nghĩ vậy, sát tâm muốn giết Tiêu Phàm trong lòng Nam Cung Thiên giật càng ngày càng đậm. Nếu như Tiêu Phàm không chết, rất có thể sẽ trợ giúp bàn tử tranh đoạt đế vị Đại Ly Đế Triều tương lai, đây không phải là chuyện Nam Cung Thiên giật muốn nhìn thấy. Bàn tử mỉm cười, tựa như việc này sớm đã theo dự kiến của hắn. Về phần Tiêu Phàm lại tựa như là một sự tình không có ý nghĩa, chậm rãi hướng về chỗ ngồi bên trái đi đến. Có mấy người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sợ Tiêu Phàm cùng bọn hắn tranh đoạt chỗ ngồi, chỉ là, Tiêu Phàm lại không để ý đến, trực tiếp đi đến chỗ ngồi cuối cùng, điều này khiến không ít người buông lỏng một hơi. Tiêu Phàm tự nhiên có ý nghĩ, ở chỗ này hắn cũng được coi như là một người Đại Ly Đế Triều, tình nguyện đắc tội Đại Long Đế Triều cũng sẽ không đắc tội Đại Ly Đế Triều. Dù sao, hắn không muốn để cho tu sĩ Đại Ly Đế Triều đâm sau lưng một cái. Dám giết người Đại Long ta, tiểu tử, người muốn chết sao? Không đợi Tiêu Phàm ngồi xuống, Đại Long Đế Triều lại có một tu sĩ phẫn nộ quát. Ánh mắt đám người trong nháy mắt rơi vào tu sĩ ngồi thứ 18 bên phải, đó là một thanh niên khôi ngô, cơ bắp để trần, tính chất lực lượng bạo tạc cho người ta một loại khí tức cực kỳ áp bách. Giết cũng giết rồi, người muốn như thế nào? Tiêu Phàm thản nhiên nói, mị mị hai mắt, trong mắt lộ ra một cỗ sắc bén. Giết cũng giết rồi, người muốn như thế nào? Đám người nghe nói như thế, trong lòng khẽ run lên, cuồng, Tiêu Phàm vẫn cuồng vọng như thế, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, riêng phần khí phách này cùng người phi thường có thể sánh. Thanh niên khôi ngô trợn mắt nhìn, sát khí đáng sợ tỏa ra, thiếu chút nữa thì không nhịn xuống được ra tay xuất thủ. Võ Hạo, lui ra! Ngươi không phải đối thủ của hắn. Đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại nhìn thấy Long Tiêu vẫn một mực trầm mặc không nói mở miệng. Đại đế tử, hôm nay người này giết tu sĩ Đại Long, không nhìn Đại Long. Võ Hạo mặc dù chưa chắc là đối thủ của hắn, nhưng không thể không có cốt khí. Thanh niên khôi ngô hàn quang lấp lóe, ngạo nghễ vô cùng. Long Tiêu cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích. Bản đế tử vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng dám làm trái mệnh lệnh bản đế tử, đã như vậy muốn chết muốn sống, bản đế tử đều không quản. Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn nhìn thanh niên khôi ngô Võ Hạo, thanh niên này ngược lại là một tên hán tử, có ngông nghênh, cũng có khí tiết, không ít tu sĩ Đại Long nghe nói như thế, không khỏi cúi thấp đầu. Võ Hạo, xin chiến. Đúng lúc này, thanh niên khôi ngô đột nhiên tiến lên, hướng về phía Tiêu Phàm ôm quyền nói. Dưới tay ta chỉ có người chết, người khẳng định muốn giao thủ cùng ta. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Võ Hạo chỉ là chiến hoàng cảnh sơ kỳ, Tiêu Phàm có đầy đủ tự tin giết chết hắn. Nhưng Tiêu Phàm cũng có chút thưởng thức cách làm người của Võ Hạo, không nghĩ sẽ giết chết hắn, chỉ là hai người giao thủ. Nếu như Tiêu Phàm thủ hạ lưu tình mà nói, phải đối mặt chính là càng nhiều người Đại Long Đế Triều hơn. Chính như Bắc Lão nói. Có ít người chỉ có đánh cho đau hắn mới có thể sợ hãi, cho nên Tiêu Phàm không thể nào thủ hạ lưu tình. Không chỉ đối với người Đại Long Đế Triều, đối với tu sĩ Đại Ly Đế Triều cũng sẽ như thế, bằng không mà nói, vừa lúc nãy hắn cũng sẽ không trực tiếp giết chết kim giáp thanh niên của Đại Long Đế Triều.
Võ Hạo hơi hơi chần chờ, hít sâu một hơi nói, chết cũng không sợ. Đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi. Rất nhanh, ngươi sẽ rõ cái gọi là khí tiết và ngông nghênh là buồn cười biết bao. Tiêu Phàm không hề ngồi xuống, chậm rãi đi đến phía trước, một cỗ sát khí đáng sợ từ trên người hiện ra. Đám người phảng phất nhìn thấy một mảnh núi thây biển xương, Tiêu Phàm đứng ở trong đó, ngạo nghễ, trang nghiêm, để cho người ta tâm sinh sợ hãi. Toàn thân Võ Hạo khẽ run lên, con người hắn đột nhiên co rụt lại, cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, cỗ sát ý kia khiến ngạo khí của hắn đều biến mất hết. Thử ngâm cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm động, đám người chỉ nhìn thấy một đạo ngân sắc thiểm quang từ vị trí Tiêu Phàm xông ra, tốc độ cực nhanh vô cùng, nhoáng một cái liền biến mất ở hư không, không có mấy người thấy rõ ràng Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào. Con người Võ Hạo rung động kịch liệt, hắn bị một cỗ sát khí to lớn khóa chặt, cảm giác thân thể không nghe sai khiến, bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm tại hư không. Thời điểm này, Võ Hạo rốt cục cũng minh bạch, ngông nghênh, khí tiết, trước mặt cái chết cũng không đáng là gì. Ánh mắt hắn sắp chết nhìn về phía đám người Đại Long Đế Triều, lại phát hiện, không có một người xuất thủ trợ giúp hắn, có chăng chỉ là cười lạnh, thậm chí còn khinh thường. Phốc, chỉ một thoáng, một đạo huyết mang bắn về phía hư không, Võ Hạo trợn to hai mắt, chẳng biết lúc nào, trước người hắn đột nhiên thêm ra một cái tay, trong tay gắt gao nắm một đạo ngân sắc hồn lực chi kiếm, máu tươi bay vụt. Gạch nối, một cái tay nắm chặt một kích lăng lệ của Tiêu Phàm. Đám người thấy thế, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm cũng hơi hơi động dung, kinh ngạc nhìn chủ nhân cái tay kia. Đó là một thanh niên chừng 20 tuổi, hắn mặc một bộ hắc sắc cẩm y có mùi hương cổ xưa, bên hông cột một cái dây lụa màu xanh đen chu văn, một đầu mái tóc màu đen không loạn, một đôi mắt sắc bén lộ ra một cỗ coi thường cùng vô tình. Trong mắt của hắn, tựa như không có bất kỳ sắc thái gì, có chăng chỉ là băng lãnh. Nhị đế tử, bờ môi Võ Hạo run rẩy, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, tại thời khắc mấu chốt này lại có người xuất thủ cứu hắn. Tại hạ Long Thần, mời các hạ tha cho hắn một mạng, như thế nào? Hắc sắc cẩm y thanh niên nhìn về phía Tiêu Phàm mở miệng nói. Long Thần, Tiêu Phàm cau mày một cái, nhớ kỹ cái tên này, người này thực lực không thể khinh thường, cho dù là hắn cũng cảm giác có chút nhìn không thấu. Cuối cùng, Tiêu Phàm vẫn gật đầu. Hắn lúc đầu cũng không muốn giết Võ Hạo, chỉ là trấn nhiếp những người muốn giết mình mà thôi. Trấn nhiếp đã đủ, không cần thiết tiếp tục hạ sát. Nếu như cùng Long Thần giao thủ, kết quả không phải dính bẫy Nam Cung Thiên Giật sao? Đây là việc không phải Tiêu Phàm muốn thấy. Đa tạ. Long Thần hơi hơi ôm quyền, cho Võ Hạo một cái ánh mắt, Võ Hạo hít sâu một hơi, quay người ngồi vào chỗ ngồi của mình. Long Thần chậm rãi quay người. Cũng hướng về chỗ ngồi bản thân đi đến, đám người lúc này mới phát hiện, Long Thần vậy mà vẻn vẹn ngồi ở ghế thứ ba của Đại Long Đế Triều. Ngay lúc đó, trong mắt Tiêu Phàm tách ra một cỗ sát ý ngập trời, bởi vì hắn nhìn thấy người quen, chính là nữ tử ngồi bên cạnh Long Tiêu, Tiêu U. Sát ý ngập trời nở rộ cực kỳ tấn mãnh, bất quá rất nhanh liền bị thu liếm, ánh mắt Tiêu Phàm gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu U, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là nghi hoặc. Tiêu U biến mất cực kỳ quỷ dị, nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn cùng người Đại Long Đế Triều ngồi cùng một chỗ. Chủ yếu nhất là, nàng ngồi ở vị trí kế tiếp Long Tiêu, điều này đại biểu cái gì, Tiêu Phàm rất rõ ràng, thực lực Tiêu U tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Cảm nhận được khí tức băng lãnh trên người Tiêu U, Tiêu Phàm cũng chứng thực điểm này, thực lực Tiêu U không dưới hắn. Thế nhưng nàng không phải chỉ có ngũ phẩm chiến hồn sao? Tiêu Phàm. Đã lâu không gặp. Tiêu U nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm mở miệng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Con người Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, hắn rất muốn lập tức giết Tiêu U, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn xuống. Nàng đối với thực lực bản thân thập phần tự tin nên Tiêu U có thể ngồi ở chỗ này, còn tại phía trước Đại Long Nhị Đế Tử Long Thần, đây không chỉ là vấn đề thực lực, còn có địa vị. Hắn nếu xuất thủ đối với Tiêu U, đoán chừng người Đại Long đều sẽ gây khó dễ cho hắn. U Nhi, làm sao, người biết hắn? Long Tiêu nhu tình nhìn Tiêu U một chút, hỏi. Đâu chỉ nhận biết, đây chính là đệ đệ tốt của ta. Tiêu U cười nhạt một cái nói. À, Long Tiêu hơi ngoài ý muốn,
những người khác cũng kinh ngạc không thôi, ánh mắt thỉnh thoảng trên người Tiêu Phàm cùng Tiêu U liếc mắt. Hừ, Tiêu Phàm hất áo bào, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi đến ghế cuối cùng ngồi xuống. Đúng thực sự là không biết lễ phép, Long Tiêu chỗ nào còn không nhận ra Tiêu Phàm cùng Tiêu U có mâu thuẫn, sau đó nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật nói, Nam Cung huynh, đây chính là đạo đãi khách của ngươi sao? Ngay trước mặt nhiều người như vậy giết tu sĩ Đại Long, người hãy cho ta một cái công đạo. Cho Đại Long một cái công đạo. Nam Cung Thiên Giật hai mắt khẽ híp một cái, nhìn Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, bản đế tử hảo tâm mời ngươi đến, ngươi liền đối xử với khách nhân của ta như thế. Rốt cục tới sao? Trong lòng Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, hắn biết Nam Cung Thiên Giật sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để ứng phó hắn. Nếu như không lo lắng cho bản tử, Tiêu Phàm căn bản sẽ không thèm tham gia quý tộc yến hội. Không biết đại đế tử lại muốn đãi khách như thế nào a? Quỳ xuống nhận sai với bọn hắn. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Nam Cung Thiên Giật nói. Nếu là trước đó hắn còn kiêng kỵ Nam Cung Thiên Giật, nhưng hiện tại, hắn cũng đã là chiến hoàng cảnh, mặt khác còn có bác lão cùng túy ông hai người âm thầm ủng hộ, cùng tuổi một đời, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Như thế tốt lắm, Nam Cung Thiên Giật còn chưa mở miệng, âm thanh Long Tiêu liền lạnh lùng nói, một cỗ hồn lực bàng bạc xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Ngươi đang nằm mơ sao? Hay vì ngươi là người Đại Long? Tiêu Phàm mảy may không sợ, khiêu khích nhìn Long Tiêu nói. Con ngươi Long Tiêu băng lãnh tới cực điểm, thiếu chút nữa thì không nhìn được xuất thủ, chỉ là hắn thấy vô luận là thực lực Tiêu Phàm hay là địa vị, đều không đáng cho hắn xuất thủ. Dù sao, bản thân thế nhưng là đệ nhất nhân Đại Long Đế Triều, mà Tiêu Phàm vẻn vẹn xếp cuối cùng mà thôi, nếu bản thân kéo xuống ra mặt xuất thủ, cái kia chẳng phải tương đương với bản thân không bằng Nam Cung Thiên Giật sao? Sắc mặt Nam Cung Thiên Giật có chút âm trầm, Tiêu Phàm căn bản không đem hắn đặt ở trong lòng, cái này khiến hắn trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thân làm Đại Ly Đế Triều đế tử, không vì tu sĩ Đại Ly Đế Triều suy nghĩ, ngược lại khắp nơi giữ gìn Đại Long Đế Triều, người không biết còn tưởng rằng Nam Cung Thiên Giật ngươi là đế tử Đại Long Đế Triều. Tiêu Phàm nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật cười nói. Ittt, đám người nghe vậy liền hít vào ngụm khí lạnh. Tiêu Phàm thực sự gan to bằng trời, đây là khiêu khích Nam Cung Thiên Giật sao? Hiện trường nhất thời một mảnh tĩnh mịch, câm như hến. Sắc mặt Nam Cung Thiên Giật càng ngày càng khó nhìn, trong mắt lóe lên sát ý nồng đậm, hắn không nghĩ tới chỉ vẻn vẹn vài tháng, Tiêu Phàm cũng dám cùng hắn giao phong. Chỉ mấy tháng trước, Tiêu Phàm trong mắt hắn chỉ là một con run dế mà thôi, trong lòng hắn có chút hối hận, lúc trước vì cái gì lại không diệt hắn. Nghe danh người Tiêu Phàm mồm mép khéo léo, bây giờ xem ra quả thật không tệ. Nói đến đây, Nam Cung Thiên Giật có chút dừng lại, sau đó nhìn về phía Long Tiêu nói, Long huynh, Tiêu Phàm tuy là tu sĩ Đại Ly, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, bản đế tử cũng không lọt vào mắt hắn, ân oán giữa các ngươi, bản đế tử quản không được. Sắc mặt Nam Cung Thiên Giật khôi phục bình tĩnh, ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm, Long Tiêu ngươi không phải muốn báo thù sao? Cơ hội cho ngươi. Ngươi có thể bắt lấy không? Sắc mặt bàn tử thập phần bình tĩnh, lặng lặng thưởng thức trà thơm, con mắt đều không nhìn Nam Cung Thiên Giật. Long Tiêu cau mày một cái, thân làm đế tử, nhãn lực tự nhiên vẫn có, hắn như thế nào nhìn không ra, Nam Cung Thiên Giật muốn mượn tay mình giết Tiêu Phàm. Nếu như là bình thường, diệt sát một tu sĩ chiến hoàng cảnh hắn cũng sẽ không đặt ở trong lòng. Nhưng một người Nam Cung Thiên Giật đều không cách nào giết thì làm sao có thể đơn giản được. Chí ít, không biết rõ ràng thực lực và bối cảnh Tiêu Phàm, không thể giết hắn. Về phần thân phận bối cảnh Tiêu Phàm, Long Tiêu trước tiên nhìn về phía Tiêu U, trong lòng đã có ý nghĩ đại khái. Yên tâm, người Long Tiêu ta muốn giết cho tới bây giờ không còn sống, bất quá không phải hiện tại. Long Tiêu nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên cũng không muốn trở thành đao của Nam Cung Thiên Giật. Đại đế tử, người có phải cảm thấy không thú vị hay không? Tiêu Phàm cười cười nói, trong lòng hắn cười lạnh không thôi. Xem ra sự tình cũng không hướng theo bố trí của Nam Cung Thiên Giật mà phát triển. Tạm thời đây là chuyện tốt. Bất quá, Tiêu Phàm cũng rất tò mò, Nam Cung Thiên Giật tiếp theo sẽ ứng phó hắn như thế nào, hắn không tin Nam Cung Thiên Giật chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Trong mắt Nam Cung Thiên Giật lóe lên một sợi tinh quang, không những không giận mà còn cười nói, đúng vậy, có chút không thú vị. Vậy liền thêm điểm thú vị a đi. Nói đến đây,
Ánh mắt Nam Cung Thiên Giật liếc nhìn tu sĩ toàn trường, trên mặt lóe qua một nụ cười nhàn nhạt, chắc hẳn tất cả mọi người cảm thấy hứng thú đối với cổ địa bí cảnh. Nghe được cổ địa bí cảnh, tất cả mọi người lập tức lên tinh thần, đều rửa tai lắng nghe, sợ bỏ lỡ cái gì. Gạch nối, cổ địa bí cảnh, đám người nghe vậy, toàn trường yên tĩnh xuống, tất cả mọi người tới đây không phải vì là cổ địa bí cảnh sao. Cái gọi là quý tộc yến hội, bất quá chỉ là ngụy trang mà thôi. Cổ địa bí cảnh mặc dù Đại Long và Đại Ly đã thương lượng thỏa đáng, để học viên hai chiến hồn học viện tiến vào, nhưng điều lệ cụ thể lại giao cho bản thân chúng ta. Nam Cung Thiên Giật buồn bã nói, con người thâm thúy đảo qua toàn trường. Một tháng sau, cổ địa bí cảnh mở ra, không biết mọi người có đề nghị gì hay. Nam Cung Thiên Giật lại nói, nếu là người chiến hồn học viện tiến vào, người chiến hồn học viện đều có tư cách tiến vào mới đúng, việc này có gì cần thương lượng. Không sai, chúng ta đều là người chiến hồn học viện nên đều có tư cách tiến vào, cũng không phải là chỉ có quý tộc mới có thể tiến vào. Quý tộc lại không có phân chia rõ ràng, vương triều quý tộc có lẽ ở trong mắt đế triều không tính là gì, nhưng cuối cùng vẫn là quý tộc. Đám người nghe Nam Cung Thiên Giật nói, lập tức sôi trào lên, bọn hắn rất rõ ràng cái này gọi là quý tộc yến hội đại biểu cái gì, người có thể đi tới đây mới có khả năng có tư cách tham dự thăm dò cổ địa bí cảnh. Mà không phải nhất định. Bằng không mà nói, trực tiếp gọi là tư cách yến hội là được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trong mắt Nam Cung Thiên Giật cùng Long Tiêu, chỉ có người quý tộc thật sự mới có tư cách nắm giữ tư cách thăm dò cổ địa bí cảnh. Những thiên tài kia, đại đa số đều là đệ tử đại gia tộc, thân phận tôn quý, tự nhiên có tư cách tham dự. Nhưng người chiến hồn học viện phần lớn vẫn là tu sĩ Hoàng Triều và Vương Triều, trong mắt tu sĩ Đế Triều. Bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, cùng quý tộc không kéo lên được quan hệ. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi. Nam Cung Thiên Giật quá mức thanh cao, lại xem nhẹ một vấn đề, chính là nhiều người cùng tức giận, hiện tại thiếu chút nữa dẫn phát điều đó. Yên lặng, Nam Cung Thiên Giật cau mày một cái, vận chuyển một tia hồn lực quát. Hiện trường lập tức im lặng, Tiêu Phàm dám không nhìn Nam Cung Thiên Giật, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể không nhìn. Theo ta thấy, quá nhiều người tiến vào ngược lại sẽ càng thêm hỗn loạn, thậm chí sẽ tạo thành thương vong tất yếu, không bằng như vậy đi, Đại Long cùng Đại Ly Đế Triều đều an bài 100 danh ngạch, như thế nào? Long Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. 100 danh ngạch quá ít, tu sĩ Đại Ly Đế Triều khịt mũi coi thường. Đại Long Đế Triều chỉ đem 100 người đến, 100 danh ngạch tự nhiên đầy đủ, nhưng Đại Ly Đế Triều chiến hồn học viện lại nhiều đến mấy ngàn người. 100 danh ngạch như thế nào cho đủ? Đề nghị này không tệ. Nam Cung Thiên Giật đột nhiên nói ra, bất quá, người được danh ngạch, mỗi người đều có thể mang 2 người đi vào, tối đa cũng chỉ 300 người, nhân số cũng không coi là nhiều. Nguyên bản tu sĩ Đại Ly còn muốn chửi ầm lên, nhưng Nam Cung Thiên Giật mở miệng, mọi người coi như phẫn nộ cũng đành phải giấu ở trong lòng. Tại Đại Ly Đế Triều, Nam Cung Thiên Giật một tay che trời. Trừ thế hệ tu sĩ chiến hoàng trước và những đại gia tộc kia, ai có thể lọt vào trong mắt hắn? Có thể. Long Tiêu trầm ngâm, cuối cùng cũng gật đầu, Đại Long ta 100 danh ngạch, chúng ta tự an bài, Đại Ly ngươi cũng tự an bài, không ảnh hưởng lẫn nhau. Một đám tu sĩ Đại Ly Đế Triều gật đầu, Đại Long Đế Triều đến Đại Ly cũng hơn 100 người, cho dù có thể để tất cả tiến vào. Cũng chỉ có hơn 100 người, nhưng Đại Ly chỉ có tối đa 300 người. Về số người chiếm ưu thế tuyệt đối. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong, các ngươi cảm thấy thế nào? Ánh mắt Nam Cung Thiên Giật chuyển hướng đến mấy người bên cạnh nói. Trong mắt hắn, cũng chỉ 3 người này được hắn đặt ở trong lòng, về phần những người khác, hắn đến nhìn đều không nhìn một chút. Có thể, ta không có vấn đề. Được, Ninh Xuyên, Y Phi Mạch cùng Sở Dịch Phong 3 người gật đầu, trong lòng những người khác mặc dù khó chịu. Nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Không biết đại đế tử, 100 danh ngạch phân như thế nào đấy? Ninh Xuyên trầm ngâm lúc này, lại nói. Gọi mọi người đến tham gia quý tộc yến hội, bản cung đã đại khái tính toán. Nam Cung Thiên Giật híp hai mắt, nói, phàm là đệ tử gia tộc bá tước Đại Ly Đế Triều trở lên có thể được một chỗ, hết thảy bỏ đi 54 danh ngạch, mặt khác còn lại 46 danh ngạch sẽ để thực lực mọi người quyết định, như thế nào? Một ít tu sĩ nghe vậy cũng nhao nhao gật đầu,
ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Thiên Giật tràn ngập cảm kích, xem ra đại đế tử không có quên chúng ta, hiện tại liền cho chúng ta mưu phúc lợi. Nhưng phần lớn người trong lòng vô cùng khó chịu, 54 danh ngạch, đại ly đế triều đi một nửa, dưới hoàng triều cũng trên 100 cái vương triều. Đã sớm đã quyết định, tại sao phải lừa người đến quý tộc yến hội? Đám người trong lòng xúc động phẫn nộ nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Đại ly đế triều trong mắt đám hoàng triều căn bản chính là quái vật khổng lồ, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Dù những người này không thiếu hoàng tử hoàng triều, nhưng cũng không một ai dám cùng Nam Cung Thiên Giật tranh phong. Mặt khác, thiên bảng 18 người đều có thể nắm giữ một chỗ, ta nghĩ các ngươi hẳn không có gì nghĩ a. Nếu như vậy, hết thảy 72 cái danh ngạch, còn thừa lại 28 cái. Nam Cung Thiên Giật tiếp tục nói. Ninh Xuyên, Y Phi Mạch, Sở Dịch Phong đám người tự nhiên sẽ không phản đối, bọn hắn chẳng những là đệ đại gia tộc hơn nữa còn là thiên bảng cao thủ, kể từ đó liền chiếm được hai chỗ, cũng tương đương với có 6 người có thể tiến vào, dạng sự tình tốt như này làm sao cự tuyệt được. Bất quá, sắc mặt các tu sĩ khác lại khó coi vô cùng, còn lại 28 cái danh ngạch. Chiến hồn học viện mấy ngàn người đến phân như thế nào cho đủ. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghĩ quý tộc yến hội sẽ tràn ngập mờ ám, lại không nghĩ rằng cạnh tranh tàn khốc như vậy, mấy ngàn người tranh đoạt 28 cái danh ngạch, tuyệt đối sẽ máu chảy thành sông. Thật sự là cổ địa bí cảnh lực hấp dẫn quá lớn, mỗi lần cổ địa bí cảnh xuất thế đều sẽ có rất nhiều người đột phá đến chiến hoàng, cho dù chiến hoàng cũng sẽ tiến một bước. Hơn nữa, bên trong cổ địa bí cảnh có không ít thiên tài địa bảo, thậm chí công pháp chiến kỹ, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Có vẻ như Sở Khinh Cuồng đã chết, danh ngạch này xử lý như thế nào? Có tu sĩ mở miệng nói. Nhiều một chỗ bao giờ cũng là chuyện tốt, một chỗ tương đương với mấy ngàn người mà nói không tính là gì, nhưng cũng làm cho bọn hắn thêm một phần hy vọng. Tự nhiên là về Sở gia ta, Sở Dịch Phong đột nhiên mở miệng nói. Trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Ta nhớ Sở Khinh Cuồng có vẻ như đã nói thoát ly Sở gia. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Sở Dịch Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, lãnh đạm nói, bên trong thân thể Sở Khinh Cuồng là máu Sở gia, sinh là người Sở gia, chết là quỷ Sở gia, không phải hắn muốn thoát ly thì có thể thoát ly. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, hắn cũng đã được nghe nói một chút sự tình Sở Khinh Cuồng. Lấy ngạo khí Sở Khinh Cuồng là không thể nào tiếp tục trở về Sở gia. Nếu như Sở Khinh Cuồng còn sống thì sao? Tiêu Phàm cũng không tức giận, cười nhạt một cái nói. Ngươi nói sống sót thì sống à? Chẳng lẽ ngươi đã gặp qua hắn hay sao? Sở Dịch Phong bỗng nhiên đứng dậy, một cỗ khí thế ngút trời ép về phía Tiêu Phàm. Đám người cũng lộ ra vẻ kinh hãi, Sở Khinh Cuồng đã bị gia chủ Sở gia Sở Trung Thiên phế, làm sao còn có thể còn sống? Làm sao, người ước gì hắn chết sao? Tiêu Phàm mảy may không sợ, bưng ly trà nhàn nhạt nhấp một hớp. Gạch nối, con ngươi Sở Dịch Phong nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sắc mặt lấp lóe không yên, lúc này hít sâu một hơi nói, hắn là đại ca ta tự nhiên sẽ không muốn hắn chết. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Sở Dịch Phong ngươi không muốn Sở Khinh Cuồng chết. Đoán chừng hận không thể lập tức đem Sở Khinh Cuồng ăn sống nuốt tươi đi. Không những Tiêu Phàm, người ở đây ai cũng biết rõ Sở Dịch Phong khẩu thị tâm phi, chỉ là hỉ nộ không lộ mà thôi. Người này tâm cơ khá là thâm trầm, Tiêu Phàm âm thầm cảm khái. Người như vậy thường là đáng sợ nhất, bằng không, cường đại như Sở Khinh Cuồng cũng không có khả năng trong tay Sở Dịch Phong chịu nhiều thiệt thòi. Phải thế không? Đúng lúc này, trên quảng trường đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, một trận cuồng phong thổi qua. Trên quảng trường bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một thanh niên mặc áo bào trắng, da thịt trắng nõn, con ngươi đen kịt, song mi lộ ra một cỗ sắc bén như đao như kiếm. Đứng ở đó trong lúc vô hình tản ra một cỗ cường đại khí tràng, giống như một ngọn núi không thể leo tới, khiến cho người ta ngưỡng mộ. Sở Khinh Cuồng. Trong đám người có người kinh hô ra, trong nháy mắt nhận ra thân phận thanh niên áo bào trắng, trừ Sở Khinh Cuồng còn có thể là ai. Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống được? Hơn nữa, trên người hắn phát ra khí tức cực kỳ cuồng bạo, sắc bén, so sánh với trước đó càng mạnh hơn. Con người Nam Cung Thiên Giật hơi co rụt lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mặc dù hắn cũng rất không muốn Sở Khinh Cuồng cường đại như thế.
nhưng hắn thân làm đệ nhất nhân thiên bảng tự nhiên sẽ không sợ Sở Khinh Cuồng xếp hàng thứ hai. Đã từng không sợ, hiện tại cũng không có mảy may sợ hãi. Nếu như nói hắn cả đời này còn sợ ai, vậy cũng chỉ có bản tử Nam Cung Tiêu Tiêu, về phần hiện tại, Nam Cung Thiên Giật không sợ bất luận kẻ nào. Toàn thân Sở Dịch Phong run rẩy, sắc mặt đại biến, hắn nào sẽ nghĩ đến Sở Khinh Cuồng vậy mà thực còn sống, hơn nữa trên người phát ra khí tức so với trước kia càng mạnh hơn. Ngồi ở phía dưới Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường Hoa rung thất sắc, thân thể mềm mại rung động kịch liệt, há miệng muốn nói cuối cùng vẫn đè nén nuốt vào. Chỉ có Tiêu Phàm một mặt bình thản ngồi uống trà, hắn biết rõ Sở Khinh Cuồng không thể nào không xuất hiện, đây cũng là nguyên nhân hắn không có ngồi ở chỗ ngồi chính giữa kia. Sở Khinh Cuồng nhàn nhạt liếc mắt nhìn Sở Dịch Phong, chậm rãi hướng về phía trước chỗ ngồi bên trái đi đến. Sắc mặt bàn tử thập phần bình tĩnh, lười nhác tựa ở trên chỗ ngồi, tựa như căn bản không quan tâm đến Sở Khinh Cuồng. Ngược lại là Ninh Xuyên ngồi ở phía dưới bàn tử, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cút ngay, quả nhiên, Sở Khinh Cuồng đi đến phía trước Ninh Xuyên, nhàn nhạt phun ra hai chữ, một cỗ sát phạt chi khí từ trên người hắn bạo ra. Nếu như là trước đó, Sở Khinh Cuồng còn xem Ninh Xuyên là chi kỷ, nhưng từ khi biết rõ nguyên nhân bản thân trúng độc, Sở Khinh Cuồng liền sớm đã nhìn thấu tất cả. Giờ phút này không có trực tiếp ra tay với Ninh Xuyên đã chứng minh hắn đầy đủ ẩn nhẫn. Ngươi có tư cách gì bảo ta cút? Sắc mặt Ninh Xuyên âm trầm đáng sợ, mặc dù mặt ngoài coi như trấn định, nhưng trong lòng thì sợ hãi không thôi. Hắn cùng với Sở Khinh Cuồng đã từng là hảo hữu, cũng chính bởi vì như thế, hắn biết rõ thực lực Sở Khinh Cuồng, chính diện giao thủ hơn phân nửa không phải là đối thủ của Sở Khinh Cuồng. Bằng không hắn cũng sẽ không cùng Sở Dịch Phong, Nhược Lưu Thường liên thủ hãm hại Sở Khinh Cuồng. Bang, Sở Khinh Cuồng không chào liền đánh. Trong tay đột ngột xuất hiện một chuôi trường kiếm, nhàn nhạt phung lên, một đạo bạch sắc lưu quang ngút trời mà ra, một cỗ sát ý vô cùng đáng sợ xuất hiện. Ninh Xuyên vội vàng đưa tay lấy ra một cái sáo ngọc ngăn khuất trước người, cùng đạo kiếm mang sát phạt đâm vào cùng một chỗ, thân hình bay ngược ra 20-30 mét mới dừng lại. Trái lại Sở Khinh Cuồng đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Đám người kinh hãi nhìn Sở Khinh Cuồng, còn người rung động không thôi. Một kiếm đánh bay Ninh Xuyên, thực lực quá đáng sợ. Sở Khinh Cuồng vẫn cuồng ngạo như cũ, không ai bì nổi, không hổ là tuyệt thế thiên tài, đến Nam Cung Thiên Giật cũng đều không để trong mắt. Sở Khinh Cuồng liếc Ninh Xuyên nơi xa, trực tiếp phía dưới bà tử ngồi xuống, hướng về phía bàn tử khẽ vuốt cằm. Bàn tử giơ lên một ly rượu hơi hơi ra hiệu, thản nhiên nói, hoan nghênh trở về. Hoan nghênh trở về. Sở Khinh Cuồng băng lãnh gật đầu. Cũng giơ ly rượu lên, uống một ngụm. Nam Cung Thiên Giật nắm chặt nắm đấm, trên cánh tay gân mạch ngọ nguậy, chỉ là đặt ở dưới mặt bàn nên người khác nhìn không thấy mà thôi. Sở Khinh Cuồng cũng dám coi thường hắn, cùng Nam Cung Tiêu Tiêu cùng một chỗ, đây chính là địch nhân hắn. Đối với địch nhân, Nam Cung Thiên Giật cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình. Nơi xa, Ninh Xuyên chậm rãi đi tới, sắc mặt tái nhợt. Một kích kia cũng làm cho hắn triệt để rõ ràng thực lực Sở Khinh Cuồng, so sánh với trước kia Sở Khinh Cuồng càng mạnh hơn. Mọi người đều hết sức tò mò những ngày qua đến cùng là phát sinh cái gì, Sở Khinh Cuồng không chết thì thôi, mà còn mạnh hơn. Ninh Xuyên khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không có tiếp tục xuất thủ, trên thiên bảng, hắn vốn là xếp sau Sở Khinh Cuồng, bại trong tay hắn không tính là mất mặt. Bỏ đi. Ninh Xuyên đành phải đem lửa giận vẩy vào vị trí thứ ba của Y Phi Mạch. Ta nếu không đi thì sao? Y Phi Mạch thản nhiên nói, nhàn nhã ngồi ở kia uống trà, tựa như căn bản không đem Ninh Xuyên đặt ở trong lòng. Ha ha, xem ra có trò hay rồi. Long đế tử Long Tiêu không kiêng nể gì cười lên, trên mặt tu sĩ Đại Long khác cũng là vẻ châm chọc. Ninh Xuyên giận dữ, lấy tay một chưởng hướng Y Phi Mạch vỗ tới, Y Phi Mạch nghiêng người một chưởng đánh ra. Hai cỗ khí thế bàng bạc đâm vào cùng một chỗ. Hồn lực bạo phát, hướng bốn phía quét sạch đến. Nếu như là chiến vương có lẽ sớm đã bị chấn bay, cũng may có thể ngồi ở đây đều là tuyệt thế thiên tài đại ly đế triều, chiến đấu dạng này còn không làm gì được bọn hắn. Hô, Ninh Xuyên bị một cỗ đại lực hất bay, rút lui ba bước mới dừng lại, mà Y Phi Mạch như cũng ngồi ở trên chỗ ngồi, bất động mảy may.
Mọi người nhìn về phía Y Phi Mạch sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng ai ngờ rằng, Y Phi Mạch vậy mà so với Ninh Xuyên còn mạnh hơn, hắn là xếp sau Ninh Xuyên đấy. Xem ra, thiên bảng cũng không phải lấy bài danh luận cao thấp. Tiêu Phàm thật sâu nhìn Y Phi Mạch, hiển nhiên Y Phi Mạch cho tới nay đều bị người khác đánh giá thấp. Hắn thực lực còn phía trên Ninh Xuyên, lại xếp sau Ninh Xuyên, đủ để chứng minh hắn cường đại, hơn nữa, hắn đối với cái gọi là hư danh lại không đặt ở trong lòng. Nhiều lần ăn quả đắng, Ninh Xuyên muốn phát cuồng, hít sâu một hơi cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Dịch Phong. Trong lòng Sở Dịch Phong thập phần khó chịu, nhưng mặt ngoài lại trấn định vô cùng, chậm rãi đứng dậy, nói, nơi đó không phải còn thừa lại một vị trí sao? Lưu Thường, mọi người, chúng ta chuyển vị trí. Nhược Lưu Thường mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn nghe theo Sở Dịch Phong nói. Trong lòng nàng cực kỳ hối hận, Sở Dịch Phong cùng Ninh Xuyên phân cao thấp cũng không dám, cùng Sở Khinh Cuồng so sánh lại là kém xa vạn dặm. Vị trí này là của ta, ai dám ngồi? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm bá đạo từ đằng xa gào thét tới, ngay sau đó một vệt sáng lấp lóe. Lúc mọi người lấy lại tinh thần lại phát hiện, trên chỗ ngồi thứ sáu đã thêm một đạo thân ảnh. Đó là một thanh niên đầu mang lông công quan, mặc một bộ lưu vân trường sam màu trắng, anh tuấn phi phàm, ngạo nghễ vô cùng, trong mắt đều là vẻ coi thường. Bắc Thần Phong, đám người lên tiếng kinh hô, ánh mắt xoát quét xuống trên người thanh niên. Gạch nối, nhìn thấy Bắc Thần Phong, tiếu dung trên mặt Sở Dịch Phong trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, hắn tưởng là Bắc Thần Phong không có tới, vị trí kia có thể tùy ý ngồi lên. Nào sẽ nghĩ đến, Bắc Thần Phong vậy mà đột nhiên xuất hiện. Tên gia hỏa này rõ ràng là cố ý khiến hắn khó xử. Ta không tư cách ngồi, chẳng lẽ ngươi có? Sở Dịch Phong đem Nhược Lưu Thường kéo đến một bên, lạnh lùng hướng về Bắc Thần Phong đi đến. Ngươi cứ nói đi, Bắc Thần Phong cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không đem Sở Dịch Phong đặt ở trong lòng, sau đó nhìn Nhược Lưu Thường nói, chậc chậc, thực không biết ngươi nghĩ như thế nào, vậy mà cũng lấy một kẻ như này. Nghe vậy, sắc mặt Nhược Lưu Thường trắng bệch, Sở Dịch Phong nắm đấm vang lên kèn kẹt. Đám người kinh ngạc nhìn Bắc Thần Phong. Bắc Thần Phong trên thiên bảng còn xếp phía sau Sở Dịch Phong và Nhược Lưu Thường, thực lực không bằng Sở Dịch Phong và Nhược Lưu Thường mới đúng. Hắn cũng dám nói chuyện như thế với Sở Dịch Phong, tên gia hỏa này chẳng lẽ còn có cái gì ỷ vào sao? Ngươi không đi, vậy liền cút đi. Sở Dịch Phong lạnh lùng phun ra một đạo thanh âm, một cỗ sát cơ vô hình nở rộ mà ra, một kiếm hướng Bắc Thần Phong đánh tới. Thực coi là bản thân có bao nhiêu cân lượng, nụ cười trên mặt Bắc Thần Phong trong nháy mắt biến thành sát ý lạnh lẽo, tên gia hỏa này trở mặt quá nhanh. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Tại hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh Sở Dịch Phong, bàn tay mang theo một đạo hồn lực to lớn hướng về Sở Dịch Phong vỗ qua. Sở Dịch Phong nào sẽ nghĩ đến tốc độ Bắc Thần Phong sẽ nhanh như vậy, khi hắn lấy lại tinh thần, trưởng cương kia đã xuất hiện ở trên mặt hắn. Cả người như một cái đạn pháo hướng nơi xa bắn đến, hư không lưu lại một dòng máu tươi, còn có mấy cái răng máu đi đánh rất ra. Oanh! Thân thể Sở Dịch Phong đập ầm ầm trên quảng trường, trên nền đá rộng rãi, gạch bị nổ tung, hóa thành vô số toái thạch bay về bốn phương tám hướng, sau đó trượt ra mấy chục mét mới dừng lại. Thấy cảnh này, mắt đám người tất cả đều trợn tròn, ai cũng không thể nghĩ đến Bắc Thần Phong vậy mà đáng sợ như thế, một cái tát bay Sở Dịch Phong. Lại một cái ra hỏa thâm tàng bất lộ. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán, một Y Phi Mạch đã đủ khiến hắn lau mắt mà nhìn. Bắc Thần Phong này có vẻ như càng đáng sợ hơn. Ngồi ở kia, hắn như là một người bình thường, không có bất kỳ phong mang chói mắt nào. Một khi xuất thủ, liền giống như một chuôi thần kiếm ra khỏi vỏ, cực kỳ sắc bén, lăng lệ. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Sở Dịch Phong gian nan từ dưới đất bò dậy, tóc rối tung, tại hư không loạn vũ, y phục trên người phá toái không ít. Là ngươi quá yếu, Bắc Thần Phong thản nhiên nói. Mỗi ngày chỉ muốn dùng âm mưu quỷ kế hại người khác, còn có thể mạnh hơn sao? Xem ra, chỗ ngồi thứ tư của ngươi là ngồi không nổi, đã như vậy, ta ngồi. Dứt lời, Bắc Thần Phong trực tiếp ngồi ở trên chỗ ngồi thứ tư, hoàn toàn coi thường Ninh Xuyên. Sắc mặt Ninh Xuyên cũng chẳng tốt đẹp gì, bị Sở Khinh Cuồng cùng Y Phi Mạch coi thường cũng liền thôi,
thậm chí ngay cả bài danh thứ 6 Bắc Thần Phong cũng không xem hắn ra gì, điều này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Hơn nữa, hắn nghe ra ý bên trong ở lời nói của Bắc Thần Phong, ban đầu là hắn liên thủ với Sở Dịch Phong hãm hại Sở Khinh Cuồng, việc này những người khác không biết, nhưng rất nhiều người trong lòng sớm đã có suy nghĩ, Bắc Thần Phong trong miệng một ngày chỉ muốn âm mưu quỷ kế hại người khác, không chỉ Sở Dịch Phong còn có Ninh Xuyên hắn. Ánh mắt Ninh Xuyên băng lãnh nhìn Bắc Thần Phong, nghĩ đến phải chăng nên xuất thủ. Chỉ bằng vào một kích vừa nãy hắn cũng có thể nhìn ra cân lượng Bắc Thần Phong, hắn cũng rốt cục minh bạch vì sao Bắc Thần Phong dám không nhìn Nam Cung Thiên Giật, bởi vì thực lực hắn xác thực cường đại. Bắc Thần Phong, ta muốn ngươi chết. Sở Dịch Phong nhe răng trợn mắt, chuẩn bị tiếp tục xuất thủ. Phu quân, đừng. Nhược Lưu Thường vội vàng ngăn Sở Dịch Phong. Nàng rất rõ ràng Sở Dịch Phong không phải đối thủ của Bắc Thần Phong, tiếp tục dây dưa, Sở Dịch Phong chỉ có tiếp tục mất mặt thêm. Ba, nhưng mà nghênh đón Nhược Lưu Thường, chỉ có một trưởng bá đạo của Sở Dịch Phong, chẳng ai ngờ rằng Sở Dịch Phong vậy mà sẽ tát Nhược Lưu Thường một bàn tay. Một tia máu tươi từ khóe miệng Nhược Lưu Thường chảy ra, nàng cũng bị một tát này khiến cho nước mắt tràn mi mà ra. Ta đã nói, ngươi không nên lấy hắn. Bắc Thần Phong lại mở miệng nói ra, một tên đến nữ nhân cũng đánh, căn bản không xứng làm nam nhân. Trong lòng Nhược Lưu Thường khẽ run lên, cưỡng ép không cho nước mắt chảy ra, trong lòng nàng đã cực kỳ hối hận, dư quang không khỏi nhìn Sở Khinh Cuồng. Nhưng Sở Khinh Cuồng vẫn như cũ ngồi ở kia một mình uống trà, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng. Hồi tưởng lại từng màn lúc trước, lòng Nhược Lưu Thường rỉ máu, thời gian không thể trở lại, việc đã qua không thể trở về được. Sở Dịch Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc Thần Phong, có lẽ là một cái tát kia cũng làm cho hắn thanh tỉnh không ít, nhìn thấy dấu năm ngón tay đỏ tươi trên mặt Nhược Lưu Thường, trong lòng có chút hối hận. Cũng đúng lúc này, Ninh Xuyên chậm rãi đi đến chỗ ngồi thứ năm ngồi xuống, hắn cũng từ bỏ ý nghĩ giao phong cùng Bắc Thần Phong, cho dù muốn đối phó với Bắc Thần Phong cũng không nên ở chỗ này. Sắc mặt Sở Dịch Phong tái nhợt, bây giờ chỉ còn lại một chỗ ngồi cuối cùng. Hắn cùng với Nhược Lưu Thường lại là hai người, có ngồi hay không ngược lại không quan trọng, nhưng mấu chốt là có thể ngồi ở bên trên mới có cơ hội tiến vào cổ địa bí cảnh. Nhược Lưu Thường nếu như có thể được một chỗ, đến thời điểm đó có thể mang theo hai người tiến vào, hai kia người tự nhiên có thể do hắn an bài, nếu như còn được thêm một chỗ ngồi, há không phải có thể mang bốn người đi vào sao? Dạng cơ hội này Sở Dịch Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua. Con người hắn rơi vào trên người Ninh Xuyên, dừng lại một lúc, cuối cùng thu hồi ánh mắt, đánh với Ninh Xuyên một trận, trước không nói có phải là đối thủ của Ninh Xuyên hay không, lại thêm hai người có chung một địch nhân, hắn cũng không nguyện ý đắc tội Ninh Xuyên. Dù sao, hắn còn muốn cùng Ninh Xuyên liên thủ ứng phó với Sở Khinh Cuồng. Sau đó, Sở Dịch Phong nhìn về phía chỗ ngồi thứ bảy của Sử Vô Pháp. Sử Vô Pháp sắc mặt coi như bình tĩnh. Đối với Sở Dịch Phong cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Ánh mắt Sở Dịch Phong từng cái đảo qua những người khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm đang nhàn nhã uống trà, một cỗ sát khí ngút trời lặng yên dâng lên. Hồi tưởng lại lời vừa mới nói, trong nháy mắt Sở Dịch Phong nghĩ đến cái gì? Sở Khinh Cuồng còn sống, tuyệt đối cùng tiểu tử này có căn hệ, bằng không hắn cũng sẽ không biết Sở Khinh Cuồng không chết. Nếu như Sở Khinh Cuồng không chết, hắn cũng không phải chịu nhục như ngày hôm nay. Nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu như bản thân không tìm lại mặt mũi, về sau làm sao có thể lăn lộn tại Đại Ly Đế Triều đây? Huống chi, Tiêu Phàm chỉ là người linh điện, đến địa các cũng không được vào thì làm gì có tư cách ngồi ở đây? Tiểu tử, lăn xuống dưới. Sở Dịch Phong phẫn nộ, toàn bộ hóa thành sát khí, nhào về phía Tiêu Phàm. Chén rượu trên bàn Tiêu Phàm trực tiếp bạo liệt. Rượu trong chén vẩy tung tóe mà ra, chén rượu hóa thành mảnh vụn tràn ngập hư không. Ngươi đang nói chuyện cùng ta sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, đối với khí thế Sở Dịch Phong, hắn mảy may không đặt ở trong lòng. Đột phá chiến hoàng cảnh dù là cùng những chiến hoàng cảnh lâu năm có chút chênh lệch, nhưng lại không kém là bao, Tiêu Phàm tự nhiên không cần thiết sợ hãi. Tiêu Phàm thật đúng là dám nói lời này, hắn không thèm nhìn Sở Dịch Phong. Đám người trong lòng âm thầm tự nói, Sở Dịch Phong dù sao cũng là thiên bảng đệ ngũ cường giả, cho dù Tiêu Phàm đột phá chiến hoàng cảnh thì sao? Trước đó đã nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Ánh mắt Sở Dịch Phong băng lãnh,
đi từng bước một hướng tới Tiêu Phàm. Đã như vậy, người cũng có thể cút xuống dưới, trước đó đã nói, ta cũng sẽ không nói lần thứ hai. Mọi người không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà mảy may không cho. Chẳng những không có sợ hãi, ngược lại chậm rãi đứng dậy, hướng Sở Dịch Phong đi đến. Gạch nối, trong lòng Tiêu Phàm cũng cực kỳ nổi nóng, lão tử ở nơi này một mình uống trà liên quan gì đến ngươi. Không làm gì được người khác liền lấy ta làm nơi chút giận, thực cho rằng lão tử dễ bị khi dễ lắm sao. Thần Phong học viện điều thứ nhất viện quy, Tiêu Phàm nhớ kỹ trong lòng, ngươi cuồng, ta so với ngươi còn cuồng hơn. Không chừng chính là một trận chiến, cùng là chiến hoàng cảnh, ta chưa hẳn không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có đấu qua mới biết rõ. Hai người còn chưa tới gần, hai cỗ khí thế cường đại đã đâm vào cùng một chỗ, hư không một rung động dồn dập, những người khác trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn ở trung gian hai người, nhất thời không biết làm sao. Lui cũng không phải, vào cũng không phải, một khi rời đi, liền có thể mất đi tư cách tiến vào cổ địa bí cảnh, thế nhưng nếu bất phi sở động, hai người giao phong, vạn nhất tai bay vạ gió thì sao, cũng phải suy nghĩ cho bọn hắn chứ. Mới đột phá chiến hoàng, có thể mạnh cỡ nào, bởi vì tại ngoại viện có chút ít thanh danh liền tự cho là đúng, hôm nay sẽ dạy ngươi làm người nên như thế nào. Con ngươi Sở Dịch Phong băng lãnh, quanh thân vô số kiếm khí vần quanh, ẩn ẩn có một cỗ hỏa diễm đang sôi trào cuồn cuộn. Dạy ta làm người, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Sở Dịch Phong không coi ai ra gì, Tiêu Phàm cũng không gì hơn cái này, nếu như Sở Dịch Phong sử dụng âm mưu quỷ kế, hắn có lẽ còn có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng nếu chính diện va chạm, Tiêu Phàm còn không để hắn vào mắt. Tu sĩ Đại Ly Đế Triều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu như là người khác, bọn hắn sẽ không chút do dự cho rằng khiêu khích Sở Dịch Phong là tự tìm cái chết. Nhưng mà Tiêu Phàm, đây là một người sáng tạo kỳ tích, mấy tháng này danh tiếng Tiêu Phàm vang xa, người chiến hồn học viện cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Đến chiến hoàng trung kỳ cường giả đều giết. Cho dù là Sở Dịch Phong là thiên tài thì sẽ như thế nào, Tiêu Phàm chưa hẳn đã có thể bị đánh bại. Chỉ là Tiêu Phàm có thể cố kỵ thân phận Sở Dịch Phong, không dám giết hắn mà thôi. Sở Khinh Cuồng hơi cau mày một cái, cuối cùng vẫn nhịn xuống không có xuất thủ. Trước đó hắn còn không có đem Tiêu Phàm đặt ở trong lòng, nhưng hắn cũng nghe nói một chút sự tình của Tiêu Phàm. Mấy tháng trước, Tiêu Phàm vẫn chỉ là chiến vương sơ kỳ, trên đường một mực chém giết. Còn chưa bao giờ bại một lần, Sở Dịch Phong tuy mạnh nhưng chưa chắc có thể giết chết Tiêu Phàm. Bắc Thần Phong mị mị hai mắt, bĩu môi, trong lòng thầm nhủ nói, Tiêu Phàm, nếu như ngay cả Sở Dịch Phong đều đánh không lại, vậy cũng không xứng để cho Bắc Thần Phong ta tôn kính. Sở Dịch Phong, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách dạy tam đệ ta làm người. Ngược lại là bàn tử bỗng nhiên đứng dậy, trên người tách ra một cỗ cường đại chiến ý. Tam đệ! Đám người nghe được mấy chữ này, con người hơi hơi co rụt lại. Ngoại giới có truyền ngôn, Tiêu Phàm chính là huynh đệ kết bái của Cửu Đế Tử, xem ra việc này là thật rồi. Cửu Đế Tử Nam Cung Tiêu Tiêu là người nào, ở đây cho dù chưa từng gặp qua cũng đã được nghe nói tên hắn, đây chính là người từng khiến cho cùng tuổi một đời chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nghe thấy bàn tử nói, toàn thân Sở Dịch Phong khẽ run lên, chuẩn bị thu liễm khí thế. Hắn tình nguyện đắc tội với Ninh Xuyên cùng Sở Khinh Cuồng, cũng không muốn đắc tội với Nam Cung Tiêu Tiêu. Nghe nói Đại Ly Cửu Đế Tử có thiên phú hơn người, tại hạ Đại Long Đệ Bát Tử bất tài muốn cùng Cửu Đế Tử luận bàn một chút. Một thanh niên mặc kim bào bên phía Đại Long ngồi ở ghế vị trí thứ 11 đột nhiên đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn bàn tử nói. Thật sự là thanh danh Nam Cung Tiêu Tiêu quá lớn, cho dù người Đại Long Đế Triều đều đã nghe nói qua, nếu như là bàn tử trước kia. Bọn hắn tự nhiên sẽ không dám khiêu khích. Nhưng hiện tại, bàn tử sớm đã không còn là bàn tử trước kia, nếu như có thể đánh bại bàn tử, thứ nhất có thể hung hăng đánh vào mặt Đại Ly Đế Triều. Thứ hai, cũng có thể trùng kiến hung uy Đại Long, dạng sự tình này cớ sao mà không làm đây. Chủ yếu nhất là còn có thể khiến Sở Dịch Phong xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm, Tiêu Phàm vừa mới giết một người Đại Long, điều này làm cho người Đại Long ghi hận trong lòng. Luận bàn. Ta chỉ giết người thôi. Bàn tử thản nhiên nói. Thanh âm không lớn lại giống như một đạo tiếng sấm, khiến trong lòng đám người hung ác rung động một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn bàn tử. Cửu đế tử ngày xưa, lại trở về. Trong lòng đám người hít sâu,
âm thầm hoảng sợ nói. Sắc mặt Đại Long Đệ Bát Tử cứng ngắc tại chỗ, hắn biết rõ thiên tài chân chính là có thể vượt giai khiêu chiến, dù là chiến hoàng cảnh cũng không ngoại lệ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là Nam Cung Tiêu Tiêu lúc trước sao, cái kia đã trở thành quá khứ, giờ này ngày này, sớm đã không phải 3 năm trước. Ngươi tự tìm cái chết, ta giết ngươi lại như thế nào? Ngươi tối đa chỉ là chiến hoàng sơ kỳ, ta cũng là chiến hoàng sơ kỳ, nhưng là ta đã dừng lại ở chiến hoàng cảnh sơ kỳ gần 1 năm, ta không tin ngay cả ngươi, ta đều giết không được. Trong lòng Bát Đế Tử âm thầm trầm ngâm, bên trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia sát khí lăng lệ, nếu như có thể giết bàn tử, thanh danh hắn tất nhiên sẽ lớn, thậm chí có thể làm cho Long Đế Chủ coi trọng. Nếu cửu đế tử mời, tại hạ thịnh tình không thể chối từ. Bát Đế Tử tà tà cười một tiếng, hắn thấy bàn tử đã là một người chết. Nhị ca, xem ai kết thúc trận đấu trước, Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn bàn tử nói. Thời gian qua đi hơn mấy tháng, hai huynh đệ rốt cục có thể kề vai chiến đấu, một loại cảm giác đã lâu quanh quẩn trong lòng. Ngươi đến cho ta ghi điểm. Bàn tử nhếch miệng cười một tiếng không mà lên, đột nhiên hướng về không trung lao đi, chiến ý ngập trời bộc phát mà ra, giống như một tôn chiến thần quan sát thiên địa. Lạnh lùng nhìn Bát Đế Tử nói, lên nhận lấy cái chết. Hừ, Bát Đế Tử hừ lạnh một tiếng, hóa thành một vệt sáng hướng về không trung lao đi. Lăn tới nhận lấy cái chết, Tiêu Phàm cười lạnh, bỗng nhiên xuất hiện ở không trung. Theo thanh âm phun ra, một cỗ sát phạt chi khí ngập trời hướng hư không lan tràn đến, không khí đều rất giống bị rút lấy không còn, ngưng trọng cùng áp bách. Nhận lấy cái chết chính là ngươi. Sở Dịch Phong nhìn thấy Tiêu Phàm cũng dám không nhìn bản thân, trong lòng giận dữ, trong tay dẫn theo một chuôi huyết sắc trường kiếm xông lên. Oanh, trường kiếm hai người đâm vào cùng một chỗ, hư không nổi lên một cỗ hắc sắc và một cỗ huyết sắc cương phong, tàn phá bừa bãi tứ phương. Hai người vừa chạm vào tức mở, bay ngược ra vài chục trượng mới dừng lại. Vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh, tự cho là vô địch thiên hạ. Chiến hoàng cảnh chiến đấu không phải những tiểu tử chiến vương cảnh như ngươi có thể so sánh, chỉ với thực lực ấy, ta một ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Sở Dịch Phong hơi nhăn lông mày, lập tức cười lạnh. Một kích vừa nãy là thăm dò đại khái thực lực Tiêu Phàm mà thôi, cũng chỉ ngang với chiến hoàng sơ kỳ bình thường, dạng thực lực này dựa vào cái gì có thể chiến một trận với Sở Dịch Phong hắn. Theo tiếng nói, trên người Sở Dịch Phong tản ra một cỗ khí tức đáng sợ. Khí tức cường đại thuộc về chiến hoàng trung kỳ, trong con người hắn lóe lên vẻ kiêu ngạo. Phóng nhãn toàn bộ Đại Ly Đế Triều, một thế hệ cùng tuổi cũng có rất ít chiến hoàng cảnh trung kỳ, đây cũng là nguyên nhân Sở Dịch Phong vì sao có thể xếp vào vị trí thứ 5 thiên bảng. Tiêu Phàm cách đó không xa thần sắc thập phần bình tĩnh, đạm mạc, băng lãnh, dưới chân vừa nhảy, thân ảnh theo gió đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay tại lúc đó, một cỗ khắc nghiệt chi khí giữa thiên địa quét sạch. Nương theo một cỗ khí tức hủy diệt, so với khí tức trên người Tiêu Phàm lúc nãy càng đáng sợ hơn. Sát ý thật đáng sợ, đây tuyệt đối không phải khí thế chiến hoàng cảnh sơ kỳ. Con người đám người co rụt lại, kinh hãi nhìn không trung. Gạch nối, đối với thực lực Tiêu Phàm, đám người lại có một cái nhìn mới. Mạnh, theo luồng sát ý xuất hiện, sát ý trên người Tiêu Phàm giống như đại dương hướng về 4 phương 8 hướng đánh tới. Tựa như biển cả đang gầm thét khiến cho đám người kia rung động, bọn hắn dường như nhìn thấy núi thây biển xương trên người Tiêu Phàm, cực kỳ đáng sợ. Đây là huyễn cảnh sát ý ngưng kết, đối với những người tâm trí quá yếu sẽ rất dễ bị lạc vào trong đó. Một ngón tay mà có thể bóp chết ta, vậy thì hãy mạnh tay hơn nữa đi. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nâng kiếm trong tay lên chỉ Sở Dịch Phong, kiếm khí tu la kiếm lượn lờ, cực kỳ sắc bén. Sát ý lạnh lẽo. Lạnh thấu xương, kiếm ý, hủy diệt, sắc bén tuyệt thế. Đây chính là lúc Tiêu Phàm thể hiện ra thực lực của mình, thật đáng sợ. Oanh long long, Tiêu Phàm bước ra một bước, cả không gian bắt đầu rung động, thực lực của chiến hoàng cảnh chấn động đến hư không cũng bắt đầu rung chuyển. Đám người dùng mình mãnh liệt, trong lòng run lẩy bẩy, sát ý mạnh quá. Kiếm ý mạnh quá, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự có can đảm giết Sở Dịch Phong? Giờ khắc này. Cả người Tiêu Phàm như một chuôi tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, xông thẳng tới Sở Dịch Phong, quanh người hắn chỉ có sự hủy diệt cùng sát phạt. Sắc mặt Sở Dịch Phong kinh ngạc không thôi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi,
nếu như là bình thường hắn nhất định sẽ nhấc chân chạy. Nhưng hôm nay hắn không thể chạy được, trước đó hắn đã bị Ninh Xuyên dọa sợ, bị Bắc Thần Phong đánh bại, nếu như bây giờ còn lui ra phía sau, về sau hắn còn mặt mũi nào ở Ly Hỏa Đế Đô nữa. Vấn đề cốt lõi ở đây là, nếu như hắn chạy trốn, võ đạo chi tâm chắc chắn sẽ tan vỡ, sau này có thể sẽ không còn khả năng đột phá nữa. Thế nhưng Tiêu Phàm lúc này thực sự quá đáng sợ, kiếm khí của hắn dường như có thể hủy diệt tất cả. Vạn kiếm quy tông, Sở Dịch Phong quát chói tai một tiếng, trực tiếp triệu hồi ra chiến hồn, trên đỉnh đầu hắn, một chuôi huyết sắc trường kiếm lơ lửng, toàn thân xích hồng giống như máu tươi tưới thành. Huyết sắc sương mù hồn lực lượn lờ cứ như hỏa diễm đỏ tươi đang thiêu đốt. Bát phẩm chiến hồn, Phượng Hỏa Kiếm, đám người kinh hãi thét, cũng khó trách bọn hắn khiếp sợ như vậy. Bát phẩm chiến hồn Phượng Hỏa Kiếm chỉ có trên thư tịch mới có thể thấy được. Các tu sĩ ở đây có rất ít người nhìn thấy hình dạng chân thực của Phượng Hỏa Kiếm. Phượng Hỏa Kiếm bỗng xuất hiện quanh thân Sở Dịch Phong, vô số kiếm khí xuất hiện, giăng đầy toàn bộ hư không, tất cả kiếm phong đều chỉ hướng về phía Tiêu Phàm. Hắn thở hắt ra một tiếng, tất cả kiếm khí đều thực chất hóa lấy ngàn mà tính, huyết sắc hồn kiếm khiến cả hư không đều nhuộm thành một màu đỏ, từ xa nhìn lại cực kỳ hùng vĩ. Giết, một luồng khí tuyệt thế sắc bén bắn ra, vô số huyết sắc hồn kiếm như vạn tên cùng bắn, xông thẳng đến Tiêu Phàm, trong giây phút ngắn ngủi ấy, tất cả huyết sắc hồn kiếm chậm rãi hòa làm một thể. Thiên địa tiêu sát, Tiêu Phàm không chút sợ hãi, mặc dù Sở Dịch Phong là người khá âm hiểm nhưng thực lực không mạnh, Tiêu Phàm cho dù ngoài mặt khinh thường, nhưng trong lòng cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Một trận gió nhẹ thổi qua, hư không như nổi lên từng đợt sóng dập dờn. Nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy vô số phong nhận ngưng tụ thành vòng xoáy nhỏ, đang gào thét dữ dội. Đây là kiếp pháp Tiêu Phàm lĩnh ngộ từ Tu La Đệ Nhị Kiếm Đồ Lục, vô số vòng xoáy nhỏ nhưng lại rất có lực hủy diệt. Hơn nữa, với tài lĩnh ngộ của Tiêu Phàm, chỉ cần một nhát kiếm cũng có thể hủy diệt tất cả. Ầm ầm ầm, ngàn vạn kiếm khí màu đỏ dường như đều dung hợp lại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một chuôi quang kiếm thật to, huyết sắc quang kiếm nhuộm đỏ hư không. Không ngừng hướng về Tiêu Phàm trùng kích. Những gợn sóng không ngừng bị phá vỡ, cũng chỉ đủ làm giảm tốc độ của thanh huyết kiếm. Xem ra cũng chỉ có vậy. Sở Dịch Phong thấy thế, khóe miệng cong lên mỉm cười đắc ý, vừa nãy quả thật hắn đã bị sát khí của Tiêu Phàm dọa đến khiếp sợ. Tiêu Phàm không nói gì, Tu La kiếm trong tay khẽ run lên, đột nhiên oanh một tiếng, huyết sắc kiếm cương nổ tung. Dùng mắt thường tu sĩ sẽ phát hiện phía trên xuất hiện vô số kiếm khí với những vòng xoáy nhỏ không ngừng nghiền ép lấy huyết sắc kiếm cương. Huyết sắc kiếm cương hóa thành vô số kiếm khí phóng tới tứ phương, sau đó lại bị vô số vòng xoáy kiếm khí thôn phệ. Nụ cười trên khuôn mặt Sở Dịch Phong cứng đờ, hóa ra Tiêu Phàm cũng không phải là kẻ nhỏ yếu như hắn nghĩ, chỉ ít hắn tuy chỉ ra một kiếm thế nhưng lại có thể chém giết chiến hoàng trung kỳ. Tiêu Phàm có thể tùy tiện ngăn cản một kích này cũng đủ để thấy hắn mạnh như thế nào rồi. Hồng Trần Sát. Trong lúc Sở Dịch Phong đang thất thần, một đạo âm thanh đạm mạc vang lên, chẳng biết lúc nào, thân ảnh Tiêu Phàm đã xuất hiện trước mặt Sở Dịch Phong. Sắc mặt Sở Dịch Phong hoàn toàn thay đổi, tốc độ Tiêu Phàm quá nhanh, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng lại. Đối với người đã lĩnh ngộ được tốc độ như Tiêu Phàm, đây chính là ưu thế tuyệt đối của hắn. Đừng nói đến chiến hoàng cảnh trung kỳ, ngay cả chiến hoàng cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm cũng tự tin không kém. Cút ngay! Sở Dịch Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Phượng Hỏa Kiếm rung động, vô số kiếm khí màu đỏ bắn ra, ngay sau đó, Sở Dịch Phong cùng Phượng Hỏa Kiếm hòa làm một thể, nghiễm nhiên cả người chính là một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Chiến hồn phụ thể, nhân hồn hợp nhất, đột phá chiến hoàng cảnh, chiến hồn có thể cùng người hòa làm một thể, thực lực tăng nhanh đến đáng sợ. Sở Dịch Phong lập tức phun ra vài kiếm trong nháy mắt, hắn cảm giác toàn thân nổi da gà, đạo kiếm khí màu bạc kia lấp lóe rồi biến mất, nếu là người bình thường chắc chắn Tiêu Phàm sẽ chẳng khác nào hạt mưa nhỏ dưới tiếng sấm gầm vang. Nhưng với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, hắn biết tuyệt đối không được phép khinh thường Tiêu Phàm. Quả nhiên, kiếm mang hắn vung ra cùng với năng lượng quỷ dị dao động trong hư không đụng vào cùng một chỗ, đốm lửa bắn tứ tung, hồn lực gào thét đáng sợ. Chống đỡ được một kiếm, có thể đỡ nổi 10 kiếm không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Tu La kiếm vũ động, mọi người chỉ thấy một đường từ trên cao rơi xuống,
chậm rãi hướng về Sở Dịch Phong đánh tới. Một kiếm cũng muốn giết Sở Dịch Phong, Tiêu Phàm này thật tự cao tự đại, thật sự cho rằng chiến hoàng cảnh dễ giết như vậy sao? Đám người xem thường một trận, vẻ mặt coi thường nhìn Tiêu Phàm. Kiếm quá nhanh, Bắc Thần Phong lại đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm trên không trung. Nam Cung Thiên Giật, Sở Khinh Cuồng, Y Phi Mạch. Tất cả đều lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra một kiếm của Tiêu Phàm bất phàm. Nhanh sao, có người không ngừng nghi hoặc, nhưng lại không ai trả lời. Tốc độ này của ngươi còn không bằng Ốc Sên, ta đã từng lĩnh ngộ tam trọng phong thế đột phá chiến hoàng, có dám so tốc độ cùng với ta không? Trên bầu trời, Sở Dịch Phong lại khôi phục tự tin, không kiêng nể gì cả cười lên. Phốc, nhưng lời còn chưa dứt, ngực hắn bỗng nhiên xuất hiện từng vết kiếm, máu tươi chảy ra, trên mặt hắn hiện lên một nỗi sợ hãi. Trong chốc lát, tất cả y phục trên người Sở Dịch Phong đều bị kiếm khí cắt thành mảnh vụn bay trên không trung, cả người không mảy may giữ lại một mảnh, điều này. Đám người tất cả đều trợn tròn mắt, thần sắc đầy kinh ngạc. Không ít người không hiểu vì sao Bắc Thần Phong nói kiếm pháp Tiêu Phàm nhanh, nhưng trong mắt bọn họ, kiếm pháp của Tiêu Phàm chậm tới cực điểm, đó là bởi vì vô số kiếm ảnh hợp lại cùng một chỗ, nhìn qua rất chậm mà thôi. Khốn kiếp, Tiêu Phàm, ngươi dám hạ nhục ta. Sở Dịch Phong giận tím mặt, thiếu chút nữa thì điên cuồng, không chút do dự lấy ra một bộ quần áo mới từ trong hồn giới mặc lên người. Tiêu Phàm dám hạ nhục hắn, để hắn trần truồng lộ ngay trước mặt nhiều người như vậy. Chẳng thà giết hắn luôn còn đỡ nhục hơn. Hạ nhục ngươi thì sao? Tiêu Phàm lại lơ đễnh, cười nhạt một tiếng, ánh mắt càng băng lạnh. Hạ nhục ngươi thì sao? Lời nói bá đạo của Tiêu Phàm quanh quẩn trên không trung. Tuy không có áp lực quá lớn thế nhưng lại làm cho người ta nảy sinh một cảm giác sợ hãi. So với hơn nửa tháng trước, Tiêu Phàm quả nhiên lợi hại hơn rất nhiều. Bước vào ngưỡng cửa chiến hoàng cảnh, Tiêu Phàm như trước vẫn là thiên tài. Thiên tài không ai bì nổi. Ta phải xé xác ngươi. Sở Dịch Phong nhe răng trợn mắt, sát khí hừng hực, từ trên người hắn tản ra một luồng khí cuồng bạo, cuồn cuộn huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt điên cuồng. Hỏa chi kiếm ý sao? Tiêu Phàm híp hai mắt, cho dù cách nhau 20-30 mét cũng có thể cảm nhận được luồng khí cuồng bạo ấy, bên trong còn lộ ra một luồng kiếm khí sắc bén. Hiển nhiên, Sở Dịch Phong không chỉ ngộ ra một loại kiếm ý, mà là hai loại. Cùng chiến hồn của hắn ắt có mối quan hệ gì đó. Sở Dịch Phong nắm giữ bát phẩm chiến hồn, thực sự là thiên tài hiếm thấy, có thể xếp thứ 5 trong thiên bảng cũng coi là danh phù kỳ thực. Nếu như đối thủ của hắn không phải Tiêu Phàm, có lẽ thật sự không mấy người xứng đáng là đối thủ của hắn. Dám hạ nhục ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần, người sẽ chết rất thảm, rất thảm. Sở Dịch Phong phẫn nộ gào thét, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn loạn phát phiêu đáng, toàn thân bị hỏa diễm bao trùm, khí thế cực kỳ khiếp người. Không phải ngươi nói một ngón tay cũng có thể diệt ta sao? Không phải ngươi muốn dạy ta làm người thế nào sao? Chỉ với chút thực lực ấy của ngươi mà cũng xứng dạy ta làm người. Tiêu Phàm không thèm quan tâm đến lời nói của Sở Dịch Phong. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm lại ra tay lần nữa, chân hắn dẫm thế vân tung, tốc độ đạt tới cực hạn, với thực lực của hắn bây giờ. Thì triển thế vân tung đã tiếp cận tốc độ thất phẩm thân pháp chiến kỹ. Lại thêm khoái mạn chi ý, tốc độ của Tiêu Phàm không có tu sĩ đồng giai nào sánh bằng. Hô, một đạo kình phong phất qua, đám người chỉ thấy một loạt hình ảnh chớp động trên không trung, thân hình Tiêu Phàm như một ngọn gió, nhanh tới mức không thể hình dung được nữa. Hắn rất nhanh, nhanh đến mức không để lại một chút dấu vết, tựa như một làn gió mát thổi qua không trung, không có tiếng gào thét thảm thiết. Cũng không có sự phẫn nộ gầm vang. Thân thể Tiêu Phàm như một mảnh lá rụng, cùng với gió và không gian hòa làm một thể. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền xuất hiện trước người Sở Dịch Phong, bàn tay Tiêu Phàm khẽ nâng lên, nhu hòa vỗ lên khuôn mặt Sở Dịch Phong. Ba, âm thanh vang lên, một bên mặt khác của Sở Dịch Phong xuất hiện dấu 5 ngón tay đỏ tươi, kết hợp với ấn ký Bắc Thần Phong lưu lại trước đó trở nên cân đối vô cùng. Đồ khốn kiếp! Sở Dịch Phong ngửa mặt lên trời gào thét, bị Bắc Thần Phong đánh một tát đã để hắn mất hết mặt mũi, hiện tại lại bị Tiêu Phàm đánh một tát, điều này khiến hắn chịu đựng thế nào được. Hắn đã hoàn toàn quên tốc độ đáng sợ lúc nãy của Tiêu Phàm, vẻn vẹn trong nháy mắt đã đến trước người hắn.
Tam trọng phong thế đột phá chiến hoàng cảnh, thực là đáng sợ quá. Tiêu Phàm tủm tỉm cười nói, về tốc độ hắn còn chưa bao giờ thua người cùng giai nào. Nếu như chính diện đối địch, hắn còn đề phòng một chút, dù sao Sở Dịch Phong cũng là chiến hoàng cảnh trung kỳ, hơn nữa còn là cao thủ thứ 5 thiên bảng. Nhưng Tiêu Phàm rất khó chịu Sở Dịch Phong lúc nào cũng tự cho là mình đúng, lĩnh ngộ tam trọng phong thế đột phá chiến hoàng cảnh thì có thể hù dọa người khác sao? Dù thế nào ta cũng đã lĩnh ngộ tứ trọng phong thế, đột phá chiến hoàng cảnh, chẳng lẽ lại còn sợ Sở Dịch Phong ngươi? Tốc độ tuy không bằng ngươi, nhưng kiếm ta làm sao có thể không bằng ngươi? Bị Tiêu Phàm châm chọc, sắc mặt Sở Dịch Phong khó coi tới cực điểm, thế nhưng đầu vẫn còn rất tỉnh táo. Ta cần bình tĩnh lại, tốc độ không phải là điểm mạnh nhất của ta, mà là kiếm. Trong lòng Sở Dịch Phong nghĩ thầm, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại. So tiện sao, ngươi thực sự tương đối tiện. Tiêu Phàm châm chọc nói một tiếng, khiến cho sắc mặt Sở Dịch Phong cứng đờ. Hừ, Sở Dịch Phong biết rõ chỉ dựa vào lời nói không thể làm gì được Tiêu Phàm, cho dù thắng thì đã sao chứ, mắng chửi người cũng đâu thể mắng chết người. Điều duy nhất có thể làm chính là lập tức giết chết hắn. Phượng Hoàng kiếm ảnh, một tiếng quát khẽ truyền ra, kiếm trong tay Sở Dịch Phong đâm tới, vô số hỏa diễm sáng chói hiển hiện trên hư không, từ xa nhìn lại, mọi người dường như nhìn thấy từng đầu hư ảnh Phượng Hoàng loạn vũ ở trên không, chói lọi, hoa lệ. Kiếm không phải dùng để diễn xiếc, người không xứng sử dụng kiếm. Tiêu Phàm lắc đầu, kiếm của Sở Dịch Phong quá nhiều hoa mỹ, còn kiếm của Tiêu Phàm chỉ biết giết người. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm chậm rãi nâng trường kiếm trong tay, hủy diệt chi ý xuất hiện, trời đất dường như bỗng nhiên tối sầm, hư không biến đổi trở nên ngạt thở vô cùng. Tiêu Phàm không có bất kỳ một động tác dư thừa nào, bước ra một bước, lấy trường kiếm mở đường, xông thẳng vào trong ngọn lửa đầy trời kia. Tiêu Phàm đang chuẩn bị làm cái gì, lấy nhục thân đối kháng hỏa diễm kiếm khí sao? Đám người vô cùng kinh hãi, nếu như Tiêu Phàm làm từng bước, dựa vào tốc độ xuất thủ, có lẽ còn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng mà lấy nhục thân cùng vô tận kiếm khí tương bắc kia, thì làm sao có thể chống đỡ được? Các ngươi cũng đừng quên, đến hiện tại Tiêu Phàm vẫn còn chưa sử dụng lực lượng chiến hồn. Có người âm thầm mở miệng, nhắc nhở tu sĩ xung quanh. Đúng vậy, hiện tại Tiêu Phàm đến cả chiến hồn còn không có sử dụng, đây còn chưa phải ranh giới cuối cùng của hắn. Đám người lúc này mới phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm thay đổi liên tục. Chạm, theo Sở Dịch Phong gầm lên một tiếng, kiếm khí đầy trời từ bốn phương tám hướng phóng tới Tiêu Phàm, khóe miệng Sở Dịch Phong lộ ra một tia cười lạnh, ngươi đã tự tìm chết, ta liền cho ngươi toại nguyện. Ngươi vội vã muốn ta chết vậy sao? Ngươi không phải muốn tra tấn ta sao? Chờ không nổi rồi ư? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói, vốn dĩ không có bất cứ e ngại gì, ngược lại khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác. Hồng Trần thiếu, thiếu Hồng Trần. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, tu la kiếm kéo kiếm hoa, từng luồng kiếm khí màu bạc xẹt qua hư không, giống như lưu tinh trụy, chợt lóe lên rồi biến mất. Phốc phốc phốc, chỉ một lúc sau, vô số kiếm khí màu đỏ kia đột nhiên nổ tung lên. Tiêu Phàm vọt thẳng vào đám kiếm khí kia, thân thể lướt mấy bước đột nhiên xuất hiện ở phía sau Sở Dịch Phong. Kiếm ngươi, cũng không được tốt lắm. Tiêu Phàm khẽ nói, tu la kiếm đột nhiên trực tiếp đâm vào bên trong hậu tâm Sở Dịch Phong, lạnh tới thấu tim. Không thể nào, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Sở Dịch Phong kinh hãi quay đầu nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, hắn nào ngờ Tiêu Phàm lại đáng sợ như thế. Là ngươi quá chậm. Hiện tại ta không chỉ muốn hạ nhục ngươi mà còn muốn giết ngươi. Trong mắt Tiêu Phàm đều là vẻ lạnh lùng, trường kiếm nhấc lên, một cỗ hủy diệt kiếm khí đột nhiên chấn vỡ hồn phách Sở Dịch Phong. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm triệu hồi U Linh chiến hồn, điên cuồng cắn nuốt hồn lực chiến hồn Phượng Hỏa kiếm của Sở Dịch Phong. Ngươi, trong miệng Sở Dịch Phong đầy máu tươi, hắn nào nghĩ đến Tiêu Phàm cũng dám giết chết hắn, ta là con trai của gia chủ Sở gia, ngươi không thể giết ta. Trên đời này, có ai mà ta không thể giết? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, Sở Dịch Phong ngươi là kẻ cực kỳ ác độc, ngươi mới rồi muốn giết ta thì được, ta giết ngươi lại không được ư. Trên đời này ở đâu có chuyện tốt như thế này, nếu đã muốn giết người, vậy thì phải chuẩn bị tốt tinh thần bị người ta giết chứ. Trường kiếm run lên, vô số hủy diệt kiếm khí lập tức xé nát hồn phách Sở Dịch Phong.
mạng hắn là của ta. Vào thời khắc Tiêu Phàm chuẩn bị vứt thi thể Sở Dịch Phong, bỗng nhiên một cỗ khí tức bàng bạc từ phía dưới vọt tới, một quyền xuyên qua lồng ngực Sở Dịch Phong. Gạch nối, sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, cái thân ảnh kia nhanh đến mức hắn còn không kịp lấy lại tinh thần, khi hắn thấy rõ người tới, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, Sở Khinh Cuồng, ngươi. Tiêu Phàm kinh ngạc không phải vì thực lực Sở Khinh Cuồng, mặc dù cùng là chiến hoàng cảnh trung kỳ nhưng Sở Khinh Cuồng lại mạnh hơn Sở Dịch Phong rất nhiều, nhưng vẫn chưa đến mức khiến Tiêu Phàm sợ hãi. Điều khiến hắn kinh ngạc là Sở Dịch Phong rõ ràng đã chết mà Sở Khinh Cuồng lại còn đến cho thêm một quyền. Hắn thiếu nợ ta, hiện tại nên trả. Sở Khinh Cuồng thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng không quá mức băng lãnh. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn đâu phải không biết Sở Khinh Cuồng muốn báo đáp ân tình cứu hắn, có lẽ cũng chỉ lần này mà thôi. Mặc dù giết chết Sở Dịch Phong dễ dàng, nhưng đắc tội Sở gia, với cái chết của Sở Dịch Phong, Sở Trung Thiên tất nhiên sẽ rất giận dữ, với bối cảnh và thực lực hiện nay của Tiêu Phàm chưa chắc đã có thể chịu được lửa giận của Sở gia. Cho nên Sở Khinh Cuồng lúc này mới xuất thủ, bởi vì khi tất cả mọi người nhìn lại, Tiêu Phàm mặc dù đánh trọng thương Sở Dịch Phong, nhưng cũng không trực tiếp giết chết hắn. Người trực tiếp giết chết Sở Dịch Phong là Sở Khinh Cuồng. Tiêu Phàm còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng cũng vẫn không nói ra miệng, Sở Khinh Cuồng dám làm như thế. Có lẽ hắn có tự tin, chỉ là đối mặt Sở gia, Sở Khinh Cuồng sẽ đem cái gì chống lại đây? Cánh tay Sở Khinh Cuồng dùng sức chấn động, thân thể Sở Dịch Phong đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số huyết vụ tràn ngập hư không, một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Ittt, mọi người hít vào ngụm khí lạnh, bọn hắn đâu ngờ Sở Khinh Cuồng thực sự giết Sở Dịch Phong, dù sao cũng là em họ của hắn mà. Hơn nữa Sở Khinh Cuồng lại tàn nhẫn như vậy. Ngay cả hài cốt của Sở Dịch Phong cũng không giữ lại. Chẳng qua nghĩ đến ân oán giữa Sở Khinh Cuồng và Sở Dịch Phong, Sở Khinh Cuồng giết Sở Dịch Phong e cũng là chuyện hết sức bình thường. Sắc mặt Lưu Thường trắng bạch, nàng vừa chuẩn bị xuất thủ cứu Sở Dịch Phong, chẳng qua là lúc nhìn thấy Sở Khinh Cuồng xuất thủ, nàng lại nhẫn nhịn. Bởi vì nàng biết bản thân vốn dĩ không cứu được Sở Dịch Phong, với thực lực của Sở Khinh Cuồng nàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Thậm chí cả nàng và Sở Dịch Phong cộng lại cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trong mắt Nam Cung Thiên giật lóe qua một sợi tinh quang, hắn cũng không ngờ tới Sở Dịch Phong sẽ chết ở chỗ này, hơn nữa Sở Khinh Cuồng trở nên càng thêm lạnh lùng và cường đại. Tu sĩ Đại Long Đế Triều cũng cau mày một cái, hắn bị sự quyết đoán cùng sát khí của Sở Khinh Cuồng chấn kinh. Tiêu Phàm nhìn Sở Khinh Cuồng, sau đó quay người lại rồi biến mất, lát sau đã xuất hiện trên chỗ ngồi của mình. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên không trung, bàn tử và đại long bát tử chiến đấu. Tiêu Phàm tựa như vừa làm một việc không có ý nghĩa, hắn vốn không đặt cái chết của Sở Dịch Phong ở trong lòng. Bởi vì hắn biết rất rõ, Sở Dịch Phong mặc dù là chết ở trong tay hắn, nhưng trong con mắt những người khác là bị Sở Khinh Cuồng giết chết, dù là bản thân động sát nghiệp, cuối cùng người xuất thủ giết chết Sở Dịch Phong cũng không phải Tiêu Phàm hắn. Cũng không phải là Tiêu Phàm sợ hãi Sở gia. Có bác lão và túy ông đứng ở phía sau, Tiêu Phàm thật đúng là không sợ Sở gia. Ngay cả một người không thích giết chóc như bác lão còn muốn ồn ào làm lớn chuyện hơn một chút, Tiêu Phàm đương nhiên không cố kỵ gì, nếu như không có một quyền cuối cùng kia của Sở Khinh Cuồng, Tiêu Phàm vẫn sẽ giết chết Sở Dịch Phong. Cho nên, Tiêu Phàm cũng không cảm kích Sở Khinh Cuồng, chỉ là muốn để Sở Khinh Cuồng trả cái nhân tình kia, Tiêu Phàm liền thuận nước đẩy thuyền. Huống chi hắn vốn dĩ không nghĩ tới để Sở Khinh Cuồng báo đáp mình. Mấy tháng trước, Tiêu Phàm sở dĩ cứu Sở Khinh Cuồng cũng chỉ là vì mặt mũi Y Vân mà thôi. Ha ha, đại ly cửu đế tử, cũng không gì hơn cái này, quả nhiên là hữu danh vô thực. Phía trên không trung truyền đến tiếng cười cuồng ngạo của bát tử, trong nháy mắt thu hút tất cả ánh mắt mọi người. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhìn thấy bát tử điên cuồng công kích, bàn tử chỉ có trốn tránh. Hoàn toàn không có đất để chống lại. Cửu đế tử quả nhiên đã không còn là cửu đế tử của trước kia, ngay cả tu sĩ cùng giai đều không phải là đối thủ. Đúng vậy, vốn cho là cửu đế tử sẽ thay đại ly ta tranh một hơi, lại không nghĩ rằng giờ hắn thảm như thế, cửu đế tử của trước đây đã hoàn toàn biến mất rồi. 2. Cửu đế tử làm lại từ đầu, có thể đột phá chiến hoàng cảnh đã rất hiếm có rồi. Đám người cực kỳ thất vọng về thực lực bàn tử.
rất nhiều tu sĩ được chứng kiến bản tử cường đại 3 năm trước, lại càng lắc đầu, bây giờ đệ nhất nhân cùng tuổi một đời đã không còn là cửu đế tử Nam Cung Tiêu Tiêu, mà là đại đế tử Nam Cung Thiên Giật. Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn không chung, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, lão nhị lại chỉ dừng lại ở chút sức lực ấy. Chiến thiên kích chưa dùng, chiến hồn kim cương đại lực thần nghiêu cũng chưa dùng, xem ra hắn không chỉ muốn rèn luyện bản thân, mà còn muốn lấy yếu thắng mạnh. Nói đến đây, Tiêu Phàm không khỏi liếc mắt Nam Cung Thiên Giật, hắn biết rõ địch nhân của bàn tử cũng không phải là bát tử kia mà là Nam Cung Thiên Giật. Bát tử kia thực lực không yếu, nhưng chỉ là chiến hoàng sơ kỳ mà thôi, bàn tử muốn giết hắn căn bản không cần phí thủ đoạn, làm sao có thể bị hắn áp chế. Oanh, bàn tử bị một kiếm đẩy lui 3 bước, lạnh lùng nhìn bát tử đối diện, áo bào phần phật, một cỗ cuồng bá chi khí từ trên người hắn phun ra. Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi. Bàn tử nhe răng cười một tiếng, trong mắt đầy vẻ đăm chiêu. Chỉ cần có thể giết ngươi là đủ. Bát tử cười lạnh. A à, khóe miệng bàn tử uốn cong, khí thế cả người tăng thêm, toàn thân kim quang vạn trượng, cùng vừa rồi hoàn toàn như là hai người. Thân thể nhảy lên thật cao hóa thành một đạo thiểm điện, một quyền hướng về bát tử, không trung truyền đến từng trận tiếng oanh minh, hư không bị một cỗ kình phong xé rách, giống như kinh lôi vang vọng. Kim long chảm. Bát tử gầm thét một tiếng, một đạo kiếm mang kim sắc từ trên người hắn xuất hiện, từ xa nhìn lại giống như một đầu kim sắc trường long to lớn, từ bầu trời chảm xuống, khí thế bức người. Đại ly cửu đế tử, cũng không gì hơn cái này ư. Trên mặt tu sĩ đại long đế triều đầy vẻ khinh thường, bát tử một mực áp chế bàn tử, bọn hắn nhận ra bàn tử đã hết biện pháp. Oanh long long, đúng lúc này thân thể. Bàn tử giống như một quả lưu tinh rơi xuống đất, những nơi đi qua, lưu lại một đạo tàn ảnh kim sắc thật dài, một quả kim sắc quyền cương to như căn phòng tại hư không ngưng tụ thành. Ngay sau đó, bàn tử một quyền trực tiếp nện ở phía trên kim long kiếm mang, để cho người ta hít vào ngụm khí lạnh, kim long kiếm mang kia liên tiếp bị phá vỡ, hóa thành hồn lực cuồn cuộn bắn về phía bốn phương tám hướng. Tốc độ bàn tử không giảm một chút nào, một luồng bá khí tràn ngập trên người hắn. Chỉ trong nháy mắt, kim long kiếm mang bỗng nhiên nổ tung, nắm đấm bàn tử trong chớp nhoáng đi tới trước người bát tử. Một cỗ cuồng phong chèn ép khuôn mặt bát tử, khiến khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, dữ tợn, suy nghĩ đầu tiên trong lòng hắn chính là chạy trốn. Nhưng mà hắn cảm giác toàn thân bị một cỗ chiến ý đáng sợ tập trung vào, thân thể tựa như không nghe theo sự sai khiến của hắn. Kim long khiếu, bát tử dùng hết khí lực toàn thân gào thét. Hắn điều động hồn lực cuồn cuộn, lần nữa hướng về bàn tử vung ra một kiếm. Chỉ là kiếm còn chưa kịp nâng lên, một quyền của bàn tử đã rơi vào ngực hắn. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng bát tử phun ra, kiếm trong tay hắn rơi xuống hư không, sắc mặt hắn đỏ bừng, hai mắt tràn ngập tơ máu, ánh mắt nhìn về phía bàn tử tràn ngập sợ hãi. Bát tử chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng quỷ dị đang không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch toàn thân và lục phủ ngũ tạng của hắn. Vẹn vẹn trong chốc lát, kinh mạch, tạng phủ, hồn phách, bị cỗ lực lượng này hủy diệt triệt để. Thân thể bát tử bỗng bay ngược ra như đạn pháo hướng ngoài đế cung. Gạch nối, oanh, sau nửa ngày, bên ngoài đế cung truyền đến một trận nổ vang, chấn động như sấm nổ, rất lâu không dứt. Ittt, đám người hít vào ngụm khí lạnh, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đúng là một quyền đáng sợ. Ta cảm giác đại long bát tử kia giống như bị một quả sao băng trùng kích vậy, đừng nói chiến hoàng sơ kỳ, ngay cả chiến hoàng hậu kỳ cũng chưa chắc có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn vẫn là cửu đế tử trước kia, khiến cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Một quyền chi uy, có thể đánh nứt thiên địa, dám khiêu chiến man vương, bát tử kia thực sự to gan lớn mật quá, ta rất bội phục bản lĩnh của hắn, các ngươi nhìn những người đại long kia đang trợn tròn cả mắt kia. Một quyền đã làm nổ tung chiến kỹ đỉnh phong chiến hoàng cảnh sơ kỳ bát tử, sức mạnh này quả đáng sợ, trong cùng một đời cũng chỉ có bàn tử mới có thể làm được như thế. Những kẻ trước đó còn khinh thường bàn tử giờ cũng bắt đầu nịnh nọt lấy lòng. Sắc mặt tu sĩ đại long đế triều khó coi tới cực điểm, còn khó chịu hơn so với việc ăn chuột chết, vốn dĩ bọn hắn nghĩ bát tử sẽ giết bàn tử, trùng trấn hung uy đại long, nhưng đâu nghĩ đến bàn tử vẫn cường hãn như thế, vẫn như 3 năm trước. Ta đã nói rồi, ta chỉ giết người, sẽ không bàn luận.
một loạt thanh âm quanh văng vẳng trong không gian, bàn tử chậm rãi bay tới phía dưới. Tất cả tu sĩ một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người vẫn đắm chìm trong cảnh tượng vừa mới diễn ra. Bát tử chết, bàn tử giết hắn mới chỉ xuất một quyền mà thôi. Đây là điều nhiều người cũng không ngờ tới, thực lực bàn tử có lẽ không thấp, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cường đại như vậy. Cuối cùng mọi người cũng hiểu, trước đó bàn tử sở dĩ bị áp chế chỉ là hắn cố ý chủ động phòng ngự mà thôi, cũng không thực sự xuất thủ. Đại ly đế triều rất tốt, quả nhiên nhân tài lớp lớp xuất hiện. Lại một thanh niên đột nhiên đứng dậy, mang trên mặt một tia cười lạnh, con mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bàn tử, tu sĩ đại long đế triều ta dù sao cũng là khách, ngay trước mặt nhiều người vậy mà dám giết người đại long ta, thật coi đại long ta không có người ư. Vẫn muốn gây ra phân tranh hai đại đế triều sao? Nghe nói như thế, tu sĩ đại ly đế triều khịt mũi coi thường, cái tên thanh niên đại long này thực là buồn cười, vừa mới nói xong hai người không phải bàn luận, mà là đang cược mệnh. Thời điểm bàn tử bị áp chế, tu sĩ đại long đến một cái giấm cũng không thả, vậy mà giờ nói đang lăng nhục bọn hắn, đây không phải buồn cười thì là gì? Ngươi là cái thá gì, chỉ dựa vào ngươi mà có thể đại diện cả đại long? Bàn tử vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, nghe được lời nói thanh niên kia liền trợn mắt nhìn. Thanh niên kia nhất thời không biết nói gì, riêng mình hắn, lấy đâu ra tư cách gì đại diện cho cả đại long, ngay cả long tiêu cũng không khả năng ấy. Bàn tử liếc hắn một cái, liền lười nhác nằm tại chỗ, ra vẻ hờ hững. Tại hạ đại long ngũ tử, muốn xin các hạ dạy cao chiêu. Thanh niên kia cảm thấy mình mất mặt, lập tức sát tâm nổi lên. Làm sao, đại long ngươi muốn xa luân chiến hả? Người đại long ngươi còn muốn thể diện không? Ta nhổ vào, còn đại biểu đại long, muốn gây ra phân tranh hai chiều, chỉ dựa vào ngươi cũng xứng. Cút trở về đại long của ngươi đi, đừng đến đại ly ta mất mặt xấu hổ. Không đợi bàn tử mở miệng, tu sĩ đại ly lập tức kêu to lên. Ngũ tử vô cùng tức giận sắc mặt đỏ bừng, hắn phẫn nộ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. Muốn đánh cũng có thể. Đúng lúc này, bàn tử đột nhiên lười nhác lên tiếng. Đám người sững sờ, bàn tử tuy mạnh, nhưng đối phương cũng đều là chiến hoàng cảnh, nếu như xa luân chiến, người bình thường đều không chịu được. Nếu như chỉ là bàn luận cũng được thôi, có thể dùng tính mệnh để chiến đấu, nhưng người thua nhất định phải chết. Người nào chết thì giao danh ngạch ra, dù sao một người chết không nhất thiết được danh ngạch. Bàn tử tiếp tục mở miệng. Nghe nói như thế, đám người cái này mới có phản ứng, hóa ra mục đích đánh của cửu đế tử là như vậy, nếu như giết chết một người của bên đối phương, có thể chiếm lấy một chỗ, vậy chiến đấu này cũng có ý nghĩa. Sắc mặt ngũ tử khẽ trầm xuống, trong lòng có chút do dự, hắn mặc dù là chiến hoàng trung kỳ, nhưng đối phương là bàn tử nên hắn cũng không thực sự nắm chắc phần thắng. Vừa nãy ra mặt, đơn giản chỉ là phát tiết lửa giận trong lòng mà thôi. Đề nghị này không tệ, vừa vặn cái yến hội này cũng có chút nhàm chán. Đột nhiên, đại long một phương long tiêu nhàn nhạt mở miệng, người đại long đã bị đại ly giết hai mạng, nếu như đã không còn chỗ thể hiện, cái kia há không phải nói rõ đại long không bằng đại ly. Bát tử chết, thù này ta tới báo. Sắc mặt ngũ tử trầm xuống, thấy long tiêu mở miệng, lá gan hắn cũng lớn theo. Lập tức từ trên chỗ ngồi đạp không lên, hướng lên không trung. Căm tức nhìn bàn tử nói, có gan lên đây chúng ta cùng đấu một trận. Nhị ca, cơ hội này nhường cho ta được không? Ta vừa muốn lấy thêm một chỗ. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng, chậm rãi đứng dậy. Bàn tử không muốn năng lực thực sự của bản thân quá bại lộ, nhất định do hắn cố ý, trong số những người ở đây cũng chỉ có hắn suy nghĩ cho bàn tử, Tiêu Phàm tự nhiên đứng ra không chút do dự. Được, bàn tử liếc mắt nhìn Tiêu Phàm thật sâu. Cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Ngươi là cái thứ gì, chỉ dựa vào ngươi cũng có tư cách đấu cùng ta một trận sao? Ngũ tử phẫn nộ quát, hắn chỉ muốn tiêu hao thể lực bàn tử, lại đột nhiên xuất hiện một Tiêu Phàm, việc này khiến trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Ta là thứ gì, qua một lúc rồi ngươi sẽ biết thôi. Tiêu Phàm bước ra một bước, thoáng cái liền xuất hiện ở phía trên không trung, con ngươi lạnh băng nhìn ngũ tử nói, đương nhiên, nếu ngươi mà sợ, hiện tại lăn xuống dưới vẫn còn kịp đấy. Ta mà sợ ngươi, ha ha ha, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy thì ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Ngũ tử cười lớn, Tiêu Phàm mặc dù vừa mới đánh bại Sở Dịch Phong,
còn giết một người đại long của hắn. Nhưng mà hắn vẫn không cho rằng Tiêu Phàm là đối thủ của hắn, huống hồ Tiêu Phàm chỉ đơn giản là chiến hoàng cảnh sơ kỳ, vừa mới đánh một trận, hồn lực trong cơ thể đã bị tiêu hao không ít, mình hắn cũng có thể giết chết Tiêu Phàm. Hồng hộc, Tiêu Phàm lười nói nhảm với hắn, trực tiếp xuất thủ, chân đạp thế vân tung ẩn chứa khoái mạn chi ý, tốc độ đạt tới cực hạn, một chiêu vô tình nhất kích trực tiếp thi triển ra. Đối mặt địch nhân, Tiêu Phàm rất ít thi triển kích này, dù sao nếu như không giết chết người, sẽ rất dễ dàng bại lộ nhược điểm của mình, cho địch nhân cơ hội phản công. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm lại không chút do dự thi triển, cũng không phải là hắn xem thường ngũ tử, sự thật là Tiêu Phàm cảm nhận được hồn lực trên người hắn không ổn định, so với Sở Dịch Phong còn yếu hơn rất nhiều. Chủ yếu là ngũ tử dám động sát tâm với huynh đệ mình, Tiêu Phàm sẽ không tha thứ cho hắn, lúc sớm ngũ tử nói ra câu nói đầu tiên, ở trong mắt Tiêu Phàm, hắn đã chỉ là một cái xác không hồn. Con người ngũ tử hơi co rụt lại khi phát hiện ra bản thân không bắt được thân ảnh Tiêu Phàm. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng hắn chính là trốn, bởi vì hắn cảm giác mình như bị một đầu độc xà tiếp cận. Phốc, nhưng mà hắn căn bản không kịp chạy trốn, ngực hắn lạnh toát, chỉ kịp nhìn thấy một đạo tàn ảnh từ bên cạnh lóe qua. Trong phút chốc, máu từ ngực ngũ tử phun ra, cực kỳ yêu diễm. Ngươi, ngũ tử thốt ra một câu không cam lòng liền rơi xuống phía dưới. Phía dưới con ngươi các thiên tài co rụt lại, không ít người cảm giác tê cả da đầu. Vẻn vẹn một kiếm, ngũ tử đã chết. Đám người cảm thấy rùng mình, bọn hắn căn bản không nhìn thấy thân ảnh Tiêu Phàm mà đã thấy ngũ tử chết. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Tốc độ này, cùng giai có ai có thể địch, thực là tự cho mình là thứ gì chứ? Nhớ kỹ kiếp sau đầu thai làm người. Không nên quá coi trọng bản thân. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xuống thi thể ngũ tử, mặt coi thường nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.